nhưng hôm nay thì hoàn toàn khuất phục. Về phần Trấn Thiên Diện và đám người Hoàng Hải Bắc, bọn họ vẫn còn muốn tiếp tục làm việc. Môn phiệt Tây Đường còn quyết định muốn xây dựng một tượng đài kỷ niệm lớn cho Nhất Vũ Kiên Vương ở Giang Bắc. Sao người chết lại không phải là tên bán nước Diệp Lâm Quân kia chứ? Lần này cũng là đại anh hùng như Nhất Vũ Kiên Vương, ông trời thật không công bằng. Đúng, nếu như có thể, dùng mạng của Diệp Lâm Quân đổi lấy Nhất Vũ Kiên Vương được sống lại đi. Hai nhà Lý, Trịnh cực kỳ bất bình. Bọn họ càng hy vọng Diệp Lâm Quân có thể chết đi. Lý Tử Nhiệm vừa đau buồn cho Nhất Vũ Kiên Vương, vừa lo lắng cho Diệp Lâm Quân. Bây giờ anh đang ở đâu? Thế nào rồi? Không có chuyện gì xảy ra chứ, anh nhanh trở về đi. Em và bé Quân đều đang đợi anh đây. Lạc Việt phái và nhóm người đi tìm kiếm tung tích của Diệp Lâm Quân. Nhưng kết quả khiến người ta phải thất vọng, không tìm thấy được. Tiên cơ bản thì anh không có khả năng còn sống. Tin tức quốc tế nhanh chóng truyền đi, ở diễn đàn 28 nước châu Đông Phương, Nhất Vũ Kiên Vương của Lạc Việt bởi vì chút tranh cãi tuyển chọn mà ra tay đánh người. Vì bảo vệ an toàn cho những người khác, không thể không giết anh. Trong lúc nhất thời, nước ngoài nhao nhao chỉ trích Lạc Việt làm việc bá đạo, Nhất Vũ Kiên Vương lại càng không coi ai ra gì. Mò mộng hão huyền rằng toàn bộ châu Đông Phương đều sẽ nghe lời mình. Tất cả tội danh đều gắn lên đầu anh. Toàn bộ đều thành lỗi của anh. Hoàng tử Vincent vô sỉ, nước Chiến Ưng vô sỉ, người của Lạc Việt vừa hận vừa tức, có điều vì Nhất Vũ Kiên Vương đã bảo vệ được tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo của Lạc Việt. Tạo thành đả kích đối với Lạc Việt, hải ngoại gần như đều sôi trào. Đây là đả kích lớn nhất trong gần trăm nay đối với Lạc Việt. Tất nhiên họ đã phải trả một cái giá đau đớn. Hoàng tử Vincent chất vui vẻ, trực tiếp cho liên minh báo thù một vùng thuộc địa. Liên minh báo thù đã có được 13 hải đảo và thêm một vùng đất thuộc. Chờ bọn họ làm xong việc, sẽ có thể hoàn toàn chống lại Lạc Việt. Nhất Vũ Kiên Vương chết rồi, còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa? Sau khi Hắc Long trở lại tổ chức, đột ngột cười to. Nhưng thật ra bọn họ không biết mình đã bị người ta âm thầm để mắt tới. Người của Trấn Điện Thiên trở nên kích động. Nhưng không có cách nào vì điện chủ không có ở đây. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục theo dõi sát sao. Đang chờ một cái chỉ thị chờ không tới được. Trận chiến trên núi Cửu Long đã nhanh chóng qua 3 ngày 3 đêm. Ngọn lửa chiến tranh bị dập tắt, khói đặc cũng tiêu tan. Núi Cửu Long bị tàn phá nghiêm trọng. Ngọn núi gần như bị san bằng. Đất đai khô cằn khắp nơi. Giống như địa ngục nhân gian. Lạc Việt vẫn đang chờ đợi một kỳ tích xảy ra. Nếu có kỳ tích xảy ra thì đó nhất định là màu đỏi. Có điều trên nền đất khô cằn lại phát hiện một cột cờ bị thiêu hủy. Không cần nghĩ, lá cờ của Lạc Việt đã sớm bị thiêu hủy. Ước mơ kỳ tích của Lạc Việt đã hoàn toàn bị dập tắt. Dù sao thì Nhất Vũ Kiên Vương cũng là người. Cũng không phải thần. Đạn bắn vẫn có thể bị thương. Huống chỉ còn vào tình cảnh bom nổ bốn phía. Dù mạnh tới đâu thì cũng có hạn. Ngày đó, Lạc Việt tuyên bố, Nhất Vũ Kiên Vương qua đời, thêm vào hàng liệt sĩ, đời đời lưu danh. Trên một bãi biển hoang vắng ở Tinh Quốc, một cô bé đang đi nhặt cua đột nhiên gọi mẹ, mẹ ơi, mau nhìn xem trong biển có người. Nhất Vũ Kiên Vương đã chết nhưng Diệp Lâm Quân còn sống. Hả? Mẹ của cô bé nhìn sang, giật nảy mình. Một người trong biển chậm rãi đứng lên, máu me đầy người. Cô ta sợ hãi, lập tức ôm bé con chạy đi, không quan tâm đến những thứ khác. Sau khi người kia lên được bãi biển, nằm trên cát, phơi mình dưới mặt trời, cười nói, xem ra ông trời còn chưa chịu thu nhận mình. Người này không phải ai khác, chính là Diệp Lâm Quân. Đúng vậy, anh còn chưa chết, anh còn sống. Vì sao anh chưa chết? Tất cả là do lúc bị gian trưng ngục anh đã lấy được bộ võ công nghịch thiên kia. Sau khi gặp Trắc Trở lần trước, anh liền tu luyện bộ võ công từ thời xa xưa nhất này. Môn võ công này quan trọng là không phá thì không xây được. Phá càng nghiêm trọng, xây càng lợi hại. Môn võ công này là thích hợp nhất trong trận chiến trên núi Cửu Long. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Lâm Quân sẽ tu luyện môn võ cổ xưa đó trong tình hình nguy cấp này. Mà trong tình huống đó, thực lực của anh còn đột nhiên tăng mạnh. Nhất là khi đối phương liên tục cho nổ, cũng là lúc cơ thể anh bị hư hại nghiêm trọng nhất. Chẳng những anh không né tránh, mà mượn lần này để tu luyện môn võ công này.
sử dụng kỹ thuật đánh nhau và kinh khí cùng với sức mạnh vô hình để bảo vệ cơ thể, mới không bị nổ thành từng mảnh. Giữ lại một mạng. Đương nhiên cái phá ở đây cũng chỉ vào một mức độ nhất định. Cơ thể của người luyện bị đánh nát thì là không thể nào. Diệp Lâm Quân còn dựa vào một vật. Áo giáp mà lúc trước Diệp Trung Lâm tặng cho anh. Chẳng những có thể chặn lại vết thương nghiêm trọng trong chiến đấu, mà còn bảo vệ cho. Thân xác hư hại của Diệp Lâm Quân không bị nổ tung hoàn toàn. Như vậy mới khiến Diệp Lâm Quân có thể sử dụng môn võ công cổ xưa kia. Có điều cuối cùng thì áo giáp cũng bị nổ vỡ. Chính là dựa vào những thứ đó, Diệp Lâm Quân mới sống tiếp được. Nhưng tình trạng cơ thể của anh thì không tốt lắm. Khắp nơi đều là vết thương. Cần mau chóng khôi phục. Nơi này không thể ở lâu, phải mau chóng rời đi. Diệp Lâm Quân vội vàng rời đi. Nếu như bị quân địch phát hiện, coi như khó thoát. Mặc dù bây giờ lực chiến đấu của anh mạnh hơn trước, nhưng bây giờ cơ thể thành ra thế này khiến anh không sử dụng ra được. Diệp Lâm Quân lựa chọn tĩnh dưỡng ở tại tỉnh quốc. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sau khi tới nơi an toàn, Diệp Lâm Quân lấy nhẫn viêm long ra lau sạch sẽ. Lại lấy ra lá cờ của Lạc Việt. Sắp xếp chỉnh tề xong. Không có ai thấy được gương mặt thật của Nhất Phú Kiên Vương, cho nên Diệp Lâm Quân có thể thoải mái ở tinh quốc dưỡng thương. Nghe được việc làm vô sỉ của Hoàng tử Vincent, Diệp Lâm Quân quả thực tức đến điên. Có điều lần này nắm được chứng cứ. Chờ lần sau sẽ có thể có lý do ra tay với Hoàng tử Vincent và những người khác. Cũng nghe được tin bên ngoài đồn anh chết rồi. Diệp Lâm Quân cười. Như vậy mình ngược lại có thể trở về nơi thuộc về. Bởi vì Nhất Phú Kiên Vương chết rồi, nhưng Diệp Lâm Quân còn sống. Anh nhẹ giọng nói, bé Quân, Lê Nguyên, hai người chờ anh một chút, chờ sau khi anh hồi phục cơ thể sẽ lập tức trở về. Sau khi đổi khuôn mặt, Diệp Lâm Quân nằm xuống. Bây giờ, sức lực của anh tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu như bây giờ có mấy tên cao thủ cấp thần tới thì anh chắc chắn sẽ chết. Có lực nhưng không sử dụng ra được. Có mạnh đến đâu, vẫn không có vật dẫn để chống đỡ. Cũng là vô dụng. Loại cảm giác này anh từng có một lần. Không muốn lại có lần thứ hai. Có điều còn may, không có ai biết được mình sẽ dưỡng thương ở tỉnh quốc. Càng không ngờ tới mình sẽ ở nơi phồn hoa nhất của thành phố ngàn sao, tinh quốc. Diệp Lâm Quân cười. Cộc cộc cộc. Nhưng một giây sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếng đập cửa gấp rút lại vang dội. Trong mắt Diệp Lâm Quân bắn ra từng tia lạnh. Anh vội vàng nép vào cửa ra vào. Sợ nhất cái gì thì cái đó đến. Nhất định là có người tìm tới rồi. Dù cho anh có thoát được nơi này, cũng không có khả năng chạy ra khỏi tỉnh quốc. Anh bị thương quá nặng. Ai vậy? Diệp Lâm Quân hỏi. Đối phương không trả lời, mà yên tĩnh trở lại. Không ổn, Diệp Lâm Quân dựa vào cảm giác nhạy bén, vội vàng tránh né. Rầm, sau đột dây, cánh cửa bị đạp mỏ ra. Răng rắc, đồng thời, toàn bộ cửa sổ cũng bị đánh tung. Từng người áo đen từ bên ngoài xông vào. Bọn họ bao quanh Diệp Lâm Quân trong nháy mắt. Muốn chết à, Diệp Lâm Quân vừa định ra tay. Phía đối diện liền lên tiếng. Nhất Phú Kiên Vương đừng hiểu lầm, chúng tôi là người của môn phiệt Đông Thiên. Người kia đột nhiên mở miệng nói. Hả, môn phiệt Đông Thiên? Diệp Lâm Quân liền thấy kinh ngạc. Đúng vậy, mặc dù môn phiệt Đông Thiên thuộc Lạc Việt, nhưng chúng tôi hoạt động rộng rãi ở vùng biển. Khu vực biển của đảo Đông Ca và Tinh Quốc đều có liên quan tới chúng tôi. Thậm chí có thể nói là gần hải vực có chuyện lớn nhỏ gì chúng tôi đều biết trước tiên. Người đứng đầu nói. Diệp Lâm Quân nghe Tây Thiên Vương nói trong bốn môn phiệt lớn thì mạnh nhất là môn phiệt Bắc An, sau đó là môn phiệt Đông Thiên. Môn phiệt Đông Thiên có tính đặc thù là tất cả phạm vi hoạt động đều ở trên biển. Bọn họ sinh sống trên các hòn đảo thân bí, ngay cả vệ tỉnh cũng không tìm thấy được. Cho nên bọn họ rất mạnh. Anh không ngờ tới lại được gặp người của môn phiệt Đông Thiên ở nơi này. Vì sao các người tới tìm tôi? Diệp Lâm Quân hỏi. Nhận được nhờ vả của một người quen cũ, từ lúc ngài chạy tới tỉnh quốc, chúng tôi đã chú ý tới ngài rồi. Nhất là khi ngài thoát khỏi núi Cửu Long. Nhảy vào biển chạy trốn, chúng tôi một đường đi theo. Ngài còn mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều, chúng tôi đuổi theo lâu như vậy mới tìm được nơi này. Người kia nói. Người quen cũng nhờ vả. Vẻ mặt Diệp Lâm Quân tràn đầy nghỉ hoặc.
vị người quen này tuyệt đối không phải Vệ binh Viêm Long hoặc là Lạc Việt. Vậy sẽ là ai? Lần này Tinh Quốc tiến hành phong tỏa nghiêm mật. Lạc Việt không thể phái người đi vào được. Ngược lại, môn phiệt Đông Thiên này hoạt động ở hải vực lân cận có thể chui vào Tinh Quốc. Đây là điều mà Tinh Quốc không thể ngờ tới. Chúng tôi nhận được lệnh, nếu như ngài còn sống rời khỏi núi Cửu Long, môn phiệt Đông Thiên sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngài. Xem ra ngài không khiến cho người đó thất vọng, ngài đã còn sống rời đi. Từ giờ trở đi, môn phiệt Đông Thiên sẽ chịu trách nhiệm cho an nguy của ngài, chúng ta sẽ rời khỏi Tỉnh Quốc. Với lại đã có người để mắt tới ngài rồi, chính là thân phận Diệp Lâm Quân của ngài, ngài nhất định phải đi. Tinh Quốc đã không còn là nơi an toàn rồi. Diệp Lâm Quân giật mình trong lòng. Sợ là hai mẹ con kia đã tố cáo anh rồi. Có điều ân nhân của tôi là ai? Diệp Lâm Quân càng ngày càng thấy hồ đồ. Còn có người muốn cứu mình. Mà giọng điệu này rất quen. Đồng thời có thể khiến cho môn phiệt Đông Thiên ra tay, không tiếc chui vào Tinh Quốc cứu người. Vậy thì rõ ràng là vị ân nhân này của mình không tầm thường. Diệp Lâm Quân cũng không từ chối bọn họ. Môn phiệt Đông Thiên là một thế lực lánh đời, nhất định có rất nhiều cổ được, y thuật cổ cũng rất thịnh hành. Đối với việc khôi phục cho bản thân có lợi cực lớn. Diệp Lâm Quân nhanh chóng đi theo người của môn phiệt Đông Thiên rời khỏi Tinh Quốc. Đi tới một hải đảo thần bí ở phương đông của Lạc Việt. Ở đây dưỡng thương khôi phục lại sức mạnh. Có điều Diệp Lâm Quân cũng không gửi tin cho Lạc Việt hay bất kỳ người nào. Dù sao người của môn phiệt Đông Thiên cũng không muốn bị bại lộ. Mọi chuyện cứ chờ khôi phục lại rồi nói. Thật ra anh ta có thể không chết, chỉ cần uống dược tễ mà chúng ta ban thưởng cho là được, anh ta có thể hoàn toàn sống sót. Người của Vệ binh Viêm Long thở dài. Dược tê mà Lạc Việt đặc chế có công hiệu cực kỳ kinh người. Đảm bảo một mạng trên chiến trường hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây chính là bùa hộ mệnh, có điều dược tễ có hạn, phân phối theo lượng. Lúc trước Vệ binh Viêm Long cũng rất khó xuất ra nhiều. Đáng tiếc Vệ binh Viêm Long nghe được tin Diệp Lâm Quân đang chuẩn bị lên đường, lại chia thuốc của mình cho vợ con và mẹ. Anh ta cũng không mang được tê theo. Sau đó không lâu, Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh nhận được một túi đồ. Mở ra xem thì rõ ràng là được tễ. Là Diệp Lâm Quân để lại cho bọn họ. Nhìn thấy vậy, hai người càng tin tưởng Diệp Lâm Quân không phải làm phản đồ. Chắc anh muốn quay về lắm. Lý Tử Nhiệm yên lặng nhìn trời, thầm câu nguyện. Trí Oánh càng khóc không thành tiếng. Con của bà sao cả đời đều thê thảm như vậy. Từ nhỏ đã thế. Bây giờ cũng như thế. Có điều. Nếu có người hỏi Diệp Lâm Quân có nguyện ý hay không, anh tuyệt đối nói là nguyện ý. Anh sinh ra đã là chiến sĩ của Lạc Việt. Đời này ở Lạc Việt, không oán không hối. Kiếp sau vẫn muốn là con dân của Lạc Việt. Giang Bắc, trong nhà tổ của nhà họ Lý. Lý Hồng Thắng và những người khác tìm tới Lý Tử Nhiệm. Lê Nguyên, nói cho mày một bí mật. Căn cứ theo tin tức truyền tới của Tỉnh Quốc, đã phát hiện bóng dáng của Diệp Lâm Quân trong một căn biệt thự ở thành phố Ngàn Sao. Nghe vậy, Lý Tử Nhiệm run lên. Ha ha, Diệp Lâm Quân là tên phản quốc, trốn khỏi Lạc Việt lại trải nghiệm cuộc sống xa hoa bên ngoài. Nghe nói biệt thự mấy nghìn tỷ, người hâu đến cả trăm. Mày còn chờ nó về à? Không thể nào đâu, mà hình như chân nó cũng được trị khỏi rồi. Lý Hồng Thắng và những người khác đều lớn tiếng phê bình hành vi của Diệp Lâm Quân. Đúng là không có lửa thì làm sao có khói. Giống như người của môn phiệt Đông Thiên đã nói. Đúng là Tỉnh Quốc đã phát hiện ra bóng dáng của Diệp Lâm Quân. Nhưng còn chưa kịp tìm kiếm, Diệp Lâm Quân đã bị mang đi rồi. Cho nên Tỉnh Quốc dứt khoát loan tin phản quốc Diệp Lâm Quân chạy trốn đến Tỉnh Quốc, truyền bá tin này trong phạm vi lớn. Lúc đầu bọn họ đã quên Diệp Lâm Quân rồi. Cũng vì thấy được, cho nên mới tuyên bố với bên ngoài. Lúc nghe được tin Diệp Lâm Quân còn sống, đang ở Tỉnh Quốc, Vệ binh Viêm Long và người của Trần Thiên Điện đều vô cùng sững sờ. Người khác không biết thân phận của Nhất Vũ Kiên Vương, bọn họ chẳng lẽ còn không biết? Chẳng lẽ nói Diệp Lâm Quân thật sự còn sống? Chuyện này không thể nào. Đã liên tục xác nhận rồi. Anh không có khả năng còn sống. Khả năng duy nhất là Tinh Quốc bịa ra tin này, cố ý bôi đen Diệp Lâm Quân và Lạc Việt. Dù sao những người này và mấy kẻ trong nước Chiến Ưng đều cùng một ruột, thích dùng loại âm mưu quỷ kế như này. Vệ binh Viêm Long lập tức xác định đây là chuyện ăn không nói có.
bọn họ chỉ cho rằng Tinh Quốc bịa ra chứ thật ra là không thấy người. Chỉ là vừa hay hai bên đều có sai sót trong việc truyền tin cho nhau, một bên không biết Diệp Lâm Quân là Nhất Vũ Kiên Vương. Một bên không biết Tinh Quốc thật sự nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Đám người Hoàng đế Tây Đường cũng nghĩ vậy. Nghe được tin Diệp Lâm Quân còn sống, bọn họ cũng không tin. Chỉ coi đó là thủ đoạn đả kích Lạc Việt của Tĩnh Quốc. Có điều đúng là có hiệu quả. Nhất Phú Kiên Vương ngã xuống trước tiên. Sau lại là chiến thần Côn Luân phản bội chạy trốn tới Tĩnh Quốc. Đối với Lạc Việt chính là đòn đả kích liên tiếp. Hoàng tử Vinson thấy được hiệu quả rất tốt, còn có ý ban thưởng năm hải đảo cho liên minh báo thù. Thậm chí còn thưởng cực lớn cho Hắc Hổ, người đã thi hành chuyện này. Lý Tử Nhiệm rất muốn giải thích với mọi người, Diệp Lâm Quân không phản bội chạy trốn. Chứng cứ tương đối có sức thuyết phục chính là dược tễ mà anh để lại cho cô. Có điều kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có Ngọc Bích mà thành có tội, đạo lý ấy cô vẫn hiểu. Một khi chuyện dược tễ bị bại lộ, sẽ bị người ta để mắt tới. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chờ Diệp Lâm Quân về sẽ chứng minh tất cả. Hai tháng trôi qua, ngay cả núi Cửu Long cũng bắt đầu nhú chỗ ổi non xanh biếc. Mang lại ý nghĩa hồi sinh. Diệp Lâm Quân chính là hồi sinh. Sống lại một lần nữa. Ở trên hòn đảo nhỏ thần bí của môn phiệt Đông Thiên, có thể gần như khôi phục hết cả. Nhất Phú Kiên Vương, ngài có thể rời đi rồi. Nhưng mà mong ngài sẽ không nhắc tới sự tồn tại của chúng tôi với bất kỳ yêu đúng vây. Chuyện này ngài tự mình làm. Không liên quan đến những người khác. Còn có, chúng tôi không cần ngài báo ân, chúng tôi là được người ta nhờ vả. Ngài mau chóng rời đi đi, coi như chưa từng gặp chúng tôi. Mấy người của môn phiệt Đông Thiên dặn đi dặn lại. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ mỉm cười. Đây là bảo mình giấu cả Lạc Việt rồi. Có điều những thế lực lánh đời này cũng coi như là giúp Lạc Việt một lần. Sau này môn phiệt Đông Thiên mà gặp nạn, Diệp Lâm Quân này sẽ ra tay. Diệp Lâm Quân âm thầm ra quyết định trong lòng. Có điều rốt cuộc là ai muốn môn phiệt Đông Thiên ra tay giúp mình chứ? Đến bây giờ Diệp Lâm Quân còn chưa nghĩ ra được. Mấy người trong môn phiệt Đông Thiên vẫn im như hến, căn bản không cậy miệng được. Ước chừng một ngày sau, Diệp Lâm Quân lên thuyền đến hải vực đông cảnh của Lạc Việt. Điều khiến anh không ngờ tới là nơi này chính là giới nghiêm, có rất nhiều chiến sĩ trên trận đĩa sẵn sàng đón địch. Cứ như có thể tùy thời đánh nhau. Trong nháy mắt, Diệp Lâm Quân hiểu ra, đây là Lạc Việt phòng ngừa địch đánh lén. Dù sao vào lúc này, tỉnh thân của các chiến sĩ Lạc Việt sa sút, là thời điểm tốt nhất cho địch. Cho nên người nhập cảnh như Diệp Lâm Quân, đều phải kiểm tra từng người. Càng đáng sợ hơn là Diệp Lâm Quân liếc mắt liền thấy được Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo. Đương nhiên cũng không thấy kỳ quái. Vào thời điểm này, hai chiến thần cố thủ ở nơi này là điều rất bình thường. Hai người cũng nhanh chóng nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Điều này khiến cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Diệp Lâm Quân, lại là cậu, cậu còn dám trở vẽ. Cái tên bán nước này, Trần Hữu Đạo hung hăng xông tới. Quân bán nước không biết xấu hổ. Phải giết, Nhất Phú Kiên Vương đốc sức vì Lạc Việt thế nào. Nhìn lại mình đi, cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu tôi là cậu, tôi đã nhảy xuống biển tự vẫn luôn rồi. Đám người vốn đang chìm trong đau thương vì Nhất Phú Kiên Vương đã mất. Nhìn thấy tên bán nước Diệp Lâm Quân này hiện ra, phẫn nộ thế nào có thể hiểu được. Tôi cũng rất thất vọng với anh, đều là đến Tinh Quốc, Nhất Phú Kiên Vương thành nhân tài kiệt xuất, thành đại anh hùng. Còn anh thì lại bị người mắng chửi là đồ phản quốc. Phàn Thắng Nam thất vọng nhìn Diệp Lâm Quân. Phàn Thắng Nam cũng nhanh chóng phát hiện ra Diệp Lâm Quân không ngồi xe lăn nữa, cơ thể khôi phục lại như thường. Hồi phục rồi. Trần Hữu Đạo cũng mới kịp nhìn ra, khoa trương nhìn Diệp Lâm Quân. Đây cũng là lý do của tôi. Tôi đến Tĩnh Quốc là để hồi phục cơ thể, bây giờ tôi hồi phục rồi, trở về tiếp tục dốc sức vì nước. Diệp Lâm Quân thản nhiên cười nói. Anh cũng rất hưng phấn, bây giờ không có xe lăn, không có thân phận Nhất Phú Kiện Vương, anh cực kỳ nhẹ nhõm. Lần này không cần lừa gạt nữa, có thể buông tay buông chân làm nên việc lớn. Cậu thật sự hồi phục rồi. Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam trái phải dò xén, Diệp Lâm Quân thật sự khôi phục lại như thường. Ừ, bây giờ các người còn cảm thấy tôi phản quốc không? Diệp Lâm Quân tôi lại làm sao lại như vậy được? Diệp Lâm Quân hỏi. Đám người nhao nhao lắc đầu. Có điều suy nghĩ lại,
mặc dù anh kém hơn Nhất Vũ Kiên Vương, nhưng cũng là công thần của Lạc Việt. Vì sao anh lại phản quốc chứ? Chính là do Tỉnh Quốc hãm hại. Cố ý bôi đen để đả kích Lạc Việt. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân khôi phục, Trần Hữu Đạo thực sự là vui như bay lên trời. Bởi vì cuối cùng thì anh ta có thể hoàn thành chấp niệm trong lòng mình. Tái chiến để thắng Diệp Lâm Quân một lần. Diệp Lâm Quân, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ tôi chính thức khiêu chiến với cậu. Trần Hữu Đạo đã sắp nghẹn chết rồi. Tôi muốn các chiến sĩ ở đây chứng kiến tôi đánh bại cậu một lần, chứng minh tôi mạnh hơn so với cậu nhiều. Ngọn lửa chiến đấu trong lòng Trần Hữu Đạo đã hừng hực rồi. Phan Thắng Nam cũng hùa theo, đúng, ngày này tôi cũng chờ lâu lắm rồi. Chiến thân quân chứng minh một cái đi, anh không thua kém gì Trần Hữu Đạo. Tôi vẫn luôn ủng hộ anh. Nghe thấy Phan Thắng Nam ủng hộ THQ, Trần Hữu Đạo đơn giản là bị chọc tức điên. Người phụ nữ anh ta yêu lại đi ủng hộ Diệp Lâm Quân. Không người đàn ông nào có thể chịu đựng được điều này. Diệp Lâm Quân nhìn Trần Hữu Đạo một cái, quên đi thôi, anh vĩnh viễn không phải là đối thủ của tôi. Loại này không cần thiết, chúng ta không cần đánh, anh đừng tự chuốc lấy đau khổ, đây là lời nói thật, dựa vào thực lực của Diệp Lâm Quân, 1000 Trần Hữu Đạo cũng không đủ. Chỉ một mình anh ta thì không cần đánh. Sư tử không thèm để ý tới lời khiêu chiến của con kiến. Với cả Diệp Lâm Quân cũng muốn cho anh ta mặt mũi. Không muốn để anh ta mất mặt trước nhiều người như vậy. Nhưng anh càng làm như vậy thì đối phương sẽ càng không cảm kích. Cái gì? Một câu của Diệp Lâm Quân hoàn toàn chọc giận Trần Hữu Đạo. Tính cả thủ hạ của anh ta, Thất Sát, Phá Quân và những người khác đều hoàn toàn bị chọc giận. Diệp Lâm Quân, chớ có khoác lác, anh đã sớm là bại tướng trong tay đại ca của chúng tôi rồi. Trước kia anh bị vạ miệng vì ngồi xe lăn, không có ai xử lý anh, nhưng bây giờ thì khác. Tới đi, dùng thực lực của anh đi, đừng chỉ nói mồm. Đám người nhao nhao thúc giục Diệp Lâm Quân. Trần Hữu Đạo trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân, giận dữ hét lên, Diệp Lâm Quân tới đi. Đừng chỉ nói mồm, lấy ra bản lĩnh của cậu đi. Tôi sẽ một lần nữa chiến thẳng anh trước mặt các chiến sĩ Lạc Việt. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, được, đằng nào cũng phải giải quyết anh. Giải quyết sớm một chút cũng bớt phiền phức. Biểu cảm này rơi vào trong mắt người khác, họ đều cảm thấy anh quá cản rỡ. Anh có tư cách gì mà ngông cuồng, chỉ là một tên bại tướng mà thôi. Một hàng đội trưởng hết sức căng thẳng. Hàng chục nghìn chiến sĩ đang nhìn chòng chọc vào. Có điều mọi người càng tin tưởng chiến thần Côn Luân mới sẽ mạnh hơn một chút. Dù sao cũng đã thắng một lần rồi. Kết quả của lần thứ hai cũng hơn phân nửa là giống nhau thôi. Cần tôi nhường mấy chiêu không? Diệp Lâm Quân hỏi. Rõ ràng là lời nói chân thành, vậy mà vào trong tai người khác lại là giọng điệu khiêu khích. Trần Hữu Đạo đã không chịu nổi nữa rồi. Muốn chết ai? Anh ta tức đến sùi bọt mép, cả người lao vọt lên. Thi triển kỹ thuật chiến đấu của môn phiệt Bắc An. Luồng khí tỏa ra từ nắm đấm bắt đầu phun trào, tàn phá bốn phía. Một quyền hung hăng đánh về phía Diệp Lâm Quân. Rầm rầm rầm. Trong không khí truyền ra tiếng pháo nổ. Uy thế của Trần Hữu Đạo không gì sánh kịp. Anh ta chỉ vì chứng minh bản thân mạnh hơn Diệp Lâm Quân. Có thể ngồi vững vị trí chiến thần Côn Luân. Cho nên một đấm này phóng ra toàn bộ sức lực, chính là một phát chết luôn. Cảnh tượng lần nữa chiến thắng được Diệp Lâm Quân, anh ta đã vô số lần mơ tới. Đối mặt với một đấm hung ác của Trần Hữu Đạo, Diệp Lâm Quân chỉ vẻn vẹn duỗi một ngón tay. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Lâm Quân đang tìm cái chết. Châu chấu đá xe. Lấy trứng trọi đá. Một ngón tay mà đòi ngăn cản Trần Hữu Đạo. Điên rồi à. Rất nhanh. Răng rắc. Đầu ngón tay và nắm đấm va chạm vào nhau, tiếng xương nứt vang lên răng rắc. Nhưng người bị nứt xương lại là nắm đấm của Trần Hữu Đạo. Rầm. Một giây sau, Trần Hữu Đạo nôn ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ra ngoài. Hộc hộc. Trần Hữu Đạo bay ra ngoài tận mấy chục mét, cơ thể bị quăng lên cao rồi nhung hăng đập xuống đất. Bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ như vậy, xong rồi, tất cả mọi người đều quay ra Trần Hữu Đạo đang nằm co quắp trên mặt đất. Thất Sát trợn tròn mắt. Phá Quân trợn tròn mắt. Tham Lang trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thần thoại không ai bì kịp trong mắt đội quân Tu La vậy mà lại yếu ớt thế. Diệp Lâm Quân lại chỉ dùng đầu ngón tay đánh bại anh ta.
chênh lệch này cũng quá mẹ nó lớn. Phàn Thắng Nam đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó thì lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên cô không nhìn nhầm người. Diệp Lâm Quân quả nhiên mạnh hơn so với Trần Hữu Đạo. Sự chờ đợi của cô là đáng giá. Cuối cùng cô cũng chờ được giây phút trèo lên đỉnh cao của Diệp Lâm Quân. Trần Hữu Đạo ngã trên đất chấn động vô cùng. Trong đôi mắt tràn vẻ không tin được. Chán kinh, quá mức sợ hãi. Diệp Lâm Quân thật sự chỉ dùng một đầu ngón tay đánh bại mình. Không, tôi không tin, tôi không có thua. Trần Hữu Đạo này sao mà thua được. Tôi đã từng chiến thắng Diệp Lâm Quân một lần cơ mà. Sao anh ta có thể thắng tôi được? Chuyện này không thể nào. Tôi phải đứng dậy đánh bại anh ta lần nữa. Trần Hữu Đạo giãy giụa muốn đứng dậy. Kết quả anh ta chợt phát hiện dường như kinh mạch toàn thân bị đứt, căn bản không thể động đậy. Cứ như toàn bộ cơ thể không còn thuộc về anh ta nữa. Không, tôi không muốn như vậy, tôi phải đứng lên. Hộc hộc, cho dù Trần Hữu Đạo dùng lực lớn cỡ nào cũng không dậy nổi. Anh ta gấp đến sắp khóc rồi. Vội vàng cổ dược của môn phiệt Bắc An để dùng. Một nguồn lực lại lan tràn khắp cả người. Anh ta lại đứng lên. Vừa rồi không tính, bây giờ bắt đầu lại. Trần Hữu Đạo như phát điên xông về phía Diệp Lâm Quân. Dầm. Có điều Diệp Lâm Quân tung một cước, lại đá bay anh ta ra ngoài. Lần này cuối cùng thì Trần Hữu Đạo không đứng lên được nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lâm Quân đứng ở đó. Anh ta không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Diệp Lâm Quân mạnh hơn anh ta nhiều. Với cả là mạnh hơn cực kỳ nhiều. Không phục. Tại sao lại như thế? Sao anh lại mạnh như thế? Trần Hữu Đạo cảm nhận đây là lần thảm bại nhất trong cuộc đời mình. Nhóm quân Tu La cũng không bằng lòng tiếp nhận sự thật này. Trần Hữu Đạo không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân, hỏi, vậy lần trước tại sao cậu lại thua dưới tay tôi? Chẳng lẽ lần này thực lực của anh đột nhiên tăng mạnh rồi? Trần Hữu Đạo tỉnh lại đi, chiến thần Côn Luân vốn là do tôi nhường cho anh. Lần trước có người ám hại tôi, cho nên tôi mới tương kế tự kế. Diệp Lâm Quân giải thích đại khái chuyện lần trước. Có điều tỉ như cơ mật của Trấn Thiên Điện thì anh sẽ không nhắc tới. Cái gì? Nghe xong chân tướng, Trần Hữu Đạo và những người khác đều muốn điên lên rồi. Thì ra bọn họ chỉ là một quân cờ nhỏ trong kế hoạch. Thì ra bọn họ luôn bị che giấu. Lúc đó Diệp Lâm Quân vốn có thể đánh bại anh ta. Cậu, phụt. Trần Hữu Đạo tức không chịu nổi, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Phàn Thắng Nam thì ngược lại, vô cùng phấn khởi. Thì ra anh không có bại. Mình yếu như vậy sao? Đây là suy nghĩ trong đầu Trần Hữu Đạo. Thật ra tôi đã sớm đánh bại sư phụ và bốn vị sư huynh của anh. Tài nghệ của anh không bằng người, chủ yếu vì dốc sức phục vụ cho Lạc Việt cho nên anh mới có thể ngồi lên vị trí chiến thần Côn Luân. Diệp Lâm Quân cười. Trần Hữu Đạo vô cùng kinh hãi. Khi đó anh đã có thể đánh bại sư phụ và bốn sư huynh của mình. Vậy thì được, Diệp Lâm Quân, tôi hỏi cậu, cậu mạnh như vậy vì sao còn muốn phản quốc? Thực lực mạnh như vậy phục vụ cho Lạc Việt không phải tốt sao? Nhất định phải chạy tới Tinh Quốc làm gì? Trần Hữu Đạo chất vấn. Trước mắt chỉ có phương diện này mới có thể trách móc Diệp Lâm Quân một chút. Diệp Lâm Quân cười, ai nói tôi phản quốc? Vậy cậu tới Tinh Quốc làm gì? Bởi vì tôi là Nhất Phũ Kiên Vương. Lời này vừa nói ra khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Là từ miệng Diệp Lâm Quân nói ra tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Nhất Phũ Kiên Vương. Không phải ngài ấy đã bỏ mạng ở Tinh Quốc sao lại còn sống? Lại còn là Diệp Lâm Quân. Đây là chuyện không thể nào. Có điều thất sát, Phá Quân lại nhíu chặt lông mày. Cảm thấy vấn đề này hoàn toàn có khả năng. Thứ nhất, thực lực của Diệp Lâm Quân đã bày ra trước mắt. Thứ hai, Diệp Lâm Quân cũng vừa hay ở Tỉnh Quốc. Thứ ba, trước đó Diệp Lâm Quân đã nói đủ loại kế sách, những lời này không phải là không có khả năng. Ngược lại có xác suất rất lớn. Không thể nào. Lúc này Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo cũng đồng thanh hô lên. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Dường như đang hỏi vì sao bọn họ lại chắc chắn như thế. Hai người liếc về phía sau, Phàn Thắng Nam nói, bởi vì vận may run rủi. Chúng tôi đã được thấy gương mặt thật của Nhất Phũ Kiên Vương. Người bọn họ nói đương nhiên là Hoàng Hải Bắc. Đúng, Nhất Tự Kiên Vương là một người đàn ông trung niên.
Trần Hữu Đạo miêu tả dáng vẻ của Hoàng Hải Bắc ra. Cho nên cậu không thể là Nhất Vũ Kiêu Vương được. Hai người rất chắc chắn nói. Nếu như chúng tôi chưa thấy qua, anh nói thế thì cũng miễn cưỡng tin. Nhưng chúng tôi đã được gặp mặt rồi. Anh không phải. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ cười. Hai người này không tin, anh cũng có biện pháp nào. Nhưng tôi thực sự là Nhất Vũ Kiên Vương. Diệp Lâm Quân nhún vai. Được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi thừa nhận cậu mạnh hơn tôi nhưng khoảng cách giữa cậu và Nhất Vũ Kiên Vương giống như khoảng cách giữa tôi và cậu vậy. Về sau đừng nói những lời như vậy nữa. Trần Hữu Đạo giận dữ hét lên. Phan Thắng Nam nhìn Diệp Lâm Quân nói, vậy anh phải chứng minh đi. Không cần phải chứng minh với mấy người. Tôi đi đây. Diệp Lâm Quân cười, sau đó rời khỏi nơi này. AI. Trần Hữu Đạo ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài. Đây là ngày bị sỉ nhục nhất trong cuộc đời của anh ta. Vị trí chiến thần Côn Luân lại là do người khác tặng cho anh ta, anh ta không phục. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả dũng khi ngăn cản Diệp Lâm Quân cũng không có. Tin Diệp Lâm Quân trở về nhanh chóng truyền đến tai vệ binh Viêm Long. Anh còn sống. Người anh hùng gánh trên vai vận mệnh của Lạc Việt còn sống. Đây là chuyện may mắn của quốc rồ, vệ binh Viêm Long vui đến mức suýt chút thì khóc lên. Nhưng bí mật này còn phải giữ. Trấn Thiên Điện cũng biến được tin Diệp Lâm Quân trở về. Anh còn sống. Sự cố gắng của bọn họ không uổng phí. Nhất Phú Kiên Vương còn sống. Lạc Việt không còn bị đả kích nữa. Hôm nay, chính là ước hẹn 3 tháng của Diệp Lâm Quân và môn phiệt Tây Đường. Không cần chờ, Diệp Lâm Quân đang ở tỉnh quốc, không có khả năng trở về. Đúng vậy, bây giờ anh ta đã là tên bán nước, sau khi trở về sẽ tiếp nhận hình phạt, cứ ở lại tinh quốc hưởng thụ không tốt à? Lê Nguyên à, cô còn chờ anh ta đến. Anh ta đã sớm vứt bỏ hai mẹ con cô rồi. Hai nhà Lý Trịnh mồm năm miệng mời thay nhau khuyên lơn. Lý Tử Nhiệm ôm bé Quân một mực đứng ở cổng nhà tổ nhà họ Lý chờ đợi. Cô tin hôm nay nhất định Diệp Lâm Quân sẽ về, đừng đợi nữa. Nó không có khả năng trở về đâu. Bà cụ phẫn nộ quát lên. Đúng vậy, đừng chờ. Cậu ấy sẽ không về đâu, người nói chính là Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên. Ý của bọn họ không giống với những người khác. Bởi vì bọn họ biết Diệp Lâm Quân sẽ không trở về. Người đã chết thì sao có thể trở về được? Lý Tử Nhiệm lắc đầu, không, các người không hiểu anh ấy. Anh ấy đã đồng ý thì nhất định sẽ trở về. Ai ra? Hoàng đế Tây Đường thở dài một hơi. Bọn họ cũng hy vọng Diệp Lâm Quân trở về. Nhưng lần này thực sự khôn về được, núi Cửu Long bị nổ như vậy, làm gì có khả năng sống sót. Bọn họ cũng được coi như là trực tiếp biết sự thật. Về phần bà cụ và người hai nhà Lý Trịnh đều nhất trí cho rằng Diệp Lâm Quân là kẻ bán nước, cho dù thế nào cũng không dám về. Lê Nguyên nhanh về đi. Trời lạnh như vậy, chờ nó có ý nghĩ gì chứ? Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng khuyên bảo. Không, con muốn chờ một chút, kỳ hạn 3 tháng còn chưa tới rạng sáng thì coi như chưa hết. Lý Tử Nhiệm ôm bé Quân, dứt khoát quyết tâm chờ đợi. Con cần gì phải thế chứ? Đám người liên tục thở dài. Đừng đợi nữa, tên bán nước như Diệp Lâm Quân sao dám trở về chứ? Nói không chừng lúc này Diệp Lâm Quân đang trái ôm phải ấp ấy chứ? Cao Văn Sinh, Trịnh Quân Nga và những người khác đều lên tiếng châm chọc khiêu khích. Lý Tử Nhiệm không để ý tới, ôm bé Quân tiếp tục chờ đợi. Đợi từ xế chiều cho tới tận 8 giờ tối. Người vẫn không xuất hiện. Trời đã tối đen hoàn toàn. Đừng đợi nữa, anh ta sẽ không xuất hiện đâu. Cho dù cô đợi đến sáng mai, anh ta cũng sẽ không về. Có người lại tới kéo Lý Tử Nhiệm về. Không, tự tôi muốn đợi. Ánh mắt Lý Tử Nhiệm tràn đầy kiên định. Một tiếng. Hai tiếng. Trọn vẹn 4 tiếng trôi qua. Chỉ còn mấy phút đồng hồ nữa thôi là tới kỳ hạn. Lúc này bà cụ dẫn theo đám người xuất hiện. Chờ đi, người còn không xuất hiện đúng không? Nói cho cháu lại không tin. Nó sẽ không xuất hiện đâu. Có vài người chính là lòng sâu như sông Hoàng Hải. Bà cụ cười mỉa mai nói. Lý Tử Nhiệm thê thảm cười một tiếng. Cô vẫn không đợi được tới sao? Đúng vậy, chỉ còn lại một phút. Trương Phúc Long nhìn thoáng qua đồng hồ. Ngay cả quốc gia cậu ta còn có thể bỏ, huống hồ gì chỉ là mẹ con cô. Không có cô bên người,
không biết là anh ta sẽ tìm bao nhiêu người đẹp nữa. Chỉ có cô mới ngốc nghếch chờ anh ta mà thôi. Được rồi, đã đến giờ, chúng ta về đi. Anh ta tuyệt đối không dám về đâu. Đương lúc đám người lôi kéo Lý Tử Nhiệm rời đi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, ai nói tôi không dám về. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ. Giọng nói này sao mà có hơi quen quen. Ba ơi, ba ơi. Đến khi những người khác phản ứng kịp thì bé Quân đã chạy qua. Diệp Lâm Quân thuận thế bế cô bé lên. Nước mắt của Lý Tử Nhiệm cũng tràn mi. Cô cũng chạy về phía Diệp Lâm Quân, ôm anh thật chặt, em chờ anh vất vả quá. Việc này, những người khác đều trợn tròn mắt nhìn. Diệp Lâm Quân vậy mà lại trở về rồi. Không phải anh ta bán nước rồi trốn khỏi Lạc Việt sao? Còn dám trở về? Chờ chút, sao anh ta đứng được? Xe lăn đâu? Chẳng lẽ anh ta khỏe rồi? Đột nhiên mọi người phát hiện ra một vấn đề lớn, Diệp Lâm Quân đứng được rồi. Lý Tử Nhiệm cũng phát hiện ra, nhìn Diệp Lâm Quân, vẻ mặt không thể tin nổi. Anh.sao anh khỏi rô? Chẳng lẽ em không hát vọng anh khỏi à? Diệp Lâm Quân cười. Không, không phải, em đương nhiên hy vọng anh khỏi rồi, nhưng mà đột ngột quá, hơn 2 tháng thôi mà anh đã khỏi rồi. Trong mắt Lý Tử Nhiệm đều là kinh ngạc. Những người khác cũng chấn kinh. Diệp Lâm Quân trải qua cái gì, vậy mà lại tốt rồi. Ồn ào gì đấy, ai về? Hoàng đế Tây Đường bị động tĩnh bên này tạo nên sự chú ý, cố ý cùng Hoàng An Nhiên ra xem. Ánh mắt của ông ta vừa nhìn sang. Suýt chút nữa bị dọa đến mất mạng. Phích, ông ta đặt mông ngồi ngay dưới đất. Hoàng An Nhiên và những người khác sau khi thấy rõ Diệp Lâm Quân xong thì cũng bị dọa đến ngã ngồi trên đất. Sợ đến choáng váng. Một người đã chết sao lại trở về rồi? Đây là quỷ hồn à? Đám người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Đây là chuyện không thể xảy ra. Nhất định là quỷ hồn. Hoàng An Nhiên và những người khác đều hoảng sợ nhìn Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm và bà cụ trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Tốt cuộc là sao? Diệp Lâm Quân xuất hiện, đúng là có chút khoa trương. Nhưng không cần thiết khiến cho gia chủ môn phía Tây Đường bị dọa sợ như vậy chứ. Tâm lý cũng kém quá. Không thể nào hiểu được. Các người thất thần làm gì? Mau đỡ người dậy, bà cụ vội vàng hô. Đám người kịp phản ứng, tranh thủ đỡ đám người của Hoàng đế Tây Đường dậy. Anh cả, anh sao vậy? Phản ứng gì mà lớn thế? Trong đôi mắt bà cụ tràn đầy vẻ không tin. Những người khác cũng nhìn về phía Hoàng đế Tây Đường. Tôi chỉ là sợ quá, không ngờ cậu ấy sẽ tới. Hoàng đế Tây Đường há miệng thở gấp. Đến bây giờ ông ta vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ. Đúng vậy, một người sẽ không xuất hiện lại đột ngột xuất hiện, quá dọa người rồi. Hoàng An Nhiên vẫn còn sợ hãi trả lời. Mặc dù hai người nói cũng có lý nhưng mọi người vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Bọn họ cũng bị hù dọa. Nhưng đâu đến nỗi quỳ xuống, trong này dường như có vấn đề. Tuy nhiên lại không nghĩ ra ngay được. Diệp Lâm Quân cười, sao? Sự xuất hiện của tôi hù đến các người à? Chẳng lẽ các người thực sự mong tôi chết đi? Hai câu này là nói cho nhóm người Hoàng đế Tây Đường nghe. Không có. Chúng tôi nào dám chứ? Hoàng đế Tây Đường nói theo bản năng. Có điều nói xong, ông ta cũng ý thức được mình lỡ lời. Hai nhà Lý Trịnh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông ta. Thái độ dè dặt và giọng điệu cung kính vừa rồi của Hoàng đế Tây Đường cứ như Diệp Lâm Quân là chủ nhân của ông ta không bằng vậy. Tôi chỉ là không hy vọng bé Quân mất đi ba, Lê Nguyên mất đi chồng. Hoàng đế Tây Đường vội vàng bổ sung một câu. Hoàng An Nhiên cũng hùa theo, đúng vậy, dù nói thế nào, con cái không thể không có bai. Mọi người lúc này mới thoải mái hơn. Thì ra Hoàng đế Tây Đường là nhìn từ góc độ này mà suy nghĩ. Đúng vậy, nhìn thấy cậu còn sống, chúng tôi rất vui mừng. Ít nhất là mừng cho Lê Nguyên và bé Quân. Hoàng đế Tây Đường còn thông qua những lời này để bày tỏ tâm trạng của mình. Diệp Lâm Quân còn sống. Bọn họ thực sự rất vui. Về công về tư đều như vậy. Hoàng An Nhiên nhìn xuống để mình không khóc lên. Diệp Lâm Quân nhìn cái đầu nhỏ của bé Quân, cười nói, yên tâm đi, lời ba hứa thì sao nuốt lời được. Lê Nguyên, bé Quân, bây giờ anh tới đón hai người trở về đây. Kỳ hạn 3 tháng đã tới rồi. Diệp Lâm Quân muốn lập tức dẫn hai người đi. Đợi đất,
Đột nhiên Lý Hồng Thăng quát lên một tiếng. Đón người đi, Diệp Lâm Quân, cậu quên mất một việc rồi à? Lý Hồng Thắng hỏi. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân, mày đã quên đi chuyện quan trọng nhất rồi. Trương Phúc Long và mấy người khác hô lên. Chuyện gì? Diệp Lâm Quân hỏi. Ngay cả Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên đều sửng sốt một chút. Có điều nghĩ ngay đến cái gì? Nhưng mà bọn họ nào dám chứ? Ngay cả môn phiệt Tây Đường đều là của người ta. Chẳng lẽ cậu quên điều kiện để đón người sao? Cậu có tư cách gì mà đòi đón người đi? Tư cách rất đơn giản, đạt được vị trí chiến thần Côn Luân trở lên mới có tư cách dẫn người đi. Trịnh Quân Nga nói ra điều kiện. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào DHP. Diệp Lâm Quân, tôi hỏi lại cậu đã đủ tư cách chưa? Bà cụ nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân hỏi. Lý Tử Nhiệm cũng nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Ánh mắt tràn đầy mong chờ. Bây giờ cơ thể của anh đã khôi phục rồi. Hắn là có tư cách. Xin lỗi, bây giờ tôi không còn là chiến thần Côn Luân nữa. Ồ, Diệp Lâm Quân nói. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm bỗng chốc trở nên ảm đạm. Những người khác đột nhiên cười vang. Thì ra không có tư cách. Vừa rồi còn muốn đưa người đi. Chuyện này là không thể nào. Mọi người lập tức nói. Có điều tôi mạnh hơn chiến thần Côn Luân. Diệp Lâm Quân bổ sung một câu. Ha ha ha. Diệp Lâm Quân, cậu nằm mò à? Lần trước cậu không bị tổn thương thì cũng không phải là đối thủ của Trần Hữu Đạo. Bây giờ bị thương mới khỏi thì đã thành người ta không phải đối thủ của cậu rồi. Lừa ai đấy? Mọi người liên chất vấn. Bà cụ thì tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân hỏi, ngoại trừ cái này, cậu còn có thành tựu khác không? Có thì có nhưng không thể nói, chuyện nhất Phũ Kiên Vương thuộc về cơ mật tối cao. Sao anh có thể tùy tiện nói với người khác? Vậy chính là không có. Trong mắt bà cụ hiện lên một tia lạnh. Coi như là vậy đi vậy cậu có tư cách gì mà đón vợ con cậu? Cậu tưởng chúng tôi là đồ ngốc à? Quy củ thành lập thế nào chứ? Bà cụ nổi giận, gào thét về phía Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cười, nhìn đám người Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên, tôi có tư cách không phải hỏi bọn họ. Đám người lập tức nhìn về phía Hoàng đế Tây Đường. Đang đợi câu trả lời của ông ta. Trái cổ của Hoàng đế Tây Đường chuyển động, nuốt nước miếng một cái, được rồi, cậu đón đi đi hả? Lúc này, tất cả mọi người đều hoang mang. Vậy mà đồng ý rồi. Sao có thể, anh ta đủ tư cách rồi. Anh trai, anh sao thế? Diệp Lâm Quân không có tư cách mà cậu ta không hoàn thành được quy định mà anh lập ra. Bà cụ vội vàng nói. Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được nhìn Hoàng đế Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường gật đầu. Cậu ấy có tư cách dẫn vợ con mình đi rồi. Thứ nhất, cậu ấy trở về, đập tan chất vấn. Thứ hai, cơ thể cậu ta đã khôi phục, có năng lực chăm sóc vợ con ồ. Tôi không phải người ngang ngược vô lý, chỉ hy vọng con cháu được hạnh phúc. Cho nên cậu ta có đủ tư cách dẫn người đi. Hoàng đế Tây Đường nói ra hai lý do. Nghe rất giả, rất hoang đường. Nhưng mọi người ngẫm lại thì cũng không thấy có gì không đúng. Cậu kia đối xử tốt với Lê Nguyên một chút, nếu không tôi sẽ tìm cậu gây phiền phức đấy. Nếu Hoàng đế Tây Đường đã lên tiếng, bà cụ và những người khác cũng không còn đi ngăn cản. Có điều bà cụ cũng luôn cảm thấy Hoàng đế Tây Đường không giống trước kia. Mọi người chỉ có thể nhìn Diệp Lâm Quân dẫn Lý Tử Nhiệm và bé Quân đi. Tôi mặc dù Lý Hồng Thắng và mấy người khác không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Cũng không thể làm trái lệnh Hoàng đế Tây Đường. Mọi người nói xem Diệp Lâm Quân khôi phục rồi, về sau không thể ảnh hưởng đến chúng ta chứ? Trịnh Quân Nga hỏi. Tôi cảm thấy có, Diệp Lâm Quân là người thông minh, rất có khả năng mượn môn phiệt Tây Đường để trở mình làm lại, đến lúc đó tùy tiện gây khó dễ với chúng ta. Anh ta cứ nằm mơ đi. Việc này phải nhờ vào sự cố gắng của mọi người, cùng nhau ngăn chặn. Sau khi Diệp Lâm Quân đi, Hoàng đế Tây Đường một thân mồ hôi, sụi lơ trên đất. Đám người này điên rồi sao? Còn muốn bảo ông ta đi ngăn Diệp Lâm Quân lại? Muốn chết à? Một trận chiến trên núi Cửu Long, Diệp Lâm Quân biểu diễn ra sức mạnh cường đại cỡ nào, ngay cả ông ta cũng không có cách nào tưởng tượng được. Anh còn mạnh hơn so với Ngũ Long của Lạc Việt. Hoặc là 5 người hợp lại có thể đánh với anh một trận. Diệp Lâm Quân dẫn theo vợ con trở lại biệt thự. Hoàng Hải Bắc và Bắc Thiên Vương lập tức ra đón. Lý Tử Nhiệm nhìn thấy hai người, cũng không nói nhiều lời.
nếu để cho có biết vị gác cổng này EO vị trí còn cao hơn Hoàng đế Tây Đường, đoán chừng sẽ sợ hãi. Kéo Diệp Lâm Quân vào một góc hẻo lánh, Lý Tử Nhiệm hỏi, có thể nói cho em biết anh đi tỉnh quốc làm gì không? Giết người. Hồi phục cơ thể. Diệp Lâm Quân trả lời hai, điểm. Nhưng quả thật không lừa Lý Tử Nhiệm. Anh ở tinh quốc đúng là làm hai chuyện này. Vậy mà anh có thể hồi phục, thần kỳ quá. Lý Tử Nhiệm vẫn không quá tin tưởng. Sau đó, sinh hoạt như thường. Có điều chuyện Diệp Lâm Quân trở lại đã truyền khắp Lạc Việt. Bán nước mà dám trở về. Nên bị Lăng Trì xử tử. Đủ loại ngôn luận bàn ra tán vào. Diệp Lâm Quân ở Lạc Việt vẫn không được dễ chịu như cũ. Gánh lấy cái danh kẻ bán nước. Ngay cả Trí Oánh cũng bị ảnh hưởng. Diệp Lâm Quân sẽ còn phải chịu tiếng xấu trong một thời gian dài nữa. Chỉ có như vậy, ánh mắt của địch mới thôi nhìn chằm chằm vào anh. Hoàng tử Vincent và đám người của gã cũng sẽ không phát hiện điều bất thường. Lúc này, Diệp Lâm Quân vùi đầu vào điều tra hành động của Liên minh báo thù. Đoán chừng không bao lâu nữa, Hoàng tử Vincent sẽ biết dược tễ là giả. Anh cần phải giải quyết hết việc này trước lúc đó. Tây Thiên Vương cầm một đống tư liệu dày cộp tới, đặt trước mặt Diệp Lâm Quân. Điện chủ, hơn hai tháng này tôi còn điều tra ra được vài thứ. Là dựa theo yêu cầu của ngài, tra tội nhân khả nghi phạm phải tội lớn ngập trời trong gần trăm năm qua. Cũng chính là phạm phải đại tội, cuối cùng không có bị định tội, hoặc chết hoặc biến mất. Tây Thiên Vương giải thích. Cố Tu Vị từng là gia chủ của gia tộc đệ nhất miền Nam, danh xưng là Phú Khả Địch Quốc, có điều trong một đêm toàn gia tộc biến mất, ông ta cũng đã chết. Lúc trước, ông ta bí mật buôn bán châu báu cho nước ngoài, bị phát hiện, cho nên phải bị định tội. Diệp Lâm Quân gãi mũi, người này khả nghi, vừa muốn định tội ông ta liền chết. Gia tộc bị hủy, có tìm thấy thi thể của ông ta không? Không tìm được, vì thế cho nên không giải quyết được gì. Vương Thần Chiết, 40 năm trước, từng được chiến đội cảnh Bắc đặc biệt mời làm huấn luyện viên, và chỉ đạo. Không thuộc trong biên chế nhưng lại nắm trong tay quyền huấn luyện. Cuối cùng tiết lộ phương pháp huấn luyện binh sĩ Lạc Việt và một số cơ mật khác, ngay trước khi bị định tội mấy ngày, tự sát. Nhưng sau đó thi thể cũng biến mất. Diệp Lâm Quân gật đầu, cái này cũng có thể nghi. Đào Thiên Cảnh, con nuôi của trưởng môn Bắc Hồng Môn. Nếu không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì chắc hẳn đã làm trưởng môn tân nhiệm, nhưng anh ta đốt giết cướp đoạt, việc ác vô số, phạm phải đủ loại tội ác tày trời. Bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, càng phải bị Lạc Việt định tội. Trước đêm bắt anh ta đã chạy thoát từ Lạc Việt ra nước ngoài, bây giờ còn chưa biết tung tích. Ừ, tiếp tục đi. Tây Thiên Vương lại liệt kê thêm một số nhân vật nữa. Những người này đều rất phù hợp với giả thiết thành viên của Liên minh báo thù. Nếu như Lạc Việt không truy xét bọn họ sẽ là người trên người, hưởng thụ cuộc sống xa hoa cực độ. Cho nên bọn họ có lòng hận thù sâu sắc với Lạc Việt. Đầu cảm thấy là Lạc Việt đã hủy đi tất cả của mình. Bọn họ bảo đoàn tới Lạc Việt báo thù. Những nhân vật mà Tây Thiên Vương nói ra trên cơ bản đều phù hợp. Đoán chừng tất cả những người này đều là Liên minh báo thù. Bọn họ có thực lực, lại có nhân lực tiền tài. Diệp Lâm Quân nói. Tiếp theo, Tây, cô chỉ cần đối chiếu từng người một là được. Đã hiểu. Tây Liên Vương lại lấy một xấp tư liệu tới. Cô hít sâu một hơi, người cuối cùng, quá kinh khủng. Còn là phụ nữ. Vừa nhắc tới phụ nữ, Diệp Lâm Quân nghĩ ngay tới Hắc Phượng Hoàng, sao mà khủng khiếp. Diệp Lâm Quân ngược lại rất hứng thú. Ngài xem đi. Sau khi Diệp Lâm Quân xem xong, vẻ mặt cũng biến đổi. Người phụ nữ này ác như vậy. Diệp Lâm Quân nói. Đúng vậy, lúc tôi tra được cũng giật mình. Tây Thiên Vương cũng bất ngờ liên tục. Bởi vì phần tài liệu này quá đáng sợ. So với tội ác tày trời mà người phụ nữ này phạm phải, những người kia đều chỉ là trò trẻ con. Mức độ nguy hiểm của người phụ nữ này chính là cấp SSSSS. Tội ác 1. Từng điên cuồng rửa tiền 15 lần ở Cảnh Nam, tổng số tiền lên đến 39 triệu tỷ. Là người rửa tiền nhiều nhất ở Lạc Việt. Tội ác 2, cô ta hóa thân thành chính khách, đã từng thiết kế khơi mào chiến tranh giữa Võ Quốc, Báo Quốc và 7 nước khác, tạo thành tổn thất cực lớn. Tội ác 3, người phụ nữ này trong 5 năm lừa gạt 39 vị phú hào siêu cấp, mỗi vị đều có giá trị bản thân là chục nghìn tỷ trở lên. Tội ác 4,
Cô ta dùng sắc đẹp và thuật mê hoặc xử lý 18 tên chiến thần ở nước ngoài, một lần hành động, cả thế giới chấn kinh. Tội ác 5, cô ta dùng đủ loại thủ đoạn trộm cướp lấy đi bí mật của công ty công nghệ tiên tiến nhất thế giới về nghiên cứu vũ khí mới. Cuối cùng ở nơi ở của cô ta tìm được 21 triệu tỷ tiền mặt và vô số châu báu trang sức. Đây chỉ là cô ta chưa rời đi. Đoán chừng tổng cộng tất cả lại có 300 triệu tỷ đi. Eurota có tiền tài đủ để xưng là người phụ nữ giàu có nhất Lạc Việt. Người phụ nữ này thực sự đáng sợ. Mỗi một chuyện từng là đều chấn động toàn thế giới. Cho nên cô ta hoàn toàn được xưng là cấp SSSSS. Dù bị Lạc Việt truy đuổi, khiến cho cô ta không sống yên ổn ở bất cứ đâu trên Lạc Việt. Nhưng cô ta vẫn lần lượt biến mất, lần lượt trốn thoát khỏi mọi cuộc rượt đuổi. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được chín y. Có điều tin rằng người phụ nữ này hận Lạc Việt thấu xương. Ban đầu, cô ta sẽ là người phụ nữ giàu nhất Lạc Việt, thậm chí là cả châu Đông Phương, nhưng vì Lạc Việt mà bị hủy đi hết cả. Để bây giờ cô ta phải sống trong bóng tối, cả ngày đeo mặt nạ. Rất có thể cả khuôn mặt đã sớm bị hủy đi. Cô ta sao mà không hận Lạc Việt cho được. Vậy trên cơ bản không cần nghi ngờ, chính là Hắc Phượng Hoàng. Tôi đúng là đã đánh giá thấp người phụ nữ này rồi. Liên minh báo thù còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của tôi. Diệp Lâm Quân hít sâu một hơi. Phái toàn bộ nhân lực và tài nguyên của chúng ta ra tiếp tục điều tra. Dựa vào quyền hạn của tôi điều ra tất cả hồ sơ bị phủ bụi chưa giải quyết. Nhanh chóng tìm ra từng thành viên trong liên minh báo thù. Hắc Phượng Hoàng đã kinh khủng như vậy, tôi thật muốn biết thủ lĩnh của bọn họ còn kinh khủng cỡ nào. Diệp Lâm Quân cực kỳ chờ mong. Đoán chừng nếu nói ra thân phận, chính là sự tồn tại mà cả thế giới đều sợi. Tây Thiên Vương nói. Ngoài ra, tăng cường lực lượng của chúng ta theo dõi sát sao bọn họ, tận dụng khả năng tiếp cận càng nhiều hơn thành viên của liên minh báo thù. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Nhưng mà Diệp Lâm Quân không ngờ tới rằng liên minh báo thù cũng đang chuẩn bị hành động. Hơn nữa còn nhằm vào anh. Trước đó anh ngồi xe lăn thì không có nhằm vào. Nhưng lần này trở về lại hồi phục. Đây là điều liên minh báo thù không muốn thấy. Dù sao bọn họ biết sự uy hiếp của Diệp Lâm Quân gần với Nhất Vũ Kiên Vương. Hành động diệt trừ Diệp Lâm Quân là do Hắc Long và Hắc Phượng Hoàng thiết kế. Căn cứ theo tin tức tôi điều tra được, Môn Phiệt Bắc An xé bỏ hiệp nghị chủ yếu là vì Diệp Lâm Quân giết người của Môn Phiệt Bắc An, là do anh ta khiêu khích trước. Hắc Phượng Hoàng nói. Hắc Long cười, tôi nói rồi, trách sao tứ đại Môn Phiệt lại cùng nhau xé hiệp nghị. Thì ra chính là nguyên nhân này. Đúng rồi, anh ta giết người của Môn Phiệt Bắc An à? Đúng vậy. Được, muốn đối phó với anh ta, chỉ cần mượn đao giết người. Đôi mắt của Hắc Long trở nên lạnh băng. Bây giờ chúng ta hẳn là bị bại lộ một chút dấu vết rồi. Nếu như ra tay lần nữa, nói không chừng sẽ bị người ta để mắt tới. Hắc Long nói. Hắc Phượng Hoàng gật đầu, tôi cũng có cảm giác này. Cho dù hiện tại có thể thả ra hoạt động, nhưng xác suất bại lộ cũng tăng thêm nhiều. Trong đôi mắt của Hắc Long tràn đầy vẻ điên cuồng, cho nên, động tác của chúng ta cũng phải tăng nhanh, sau khi hoàn thành kế hoạch cuối cùng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi Lạc Việt. Hoàng tử Vincent đã sắp xếp xong cho chúng ta 18 hòn đảo và một mảnh thuộc địa, đồng thời phong tước vị cho chúng ta. Chỉ cần thoát khỏi Lạc Việt cũng sẽ không có cách nào bắt chúng ta lại được rồi. Tôi sẽ thu xếp càng sớm càng tốt để giải quyết Diệp Lâm Quân trước Hắc Phượng Hoàng đã có kế hoạch. Gần 3 tháng ngắn ngủi, tứ đại Môn Phiệt và rất nhiều thế lực bí mật khác trên cơ bản đều đã có một chỗ đứng vững chắc trong các thành phố hiện đại. Các gia tộc toàn Lạc Việt đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Tính cả Lý Hồng Thắng và mấy người ra vào các địa điểm nổi tiếng cao cấp nhất. Còn làm quen được không ít người thuộc Môn Phiệt Bắc An và Môn Phiệt Nam Hàn. Vòng tròn mối quan hệ của bọn họ từng bước mở rộng, thân phận của bọn họ cũng ngày càng cao quý. Vòng tròn quan hệ trước kia bọn họ đã sớm từ bỏ. Những người đó sao còn xứng với bọn họ nữa? Khỏi cần phải nói cho dù Diệp Lâm Quân có là chiến thần Côn Luân, thì bọn họ cũng không nhất định nể mặt. Trước mắt, bọn họ đã là một nhóm nhỏ cao cấp nhất trong Lạc Việt. Theo thời gian, giá đỡ của bọn họ càng lúc càng lớn. Không coi ai ra gì. Ngay cả giá trị liên thành của tập đoàn Minh Cường trong mắt họ cũng là rác rưởi. Diệp Lâm Quân thì tính là gì? Anh ta cũng chỉ là rác rưởi. Giọng điệu bình thường của bọn họ chính là như thế.
tới chỗ nào đều được người người tâng bốc. Chỉ vì bọn họ là môn phiệt Tây Đường. Thật tình không biết tất cả đều là do Diệp Lâm Quân cho. Mấy ngày nay tứ đại môn phiệt có chút không yên. Vài ngày trước, môn phiệt Bắc An đột nhiên có 7 người mất tích. Hôm nay lại có người phát hiện thi thể của bọn họ ở một chỗ nào đó. Sau đó mới thật sự bắt đầu. Môn phiệt Tây Đường đột nhiên có 17 người bị sát hại tàn nhẫn. Trong đó bao gồm cả 9 vị cường giả cấp thần. Môn phiệt Nam Hàn có một cường giả cấp tông sư và 7 tên bị giết, xác vứt nơi hoang dã. Môn phiệt Đông Thiên có 34 thi thể trôi dạt trên biển. Nhưng mà tất cả vẫn còn tiếp tục. Một gia tộc nào đó dưới trướng môn phiệt Bắc An trong vòng một đêm biến mất. Một thế gia nào đó dưới trướng môn phiệt Tây Đường cũng bị trọng thương. Môn phiệt Đông Thiên xác trôi trên biển ngày càng nhiều. Môn phiệt Nam Hàn có rất nhiều người bị chết bất đắc kỳ tử. Những việc này đều xảy ra dưới tình huống không hề có dấu hiệu báo trước. Làm cho lòng người trong tứ đại môn phiệt hoang mang. Bắt đầu lo sợ. Theo thời gian trôi, uy hiếp càng tăng, bọn họ không cách nào khống chế cục diện được. Tứ đại môn phiệt đều cực kỳ phẫn nộ. Tuyên bố nhất định phải bắt được hung thủ. Trong nhà tổ của nhà họ Lý. Hoàng đế Tây Đường cau mày, vẻ mặt kinh ngạc, đây rốt cuộc là sao? Ai làm, ăn gan hùm mật gấu rồi à? Ông nội, có cần hỏi thăm lại Nhất Phũ Kiên Vương không? Hoàng An Nhiên hỏi. Đúng lúc này, một tin tức truyền tới. Chủ nhân, căn cứ theo tin tức truyền tới của môn phiệt Bắc An, tất cả đều do Diệp Lâm Quân làm. Bọn họ đã tìm được chứng cứ xác thực. Hoàng đế Tây Đường trừng mắt cả giận nói, hoang đường, đúng là hoang đường. Sao vương gia có thể giết người trong nhà được? Đúng vậy, nhưng mà người của môn phiệt Bắc An cực kỳ chắc chắn chính là vương gia làm, muốn lấy danh nghĩa tứ đại môn phiệt truy sát vương giai. Cái gì, còn muốn giết vương gia? Nói bậy rồi, việc này rõ ràng có người muốn hãm hại vương gia, muốn mượn đao giết người. Hoàng đế Tây Đường dựng râu trừng mắt. Nếu như ông ta không hiểu rõ tình hình thì thôi. Quan trọng là ông ta biết rất rõ ràng. Ai cũng có khả năng, trừ Diệp Lâm Quân là không thể nào. Môn phiệt Tây Đường là của anh mà. Hoàng tử Vincent đã sắp xếp xong cho chúng ta 18 hòn đảo và một mảnh thuộc địa, đồng thời phong tước vị cho chúng ta. Chỉ cần thoát khỏi Lạc Việt cũng sẽ không có cách nào bắt chúng ta lại được rồi. Tôi sẽ thu xếp càng sớm càng tốt để giải quyết Diệp Lâm Quân trước Hắc Phương Hoàng đã có kế hoạch. Gần 3 tháng ngắn ngủi. Tứ đại môn phiệt và rất nhiều thế lực bí mật khác trên cơ bản đều đã có một chỗ đứng vững chắc trong các thành phố hiện đại. Các gia tộc toàn Lạc Việt đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Tính cả Lý Hồng Thắng và mấy người ra vào các địa điểm nổi tiếng cao cấp nhất. Còn làm quen được không ít người thuộc không muốn chết cũng không được. Bây giờ mỗi ngày tứ đại môn phiệt đều có người bị chết hoặc bị thương, hoàn toàn là đang lâm vào thời khắc hiểm nguy. Môn phiệt lệnh ra. Tứ đại môn phiệt nhất định phải cùng chung một chỗ. Đây là quy định, không muốn tuân thủ, trừ phi xóa tên khỏi tứ đại môn phiệt. Hồ đồ, đúng là hồ đồ. Rõ ràng là chuyện hiểu lầm thôi, làm gì mà dùng môn phiệt lệnh chứ? Tôi phải đi tham gia, đến lúc đó phải nói rõ ràng với bọn họ hoàng để Tây đừng nói. Môn phiệt lệnh từ môn phiệt Bắc An phát ra, 3 môn phiệt khác cũng nhận được. Người đứng đầu môn phiệt Nam Hà, danh xưng là Độc Vương. Phàm Thiên Tuyệt tự mình đi tới. Người đứng đầu môn phiệt Đông Thiên thì không tới, lại phái đệ nhất thiên tài Long Ngạo Thiên tới. Môn phiệt Tây Đường thì có Hoàng đế Tây Đường tự mình dẫn đội. Liên minh báo thù. Môn phiệt Bắc Hàn đã sớm muốn giết Diệp Lâm Quân, bọn họ sẽ không quản lần này có phải do Diệp Lâm Quân làm hay không, cũng muốn giết anh ta. Huống chi chúng ta đã chế tạo ra một loạt chứng cứ, chứng minh là do Diệp Lâm Quân làm. Tứ đại môn phiệt tuyệt đôi sẽ sông mái với anh ta. Hắc Long cười nói. Hắc Phương Hoàng tán thưởng, chiều mượn đao giết người này quả nhiên đỉnh. Diệp Lâm Quân không có khả năng chống lại có 4 môn phiệt. Ừ, dù sao đâu phải ai cũng là Nhất Phũ Kiên Vương. Tứ đại môn phiệt hẹn nhau ở bờ hồ Tây Tử của Giang Bắc. Mấy trăm người của môn phiệt Bắc Hàn đã sớm chờ ở đây. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, áo trắng như tuyết. Nhưng bá khí ngồi ở đó, lại có được một loại duy tôn độc nhất. Sau lưng ông ta có chừng 15, 16 thiếu niên đứng đó, trong tay bưng một thanh trường đao. Trên vỏ đao khắc nhiều loại ấn cổ, vẻ cổ xưa man mác tản ra. Càng đáng sợ chính là,
cây đao này giờ giờ phút phút tỏa ra hơi lạnh khiếp người. Nhiệt độ xung quanh, cũng vì nó mà giảm xuống. Đây là tín vật của môn phiệt Bắc Hàn, cũng là bảo vật chấn tộc, đao Bắc An. Môn phiệt Nam Hàn nhanh chóng tới. Độc Phương, Phàm Thiên Tuyệt không mặc trang phục kỳ dị gì, không khác biệt so với người bình thường. Nhưng cũng không ai dám lại gần. Truyền thuyết về Độc Phương đương nhiên chính là độc. Trên người có trăm ngàn loại cổ độc. Không cẩn thận, cho dù là cường giả cấp tông sư cũng sẽ bị trúng độc. Đây là điểm đáng sợ nhất của môn phiệt Nam Hàn. Sau đó không lâu, người của môn phiệt Đông Thiên cũng tới. Dẫn đầu là Thái tử Long Ngạo Thiên, chính là người con của đương kim trưởng môn. Môn phiệt Đông Thiên sinh hoạt tại đảo và trong biển rộng. Cho nên kỹ năng bơi cực kỳ tốt. Nhất là Long Ngạo Thiên, nghe đồn có sức lực của thần Long. Một thân khổ luyện thành vô địch. Chưa từng gặp phải đối thủ. Sau khi Hoàng đế Tây Đường dẫn người tới, ông ta lập tức nói, các anh em, nhanh về đi thôi. Vấn đề này cứ tính vậy thôi. Hả, Hoàng đế Tây Đường vừa dứt lời, đám người đều ngơ ra. Cứ tính như vậy. Long Ngao Thiên không thể tin nổi hỏi lại. Hành tung của môn phiệt Đông Thiên bí ẩn như vậy còn bị thương rất nhiều người. Vấn đề này mà cứ tính như vậy thì anh ta không thể nhịn. Đúng, dựa vào cái gì mà cứ tính như vậy? Giết nhiều người của tôi như vậy, còn có đạo lý không? Độc Phương cũng lên tiếng. Bắc An Vương lạnh lùng nói, dù tôi nói bỏ thì đao Bắc An cũng không đồng ý. Đao Bắc An không đồng ý. 300.000 nam tử Hán của Bắc An không đồng ý. Mấy trăm người của môn phiệt Bắc An cùng nhau hô. Cho tôi một lý do. Bắc An Vương nhìn chằm chằm Hoàng đế Tây Đường. Thật ra mọi người đều bị lừa rồi. Không hề có chuyện như vậy. Người giết không phải Diệp Lâm Quân. Có người hãm hại cậu ấy. Gương mặt Hoàng đế Tây Đường trở nên tái nhợt, vô lực giải thích. Vậy những chứng cứ này thì sao? Bắc An Vương vung tay lên. Đám thuộc hạ liền đưa toàn bộ chứng cứ lên. Đây chính là chứng cứ mà liên minh báo thù đã ngụy tạo ra. Nhưng nói rõ là chính tay Diệp Lâm Quân làm. Khiến cho Hoàng đế Tây Đường không cách nào phản bác. Việc này, Hoàng đế Tây Đường vừa muốn lên tiếng, Bắc An Vương đã cười mỉa mai, sao? Không phải ông lại định nói chứng cứ này là giả chứ? Tôi, Hoàng đế Tây Đường bị một câu làm cho cứng họng. Độc Phương và Long Ngạo Thiên cùng chăm miệng một lời nói, chúng tôi cũng có đầy đủ chứng cứ chứng minh là do Diệp Lâm Quân làm. Không chỉ có vậy, Phó Thần Minh và bốn vị đồ đệ của môn phiệt Bắc An đều bị Diệp Lâm Quân giết chết. Sau lại có mấy chục người bị anh ta làm bị thương. Việc này càng không bỏ được, bây giờ Diệp Lâm Quân hồi phục thực lực, trắng trợn đồ sát người tộc tôi, bảo tôi nhịn thế nào. Bắc An Vương lên tiếng, giọng nói lạnh thấu xương. Đúng vậy. Cần phải giết chết Diệp Lâm Quân. Bốn nhà chúng ta liên hợp lại, phát ra môn phiệt lệnh, không giết chết không thôi. Độc Phương và Long Ngạo Thiên cùng quát. Hoàng đế Tây Đường vô cùng nóng ruột, như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng thân phận thật của Diệp Lâm Quân là cơ mật. Nhất là sau khi trải qua trận trên núi Cửu Long, càng trở thành cơ mật trong cơ mật. Ông ta không thể tùy tiện nói lung tung. Các người cũng không ngẫm lại xem lý do giết người của Diệp Lâm Quân là gì à? Hoàng đế Tây Đường hô lớn. Rất đơn giản, Diệp Lâm Quân muốn tứ đại môn phiệt dốc sức cho vệ binh Viêm Long. Bây giờ vết thương của anh ta khỏi rồi nhưng không có bất cứ thân phận gì. Anh ta cần công trạng, nếu ép tứ đại môn phiệt của chúng ta cùng nhau dốc sức vì vệ binh Viêm Long. Phần công trạng này đủ để cho anh ta khôi phục thân phận, không, có thể để anh ta được phong vương cũng không khoa trương chút nào. Đây cũng là mục đích của Diệp Lâm Quân. Bắc An Vương phân tích rất có lý. Hoàng đế Tây Đường căn bản không có lời nào để nói. Hôm nay, dựa vào danh nghĩa của tứ đại môn phiệt phát ra môn phiệt lệnh, diệt trừ Diệp Lâm Quân, không chết không thôi. Môn phiệt Bắc An đồng ý. Môn phiệt Nam Hàn đồng ý. Môn phiệt Đông Thiên đồng ý. Sau đó ba người nhìn chằm chằm Hoàng đế Tây Đường. Bắc An Vương cười lạnh, Hoàng Mạnh Hùng, ông còn chờ gì? Chẳng lẽ ông không đồng ý? Đúng, tôi không đồng ý. Vì sự an toàn của tứ đại môn phiệt, chúng ta đừng chọc vào cậu ta. Bởi vì chúng ta không trêu được. Hoàng đế Tây Đường nói. Ha ha ha, chúng ta không chọc được. Ông trở nên thiếu tự tin thế từ bao giờ vậy? Tứ đại môn phiệt chúng ta sẽ sợ anh ta à? Bắc An Vương lập tức cười. Độc Phương cũng cười nói,
nếu như anh ta tự xưng là Nhất Vũ Kiên Vương, chúng tôi sẽ quay xe ngay. Nhưng anh ta đâu phải. Ai nói cậu ấy không phải, cậu ấy chính là Nhất Vũ Kiên Vương. Hoàng đế Tây Đường ốt ruột, nhịn không được hô lớn. Nhưng như vậy lại khiến đám người chế giễu. Hoàng Mạnh Hùng, ông khúm núm như vậy từ bao giờ? Chỉ một tên Diệp Lâm Quân đã khiến ông sợ thế rồi sao? Không tiếc bịa ra việc Diệp Lâm Quân là Nhất Vũ Kiên Vương. Ông cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc đấy à? Bắc An Vương hỏi ngược lại. Đúng vậy, Nhất Vũ Kiên Vương đã mất trong trận ở núi Cửu Long, không có khả năng còn sống. Dù có còn sống, sao lại có dính líu quan hệ đến Diệp Lâm Quân? Độc Phương và những người khác cũng nghi ngờ nói. Việc này, Hoàng đế Tây Đường đều luống cuống tay chân rồi. Nói thật cũng không có ai tin. Vốn là điều không thể, cho nên ông muốn chứng minh cũng không được. Ông không đồng ý cũng không sao, đủ sao ba nhà đồng ý rồi. Tây Đường của ông không muốn cũng phải đồng ý. Bắc An Vương cười lạnh nói. Dù sao quy củ là như thế rồi. Ai ra, đừng trách tôi không nhắc nhở trước, các người tìm cậu ấy gây sự hoàn toàn là tự rước họa vào thân. Tự tìm đường chết, Hoàng đế Tây Đường thở dài. Hừ, tôi không tin, anh ta có thể nghịch thiên tới trình độ nào. Có thể chống lại tứ đại môn phiệt à? Bắc An Vương và những người khác để tỏ thái độ không tin. Ông nội của tôi cũng không lừa mọi người tranh thủ rút lui đi. Đừng chọc vào anh ấy, tuyệt đối đừng. Hoàng An Nhiên cũng dốc sức khuyên nhủ. Hôm nay tôi càng muốn chọc vào đấy. Thái độ của bọn họ rất kiên định. Căn bản không ngăn được. Người đâu, lấy danh nghĩa tứ đại môn phiệt đưa Diệp Lâm Quân đến nơi này, tiếp nhận phán xét. Bắc An Vương ra lệnh. Lập tức có vài vị cao thủ rời đi. Trong biệt thự, không chỉ có Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm, ngay cả Trịnh Quân Nga và những người khác đều có mặt. Lê Nguyên, chúng tôi khuyên cô nên ra ngoài mà xem. Xem chúng tôi bây giờ đều là người tâm phúc trong vòng tròn cao cấp nhất của Lạc Việt. Mấy người như môn phiệt Bắc An mà chúng tôi quen trước kia đều không là gì. Đúng, bây giờ cô xem người mà chúng tôi quan hệ đều là những nhân vật cao cấp nhất. Cấp bậc của chúng tôi rõ ràng cao hơn cô nhiều. Cô nên đi ra ngoài vài vòng đi, đối với việc làm ăn của cô cũng có lợi. Thì ra mấy người này là cố ý tới khoe khoang thân phận. Nhìn lại Diệp Lâm Quân mà xem, hồi phục thì sao? Không có tầng thân phận kia thì chính là một kẻ tầm thường mà thôi. Đúng lúc này, mười mấy người xông tới. Hoàng Hải Bắc gác cổng đầu tiên là đề cao cảnh giác. Các người là người phương nào? Dám có gan tự tiện xông vào đây? Diệp Lâm Quân mau ra đây. Mấy người đó quát lớn. Sau đó, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương cùng đi ra. Bọn họ đương nhiên biết chuyện xảy ra gần đây của tứ đại môn phiệt. Cũng biết liên minh báo thù giá họa cho anh. Vấn đề này cần giải quyết. Cho nên anh vỡ luôn chờ. Các người là ai? Diệp Lâm Quân hỏi. Chúng tôi đến từ môn phiệt Bắc An, người đứng đầu là Bắc An Vương. Đi theo chúng tôi một chuyến, đừng ép chúng tôi ra tay. Mấy người của môn phiệt Bắc An nói ra thân phận. Được, vậy tôi đi với các người một chuyến. Diệp Lâm Quân không hề do dự, liền muốn đi cùng mấy người của môn phiệt Bắc An. Xem đi, Diệp Lâm Quân hồi phục rồi chẳng qua là một tên hèn nhát thôi. Người ta gọi anh ta đi là anh ta đi rồi còn có lòng tự trọng không? Anh ta là kẻ phản quốc, bây giờ tôi, ai ngờ anh ta dường dược tễ trao đổi với người khác, điều kiện chính là chữa khỏi cho anh ta. Đúng vậy, nếu không sao Diệp Lâm Quân hồi phục được. Chắc chắn là dùng dược tễ trao đổi. Tất cả đều kiêu ngạo tự phụ, khinh thường trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân. Cảm giác anh cách xa một trời một vực với những người bề trên như bọn họ. Yên tâm đi chủ nhân, không có chuyện gì đâu. Hoàng Hải Bắc an ủi. Lý Tử Nhiệm vẫn có chút lo lắng. Sao anh ấy lại đắc tội với môn phiệt Bắc An rồi? Cô nghe bà cụ nói qua. Môn phiệt Bắc An là mạnh nhất. Môn phiệt Tây Đường cũng không thể dây vào. Bờ hồ Tây Tử. Tứ đại môn phiệt vẫn đang chờ đợi. Các vị, bên cạnh Diệp Lâm Quân có một cao thủ tuyệt đỉnh. Trong lúc anh ta tàn phế vẫn luôn bảo vệ anh ta. Cho nên đợi lát nữa cũng phải tiêu tốn nhiều công sức đi đối phó kẻ đó. Bắc An Vương an bài nói. Yên tâm đi, đối phó với hai người còn không phải dễ dàng sao. Tứ đại môn phiệt cùng tụ tập một chỗ, mọi người đều tràn đầy tự tin, dù sao lực lượng này cũng khiến vệ bình Viêm Long phải nhượng bộ năm đó.
thực lực của bọn họ quá mạnh. Tôi lặp lại lần cuối, mọi người thu tay đi. Đừng nên nhằm vào anh ta. Hoàng đế Tây Đường lại nhắc nhở. Cũng bởi vì Diệp Lâm Quân và cháu rể của em gái ông à. Vì thế mới giữ gìn như vậy. Lần trước tôi đã cho ông mặt mũi. Lần này thì không thể nào. Đám người đều cho là Hoàng đế Tây Đường vì quan hệ thân thích cho nên mới bảo vệ Diệp Lâm Quân như vậy. Không phải, không có liên quan đến quan hệ thân thích. Chúng ta thực sự không chọc được vào cậu ấy đâu. Hoàng đế Tây Đường khóc không ra nước mắt. Hoàng Mạnh Hùng, tôi cảm thấy ông không thích hợp là trưởng môn của môn phiệt Tây Đường, nhanh chóng đổi người khác đi. Bắc An Vương kiến nghị nói. Hoàng đế Tây Đường, ông ta đã sớm không còn là chủ nhân của Tây Đường nữa rồi. Mà là Diệp Lâm Quân. Mấy người khác nói, đúng vậy, nhanh đổi đi. Ông hoàn toàn khác trước kia, làm chúng tôi quá thất vọng. Diệp Lâm Quân tới. Lúc này một giọng thét dài truyền tới. Chỉ thấy những cao thủ của Bắc An dẫn theo Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đi vào giữa sân. Thoáng chốc, hơn ngàn ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Môn phiệt Tây Đường thì nhao nhao cúi đầu. Trong đầu như đang nói, chúng tôi không có bất cứ liên quan gì tới chuyện này. Hoàng đế Tây Đường cũng không dám nhìn. Ánh mắt Bắc An Vương lạnh lùng quét tới trên người Diệp Lâm Quân. Bắc An Vương cao giọng quát, Diệp Lâm Quân, cậu có biết tội của mình không? Diệp Lâm Quân cười, có tội gì? Với ông là ai, có tư cách gì hỏi tội tôi? Nghe cho kỹ, tôi chính là trưởng môn của môn phiệt Bắc An Vương. Tôi có tư cách. Trước đó cậu giết người trong tộc tôi, Phó Thần Minh và bốn người nữa, làm tổn thương đệ tử của tôi. Bây giờ cậu lại luân phiên giết hại người của tứ đại môn phiệt. Cậu biết tội chưa? Bắc An Vương nhìn chòng chọc vào Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân nghe xong thì nhìn về những người khác, các người cũng tới hỏi đương nhiên, anh giết nhiều người của chúng tôi như vậy, hôm nay chúng tôi tới chính là để hỏi tội. Anh nợ máu thì phải trả bằng máu. Long Ngạo Thiên phẫn nộ quát lên. Các người dựa vào đâu mà chắc chắn là do tôi làm? Diệp Lâm Quân cười. Bởi vì có chứng cứ. Ha ha, những chứng cứ này quá rõ ràng rồi sao? Nếu như tôi đánh lén thì sao lại để lại nhiều chứng cứ như vậy? Diệp Lâm Quân hỏi ngược lại. Các người đúng là một đám ngu xuẩn. Diệp Lâm Quân đừng có cãi chày cãi cối nữa. Cậu có thừa nhận là mình giết người không? Bắc An Vương nóng nảy hô. Phó Thần Minh và bốn đệ tử của ông ta là do tôi giết, vì bọn họ phản bội Lạc Việt. Các đệ tử của ông cũng do tôi đả thương, bởi vì bọn họ mai phục tôi. Còn về việc gần đấy, Diệp Lâm Quân vừa định giải thích chuyện gần đây liền bị Bắc An, Vương ngắt lời, tất cả mọi người đều nghe thấy rồi. Cậu ta thừa nhận giết người, chúng ta không cần chứng cứ nữa. Hả? Ngay cả Diệp Lâm Quân đều ngây người. Được, đã thừa nhận, vậy thì nợ máu phải trả bằng máu đi. Bầu không khí dương, cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng, Hoàng đế Tây Đường cũng hoàn toàn không khống chế được, cuối cùng vẫn đến mức này. Diệp Lâm Quân cười, vậy thì tới đi. Trải qua một trận cửu long, tâm tình và thực lực của anh đều tăng vọt về chết. Giết! Giết! Đám người của tứ đại môn phiệt cùng nhau hô to. Được lắm, dùng môn phiệt lệnh giết chết Diệp Lâm Quân. Bắc An Vương cao giọng nói. Lúc này Long Ngạo Thiên tiến lên một bước, các vị tiền bối, có thể nhường cơ hội này cho vấn bối được không? Được, nghe đồn Ngạo Thiên có thần long trợ lực, một quyền đánh nổ tất cả. Là thiên tài mạnh nhất trong gần trăm năm nhay của môn phiệt Đông Thiên. Ngay cả môn phiệt Bắc Hàn của tôi cũng không có bất kỳ người trẻ tuổi nào có thể đánh bại được. Tôi rất coi trọng cậu. Bắc Hàn Vương không tiếc từ ngữ, trắng trợn ca ngợi Long Ngạo Thiên. Độc Vương cũng phụ họa theo, đúng vậy, không chỉ có vô địch trong đám người trẻ cùng trang lứa, một lão quái vật sống trên 100-200 tuổi cũng không phải đối thủ của cậu ta. Khoa trương nhất chính là cậu ta có thể sống dưới nước một tháng mà không có bất kỳ áp lực gì. Cho nên mới có giao long nhập thể, thân có thuyết pháp thần long. Cứ việc môn phiệt, Đông Thiên khiêm tốc. Nhưng thực lực của Long Ngạo Thiên mọi người đều biết. Không thì sao môn phiệt Đông Thiên lại phái anh ta tới tham dự môn nghị phán quyết. Rõ ràng là muốn anh ta làm trưởng môn nhân đời kế tiếp của Đông Thiên. Cho nên mọi người mới hết lời ca ngợi Long Ngạo Thiên. Đương nhiên anh ta có tư cách này. Đối mặt với sự tán thưởng của mọi người, Long Ngạo Thiên tự tin tiếp nhận. Anh ta cười mỉa mai nói, các vị tiền bối, hôm nay Long Ngạo Thiên này nhất định sẽ tự tay đâm chết hung thủ,
trả hại nỗi hận này cho tứ đại môn phiệt chúng ta. Hoàng đế Tây Đường chỉ có thể than thở. Đao kiếm ra mặt, thật sự không phải là điều ông ta nguyện ý muốn nhìn thấy. Chợt, Long Ngạo Thiên đi về phía Diệp Lâm Quân. Anh làm tốt tinh thần nhận lấy cái chết chưa? Long Ngạo Thiên trêu tức nhìn Diệp Lâm Quân. Trong thế hệ đồng trang lứa, anh ta là vô địch. Diệp Lâm Quân cũng không ngoại lệ. Diệp Lâm Quân không nói lời nào, vào lúc Long Ngạo Thiên tới gần, đột nhiên vung quyền lên. Giống như đạn pháo thoát khỏi nòng, như sấm chớp vang rền đánh tới chỗ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên vốn không kịp phản ứng, một quyền rắn chắc nện vào đầu. Não bộ nhanh chóng biến hình, móp méo vào. Rầm. Một âm thanh một ngạt vang lên, giống như pháo nổ vang. Hộc hộc. Long Ngạo Thiên ngã thẳng xuống đất, không có bất kỳ phản ứng nào. Một quyền quất chết thiên tài mạnh nhất. Diệp Lâm Quân thản nhiên nói, người tiếp theo. Gọn gàng mà linh hoạt. Bá đạo vô địch. Mắt trợn tròn. Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, âm thanh suýt xoa không ngừng vang lên bên tai. Long Ngạo Thiên còn không đỡ nổi một quyền. Đúng là quá đáng sợ, Long Ngạo Thiên ngay cả cơ hội khiếp sợ cũng không có, lập tức hôn mê. Diệp Lâm Quân dùng một quyền đánh bại Long Ngạo Thiên. Càng hung hăng đánh vào mặt môn phiệt Đông Thiên. Ngay cả đám người Bắc An Vương cũng vậy. Cái gì mà thiên tài chó má, không phải chỉ cần dùng một quyền sao? Mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Long Ngạo Thiên đã vượt qua cường giả cấp tông sư trăm năm. Lại không chịu nổi một quyền. Thế này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Cùng lên đi. Diệp Lâm Quân ngoắc ngoắc tay với đám người. Hành động đó của Diệp Lâm Quân đã khiêu khích tứ đại môn phiệt, việc này khiến cho bọn họ nổi trận lôi đình. Đây là do mày tự tìm. Giết, giết nó cho tao. Bắc An, Vương Hồ T6. Lập tức, những cao thủ đứng đầu của ba môn phiệt đều đánh về phía Diệp Lâm Quân. Đao Bắc An chuẩn bị, tôi muốn tự tay giết chết tên đó. Bắc An Vương ra lệnh. Bắc, Diệp Lâm Quân nói khẽ. Bắc Thiên Vương liền một mình xông tới. Mặc dù thực lực của Bắc Thiên Vương không bằng Diệp Lâm Quân. Nhưng là trưởng võ ở Trấn Thiên Điện. Cực kỳ khủng bố, anh ta xông pha vào đám cao thủ của ba môn phiệt lớn, giết đối phương không còn chút lực chống đỡ nào. Ngẫu nhiên có tên vò tới chỗ Diệp Lâm Quân, còn chưa kịp ra tay, liền bị Diệp Lâm Quân đánh bay ra ngoài. Hai người đối mặt với mấy trăm cao thủ vậy mà thành thạo điêu luyện. Trên mặt đất, xác người nhanh chóng giải đầy. Bắc An Vương, Độc Phương và những người khác đều choáng váng. Sức chiến đấu rốt cuộc tới cỡ nào? Đây đều là các cao thủ đứng đầu của ba môn phiệt đấy. Đám người Hoàng đế Tây Đường thì ngược lại không lấy làm kinh ngạc. So với trận chiến trên núi Cửu Long, trận này chỉ là cái mắt mũi Hoàng Mạnh Hùng, ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Bảo người của ông lên đi, Bắc An Vương hô. Lên cái khi mốc, cho Hoàng đế Tây Đường 100 cái lá gan, ông ta cũng không dám lên. Đồ vô dụng, hèn nhát, tự tôi lên, đau đâu, Bắc An Vương hô một tiếng. Người sau lưng liền tung đao Bắc An lên. Bùi, khi đao Bắc An được rút ra, trong nháy mắt, một luồng khí lạnh hủy thiên diệt địa xông tới. Bầu không khí chung quanh như đóng băng. Nghe đồn đao Bắc An được rèn luyện ở cực Bắc, đóng băng trọn vẹn 11 năm. Cây đao này một khi có người chạm vào, sẽ bị chết cóng vì hàn khí. Đao Bắc An không khác gì Viêm Long kiếm. Ông và tôi liên thủ đi, Độc Phương của môn phiệt Nam Hàn cũng lựa chọn ra tay. Hai người đều là người đứng đầu trong môn. Bắc lui ra, tôi tới. Diệp Lâm Quân bước lên trước một bước. Muốn chết, Bắc An Vương cầm trong tay đao Bắc An ầm ầm đánh xuống. Đao chưa tới, đã thấy lạnh cả người. Cây cối, đồng cỏ bên hồ Tây Tử đều nhanh chóng bị kết một tầng băng xương. Diệp Lâm Quân hoàn toàn bất động, cứ thế mà đón một đao kia. Khí lạnh đáng sợ xâm nhập vào cơ thể anh. Cả người Diệp Lâm Quân nhanh chóng bị đông cứng. Lông mày, tóc trên mặt đều đóng băng. Khí lạnh còn bay thẳng đến bên mặt hồ Tây Tử. Nước quanh hồ vậy mà cũng đóng băng. Có thể thấy được khí lạnh của cây đao này đáng sợ bao nhiêu. Trên mặt Bắc An Vương đều vẻ tươi cười. Diệp Lâm Quân không bị đao khí giết chết thì cũng bị hàn khí từ thân đao làm cho chết cóng. Am! Nào biết, một giây sau, trên người Diệp Lâm Quân bộc phát ra một sức mạnh đáng sợ. Quét sạch hàn khí. Âm! Đồng thời, Bắc An,
Vương cũng bị lực này làm bị thương, đánh bay ra ngoài, tôi tới. Độc Vương cũng vọt lên. Đương nhiên Độc Vương sẽ không dùng thủ đoạn thông thường. Ông ta sử dụng các loại độc cùng cổ trùng. Thời gian chỉ một hơi thở mà đã phóng mấy trăm loại về phía Diệp Lâm Quân. Đối phó với người khác ông ta chỉ cần một hai loại. Nhưng vì giết chết Diệp Lâm Quân, ông ta dùng hết cả vốn liếng. Có điều ngoài ý muốn chính là Diệp Lâm Quân không bị ảnh hưởng chút nào. Lần trước giải trừ cực độc của Điện Thái Hòa, cơ thể của anh đã trở thành bách độc xâm nhập. Lần này sau một trận chiến trên núi Cửu Long, cơ thể của anh liền mạnh hơn. Không còn e ngại với Độc Phương nữa. Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Lâm Quân trở mình dịch chuyển, một bàn tay đánh bay Độc Phương ra ngoài. Toàn bộ người ở đây đều lặng ngắt như tờ. Người đứng đầu hai môn phiệt mà cũng bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Rốt cuộc anh là loại quái thai gì? Đám người Hoàng đế Tây Đường vẫn bình tĩnh như cũ. Sau khi được chứng kiến trận trên núi Cửu Long, những thứ khác đều là trò trẻ con. Lúc này Hoàng Hải Bắc vội vã chạy tới. Sau khi Bắc An Vương và Độc Vương nhìn thấy ông ta thì trong mắt giấy lên hát vọng, anh Bắc, tứ đại môn phiệt đành nhờ vào anh, mau chóng giết chết Diệp Lâm Quân đi, mấy người hô lớn. Hoàng Hải Bắc nhìn bọn họ một cái, sau đó phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Lâm Quân. Hả? Gì đây? Cảnh tượng đột ngột này làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Cao thủ đệ nhất của môn phiệt Tây Đường lại quỳ trước mặt Diệp Lâm Quân. Rốt cuộc là sao? Quá điên rồi. Hoàng Hải Bắc là hy vọng duy nhất của bọn họ. Chủ nhân, tôi tới chết. Hoàng Hải Bắc nói. Diệp Lâm Quân cười, cũng được. Không tính là muộn. Chủ nhân, mấy người Bắc An Vương cũng nghi ngờ lỗ tai mình có phải có vấn đề hay không. Hoàng Hải Bắc lại gọi Diệp Lâm Quân là chủ nhân. Hoàng Hải Bắc, ông đang làm gì thế? Ông vứt hết mặt mũi của Tây Đường đi rồi à? Ông cũng sống đến 200 tuổi rồi, vậy mà lại quỳ xuống gọi một tên tiểu bối là chủ nhân. Bắc An Vương hô lên. Đúng, Hoàng Hải Bắc, ông mất hết cả sĩ diện rồi, những người khác cũng mắng. Các người đánh thắng được cậu ấy sao? Hoàng Hải Bắc hỏi. Chuyện này, tất cả đều ngây người ra. Đúng là không phải đối thủ của Diệp Lâm Quân. Mấy trăm cao thủ hạng nhất cũng không phải là đối thủ của Diệp Lâm Quân. Vậy thì đúng rồi, các người quá ngu, đoán chừng cháu của tôi đã nhắc nhở mấy người rồi. Hoàng Hải Bắc nói. Đám người đều nhanh chóng nhìn về phía Hoàng đế Tây Đường. Đúng vậy. Trước đó Hoàng đế Tây Đường một mực khuyên CN. Nói bọn họ không thể chọc vào Diệp Lâm Quân. Nhưng nào có ai tin? Đường Đường là tứ đại môn phiệt mà phải sợ à? Không thể nào. Cho nên môn phiệt Tây Đường từ lúc bắt đầu đã thuần phục dưới chân anh ta rồi. Bắc An Vương nghĩ đến gì đó, ngạc nhiên hô lên. Đúng vậy, bây giờ cậu ấy mới là chủ nhân chân chính của môn phiệt Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường giải thích. Cho nên khoảng thời gian trước, 100.000 người ở môn phiệt Tây Đường hành động là vì anh ta chứ không phải vì các người. Đúng, còn nữa chúng tôi không cần hành động lớn như vậy. Hoàng đế Tây Đường gật đầu. Độc Phương kinh ngạc nói, không thể nào, tôi thừa nhận anh ta rất mạnh, nhưng không đến mức để các người thuần phục chứ. Ngay cả Hoàng Hải Bắc đều nguyện ý gọi cậu ta là chủ nhân. Chẳng lẽ lời ông nói lúc này đều là sự thật? Anh ta chấm ans ta là nhất phũ kiên vương. Bắc An Vương liền hít vào một hơi lạnh. Cái gì? Người của tứ đại môn phiệt đều trở nên điên cuồng. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Sao lại là nhất phũ kiên vương? Ngài ấy đã chết rồi. Vẻ mặt của mọi người đều không tin. Diệp Lâm Quân cười, lấy ra một chiếc nhẫn. Nhẫn viêm long. Lại thêm thực lực khủng bố của anh. Không phải chính là nhất phũ kiên vương, người có thể một mình đánh bại nhóm cao thủ đứng đầu tứ đại môn phiệt sao? Còn có Diệp Lâm Quân và Nhất Phũ Kiên Vương đồng thời xuất hiện ở Tinh Quốc. Nhưng chỉ trở về một người. Đủ loại manh mối đều nói rõ. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc giải thích một lượt xong, tất cả mọi người đều tin. Thì ra Diệp Lâm Quân chính là Nhất Phũ Kiên Vương trong truyền thuyết. Theo lý mà nói thì tất cả các người đều phải chết, nhưng bây giờ tôi sẽ cho các người một cơ hội. Diệp Lâm Quân nói, tôi bội phục nhất chính là trận chiến trên núi Cửu Long. Vương gia, môn phiệt Bắc An chúng tôi nguyện ý dốc sức vì ngài. Bắc An Vương là người đầu tiên thuần phục Diệp Lâm Quân.
Môn Việt Nam Hàn chúng tôi cũng thân phục vương gia. Độc Phương và mấy người của môn Việt Nam Hàn cung quỳ trên đất. Môn Việt Đông Thiên cũng nguyện ý đi theo vương gia. Trong thời điểm này, môn Việt Đông Thiên có không phục cũng phải phục. Chúc mừng vương gia. Tứ đại môn Việt đều nắm trong tay. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc cùng nhau chúc mừng. Khóe miệng Diệp Lâm Quân nhếch ra ý cười. Kế hoạch ban đầu của anh chính là muốn thu vào tứ đại môn Việt. Được vậy thì như hổ mọc thêm cánh. Không nói những cái khác, chỉ cần cổ dược và y thuật cổ của tứ đại môn Việt được vận dụng trên chiến trường, cũng có thể bớt thương vong. Không ngờ lần này tứ đại môn Việt lại tìm tới cửa. Tứ đại môn Việt đầu hàng, lực lượng của Diệp Lâm Quân đã được tăng cường đáng kể. Không chỉ vậy, mọi người còn phải khuất phục những thế lực tiềm ẩn khác. Móc nối sức mạnh của họ thành một sợi dây vì Lạc Việt phục vụt. Diệp Lâm Quân cũng có kế hoạch tập hợp tất cả các thế lực đã lánh đời lại. Những chuyện này tứ đại môn Việt có thể đi làm được. Đương nhiên có một điểm quan trọng là thân phận của tôi và tin tức các người thuần phục tôi thì phải giữ bí mật. Ai để lộ ra ngoài, giết. Diệp Lâm Quân nhìn chằm chằm đám người. Giỏi. Đám người cùng nhau hô to. Vương gia, tôi có một chuyện không rõ. Là ai châm ngòi để cho chúng tôi giết ngài? Bắc An Vương hỏi. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết là có người châm ngòi ly gián. Đối thủ lần này rất mạnh, trận trên núi Cửu Long là do bọn họ bày kế. Đoán chừng các người chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Bởi vì nhận được nhiệm vụ nên tứ đại môn Việt hết sức ủng hộ. Cho nên Diệp Lâm Quân nói đơn giản là hạ liên minh báo thù. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chúng tôi nhất định phải báo thù rửa hận. Vương gia, liên minh báo thù không biết thân phận của ngài, cho nên bọn họ cho rằng lần này sẽ giết ngài. Nhưng chúng tôi đã thần phục ngài rồi, việc này cần sắp xếp thế nào? Bắc An Vương nói giá lo lắng của mình. Diệp Lâm Quân cười thần bí, rất đơn giản, nghe tôi sắp xếp. Bên ngoài nhanh chóng có tin tức nóng truyền ra, tứ đại môn Việt liên hợp thành một nhà. Sau khi trải qua bỏ phiếu đã quyết định Bắc An Vương là người đứng đầu. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Tứ đại môn Việt lại còn có thể thống nhất. Việc này... thật là đáng sợ tứ đại môn Việt thống nhất, ai có thể cản. Không chỉ có như thế, tứ đại môn Việt cần tích cực lôi kéo các gia tộc đã lánh đời khác. Thực lực còn đang tăng mạnh. Điều làm cho liên minh báo thù kinh ngạc nhất chính là Diệp Lâm Quân không chết. Chiều mượn đao giết người an bài lâu như vậy, kết quả anh ta không chết. Với cả tứ đại môn Việt còn thống nhất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc Long và Hắc Phương Hoàng đều giận muốn điên lên. Thủ lĩnh, căn cứ theo tin tức thì Hoàng đế Tây Đường ra sức bảo vệ Diệp Lâm Quân, đồng thời dâng tặng cho Bắc An Vương chức đứng đầu tứ đại môn Việt sau khi liên hợp để bảo vệ cho Diệp Lâm Quân. Hắc Long cả giận nói, Diệp Lâm Quân này đúng là quá may mắn, còn cần phải chúng ta tự mình ra tay sao? Thả ra tin tức tứ đại môn Việt thống nhất đương nhiên là Diệp Lâm Quân. Ngày sau, tứ đại môn Việt nhất định còn thống nhất hành động. Vì ngăn ngừa điều không may xuất hiện. Còn không bằng thả ra tin thống nhất. Như vậy có thể tránh đi phiền phức. Để Bắc An Vương thành người đứng đầu chủ yếu là khiến liên minh báo thù mất cảnh giác. Lấp liếm cho qua việc Diệp Lâm Quân không chết. Tin tứ đại môn Việt thống nhất vừa truyền ra, toàn bộ Lạc Việt đều sợ ngây người. Chuyện này trước nay chưa từng có. Tứ đại môn Việt liên hợp thì mạnh biết bao nhiêu. Tứ đại môn Việt là một lễ thống nhất, cử hành tại Giang Bắc. Nhiệm vụ này đương nhiên là rơi vào thân đám người Lý Hồng Thắng. Hai nhà Lý, Trịnh là kích động nhất. Thì ra bọn họ là môn Việt Tây Đường. Bây giờ trở thành tứ đại môn Việt thống nhất. Tương lai không có cách nào dự đoán. Tất cả mọi người đều tận tâm tận lực đến an bài lễ thống nhất. Bọn họ đem tất cả vốn liếng ra để xử lý lễ thống nhất. Dùng một tuần, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Sau đó là phát thư mời. Phát thư mời là quyền lợi của đám người Lý Hồng Thắng. Tôi quyết định không phát thư mời cho Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm, để bọn họ không có cách nào tham gia lễ thống nhất, Diệp Lâm Quân đừng hòng được cọ nhiệt với tứ đại môn Việt. Lý Hồng Thắng âm thầm cười một tiếng. Bây giờ quyền lợi của họ rất lớn. Người tham gia lễ thống nhất là do bọn họ quyết định. Đương nhiên người có thân phận cao thì họ không quyết được. Chỉ có thân phận thấp một chút thì họ mới được quyết định xem được đi hay không. Trong mắt bọn họ, gia đình Diệp Lâm Quân chính là thân phận thấp,
làm vậy liệu có khiến bà cụ không vui không? Có người hỏi. Lý Hồng Thắng cười nói, Lê Thống Nhất lần này, nhân vật đứng đầu của tứ đại môn phiệt sẽ tới. Nói như vậy, bà cụ cũng không có địa vị. Chúng ta không cho gia đình Lý Từ Nhiệm tới, bà cụ cũng sẽ không nói gì. Cũng đúng, cứ làm như thế lễ thống nhất sắp bắt đầu. Tuyên cáo tứ đại môn phiệt thống nhất. Toàn bộ các phú hào, nhân vật có máu mặt nhất ở Lạc Việt đều nhao nhao nhận được thư mời. Bọn họ vội vàng tới tham gia. Cơ hội tốt như vậy sao buông tha cho được, có điều danh sách có hạn. Hoặc là nói một tấm thư mời là vô giá, đám người Lý Hồng Thắng trong nháy mắt được dâng trái ngọt. Có mấy người thậm chí tiêu mấy chục tỷ chỉ để có một tấm thư mời. Có người đưa tới mấy căn biệt thự. Bọn họ sử dụng quyền lợi. Đưa thư mời cho bạn bè đồng học các loại. Được người quen thuộc chung quanh đều tâng bốc lên tận trời. Thì ra người bọn họ quen trong vòng tròn chỉ có thể coi là trung đẳng. Bây giờ tất cả đều là người trên người, loại lợi hại nhất. Nữ thân của Lý Hồng Thắng chỉ vì một tấm thư mời, mà chủ động mời anh ta một đêm tình xuân. Loại quyền lợi này khiến cho bọn họ đần lạc lối. Có điều bọn họ đều không quan trọng. Bởi vì bọn họ là một thành viên của tứ đại môn phiệt. Bây giờ liên hợp thống nhất, địa vị là càng được kéo lên cao. Lý Văn Chấn và Ngô Thị Lan thì mỗi ngày đều cười đến không ngậm được miệng. Mục tiêu cuộc sống, mục tiêu gia tộc không phải chỉ là như thế sao? Tất cả mục tiêu của bọn họ đều đạt được rồi, nhưng lại không biết người giúp bọn họ bay lên trời chính là Diệp Lâm Quân. Đúng rồi, các người có nghe không? Trước đó Diệp Lâm Quân đã đắc tội với tứ đại môn phiệt, họ đều muốn giết cậu ta. Là do ông Hùng nể mặt bà cụ nên mới bảo vệ cho cậu ta một cái mạng cho đói. Thật mẹ nhà nó đúng là sao chổi, ông Hùng lại còn xin tha cho nói. Còn chẳng phải sao, ông Hùng vì anh ta mà cầu tình. Chủ động bầu cho Bắc An Ý ưỡng một phiếu, nếu không hơn phân nửa số phiếu bầu cho người đứng đầu sẽ là của ông Hùng rồi. Lúc này bên trong môn phiệt Tây Đường, truyền ra một tin cực hot, Hoàng đế Tây Đường vì cầu xin cho Diệp Lâm Quân nên mới từ bỏ tranh đoạt chức trưởng đà. Bằng không, bọn họ sẽ là người mạnh nhất sau khi tứ đại môn phiệt thống nhất. Bây giờ môn phiệt Tây Đường đều phải xếp ở sau cùng. Tất cả đều trách Diệp Lâm Quân. Tôi vốn đang định cho cả gia đình Lê Nguyên tham gia lễ thống nhất, kết bạn với nhiều loại nhân vật, để trải đường về sau. Bây giờ xem ra không cần thiết. Bà cụ sau khi biết chuyện thì cũng giận tím mặt. Môn phiệt Tây Đường hẳn là hết lòng quan tâm giúp đỡ gia đình Lý Tử Nhiệm. Anh trai nhất định là nể tình tôi, mới cầu xin đám người Bắc An Vương tha cho. Bà cụ thở dài một tiếng. Bằng không. Nói không chừng Hoàng đế Tây Đường nhất định sẽ trở thành người cầm đầu tứ đại môn phiệt sau khi thống nhất. Bà nội, chúng cháu hiểu rồi. Cho dù bà có yêu thương Lý Tử Nhiệm nhưng cũng phải cho bọn họ một cái trừng phạt nho nhỏ. Cũng để cho bọn họ biết bà đã phải bỏ ra những gì. Những người khác đương nhiên rất nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tay Lý Tử Nhiệm. Bà cụ nói không cho chúng ta tham gia lễ thống nhất. Vẻ mặt của Lý Tử Nhiệm trở nên u sầu. Một cái lễ thống nhất sách có gì hay mà tham gia? Lý Tử Nhiệm sững sờ. Không thể tin nhìn Diệp Lâm Quân. Bây giờ Diệp Lâm Quân khôi phục được cơ thể rồi nhưng không có nghĩa là có tư cách không coi tứ đại môn phiệt vào mắt. Huống chỉ tứ đại môn phiệt thống nhất, lễ thống nhất này là hiếm thấy trên đời. Có bao nhiêu người vì một tấm thư mời mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán? Nói thật đây chính là bữa yến tiệc cao cấp nhất từ trước tới nay. Nhưng đến miệng Diệp Lâm Quân lại thành bữa tiệc nát. Lời này cũng có chút ngông cuồng quá. Bà nội vì trừng phạt chúng ta cho nên mới cố ý không cho cả nhà chúng ta tham gia. Những người khác đều có phần. Cũng không biết sao anh lại đắc tội với người của môn phiệt Bắc An. Để cho ông Hùng phải xin tha cho anh. Lý Tử Nhiệm thở dài. Diệp Lâm Quân nhìn cô hỏi, Lê Nguyên, em muốn tham gia lễ thống nhất à? Lý Tử Nhiệm ngẫm nghĩ, cũng không hẳn, chỉ là người bên cạnh đều tham gia. Chỉ có chúng ta không tham gia, nghe có vẻ hơi lạ. Vậy thì được, chúng ta sẽ đi tham gia. Cả mẹ và mấy người Nam Yến cùng tham ghi ớt Diệp Lâm Quân lập tức nói. Hả, Lý Tử Nhiệm ngẩn người. Nghi hoặc nhìn Diệp Lâm Quân. Lời này của Diệp Lâm Quân cũng tùy ý quá. Lễ thống nhất này muốn tham gia là có thể tham gia sao? Sao mà được chứ? Thư mời đều có hạn, mỗi một tấm đều phát ra rồi. Bây giờ có mua cũng không được.
Diệp Lâm Quân không chỉ muốn mình đi, còn muốn mang cả một đống người đi. Coi tứ đại môn phiệt là nhà mình à, muốn đến thì đến, em hỏi anh, không có thư mời, anh tham gia kiểu gì? Lý Tử Nhiệm hỏi. Diệp Lâm Quân cười, anh muốn vào thì vào, ai dám ngăn cản? Bắc An Vương, Hoàng đế Tây Đường, bọn họ dám nói một chữ không à? Cái lễ thống nhất này là do anh yêu cầu. Dùng để đánh lạc hướng liên minh báo thù. Dùng cách này thống nhất tứ đại môn phiệt, để mình sử dụng. Lúc đầu mấy người Bắc An Vương mời Diệp Lâm Quân tham gia, anh đã từ chối. Bây giờ anh lại muốn đi. Hai, Lý Tử Nhiệm nghe chỉ muốn cười lớn. Cô chỉ nghe qua sau khi tứ đại môn phiệt thống nhất, người đứng đầu là Bắc An Vương. Chứ đâu phải Diệp Lâm Quân. Người ta cản anh thì sao? Được rồi, sáng mai lễ thống nhất sẽ bắt đầu. Em thật muốn xem anh Lâm thế nào dẫn bọn em vào. Lý Tử Nhiệm cũng chỉ chất vấn, để Diệp Lâm Quân chứng minh. Được, ngày mai chúng ta sẽ tham dò. Buổi tối, Lý Tử Nhiệm cố ý phái người đón Chí Oánh, Chí Nam Yên tới Giang Bắc. Cùng nhau tham gia lễ thống nhất ngày mai. Ngày hôm sau, lễ thống nhất được cử hành ở biệt thự lớn nhất của Giang Bắc. Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt. Các cường giả cấp tông sư và cấp thần của môn phiệt Tây Đường được bố trí khắp nơi. Bọn người Lý Hồng Thắng phụ trách đứng ở cổng tiếp đãi quan khách. Thư mời là bọn họ phát ra ngoài, cũng do bọn họ kiểm tra phân biệt. Miễn cho có kẻ làm giả đi vào. Bọn họ đứng ở cổng, ốn ngực đứng thẳng, vẻ mặt kiêu ngạo. Bọn họ đã từng hèn kém như sâu kiến. Bây giờ đám nhà giàu thấy họ đều phải cúi đầu khom lưng. Loại cảm giác này quá vi diệu. Mục tiêu đứng trên đầu người khác của bọn họ đã hoàn thành. Hả, Lê Nguyên, y ác người tới đây làm gì? Còn có mẹ và em gái của Diệp Lâm Quân nữa. Lúc bọn họ thấy gia đình của Lý Tử Nhiệm đi tới, sắc mặt lập tức thay đổi. Chúng tôi tới tham gia lễ thống nhất. Lý Tử Nhiệm nói. Tham gia lễ thống nhất, bà nội không cho phép mày tham gia mà. Lý Hồng Thắng lạnh mặt nói. Chị tới tham gia cũng được, đưa thư mời Red. Trịnh Quân Nga nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng tôi không cần thư mời cũng có thể đi vào. Đám người sững sờ hỏi, ai nói? Ánh mắt của toàn bộ người hai nhà Lý Trịnh đều nhìn lại. Lý Tử Nhiệm trong nháy mắt đều cảm thấy áp lực. Hô hấp dồn dập. Tôi nói đấy, có vấn đề gì không? Lúc này, giọng nói của Diệp Lâm Quân lại truyền tới. Diệp Lâm Quân, anh to gan thật đấy. Đây là nơi mà mày tới được sao? Lý Hồng Thắng giận dữ nói. Sao tôi không tới được? Diệp Lâm Quân cười mỉa mai. Nơi này là địa điểm tổ chức lễ thống nhất của tứ đại môn phiệt, mày có thư mời sao? Lý Hồng Thắng hỏi. Không có. Không có thư mời, còn dám tới. Không có tư cách, cút mau. Đám người cả giận nói. Diệp Lâm Quân, nghe cho kỹ đâu, lần này danh sách khách mới cho lễ thống nhất có hạn. Với cả thư mời và chỗ ngồi đều do chúng tôi sắp xếp. Anh muốn vàng thau lẫn lộn à? Chuyện này không thể nào đâu. Muốn cọ nhiệt của tứ đại môn phiệt à, đừng mo. Sớm đẹp ý nghĩ này đi. Hơn 200 con mắt đều đồng loạt rơi trên thật Diệp Lâm Quân. Nghe đến đó, trên mặt Lý Tử Nhiệm đây vẻ khó xử. Chí Oánh và Chí Nam Yên cũng muốn trốn sang một bên. Mặt ai cũng nóng bừng lên. Cực kỳ xấu hổ hoàn toàn khác với trước kia. Đây là lễ thống nhất tối cao bậc nhất ở Lạc Việt. Toàn bộ ánh mắt của Lạc Việt đều tập trung ở đây. Thật sự là quá xấu hổ, các người đúng là tin Diệp Lâm Quân quá rồi, tưởng có thể giống như trước kia mang các người vào à. Bây giờ anh ta cũng đâu phải chiến thân Côn Luân, chỉ là một người bình thường, căn bản không có tư cách. Không sai, môn phiệt Bắc An có thù với anh ta, bà cụ cũng cực kỳ chán ghét, anh ta làm sao lại đến. Các người đúng là hồ đồ, bị Diệp Lâm Quân lừa rồi. Trịnh Quân Nga cười mỉa mai nói. Đám người Lý Tử Nhiệm muốn phản bác. Nhưng câu nào của Trịnh Quân Nga cũng đều có lý, đâm chúng vào chỗ đau của bọn họ. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Mẹ, em gái, chúng ta vẫn nên rời đi thôi. Lý Tử Nhiệm đang muốn kéo mấy người đi. Sao lại đi, không phải em muốn tham gia lễ thống nhất sao? Diệp Lâm Quân lập tức ngăn lại. Hạo Quân, em không muốn mọi người lại rơi vào cảnh khó xử. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, đi theo không kham nổi. Đoàn Lê Nguyện khó khăn nói xê nhô giữa ưng Hạo Quân nghe. Chị Oánh cũng nói, đúng đấy con trai, chúng ta về đi.
gây rối khiến mọi người khó xử cũng không tốt. Anh nghe bọn em về đi. Bọn em cũng không có hứng thú gì với cái Lê thống nhất này. Hạo Quân, chúng em tin anh nhưng mà chúng em không muốn tham gia. Chúng ta còn có chuyện khác. Đúng vậy, là do chúng ta không muốn tham gia, mau đi thôi. Mấy người Lý Tử Nhiệm vì muốn giữ mặt mũi cho Diệp Lâm Quân nên chủ động ôm hết cả. Người khác chê cười cũng sẽ chê cười bọn họ. Bọn họ muốn bảo vệ Diệp Lâm Quân. Người thật lòng yêu bạn sẽ nguyện ý vì bạn gánh chịu hết cả. Ha ha ha, thật sự là cười chết mất, hay cho câu không muốn tham gia. Các người có tư cách gì mà tham gia? Xấu hổ không, chỉ toàn nói mấy lời khoác lác. Lấy được thư mời ra, có thể tham gia lễ thì chúng tôi sẽ dập đầu với các người. Đừng nói quen với chúng tôi không gánh nổi các người. Lý Tử Nhiệm cúi đầu, nhanh chóng kéo Diệp Lâm Quân đi. Được, nếu mọi người không tham gia, anh cũng không tham gia. Diệp Lâm Quân quay đầu liếc đám người một chút, các người cũng đừng tham gia. Lễ thống nhất bỏ luôn đi. Diệp Lâm Quân có chút tức giận, gọi một cuộc điện thoại, nói cho bọn họ, hủy bỏ lễ thống nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Hồng Thắng cười đến nghiêng trái nghiêng phải. Một cuộc điện thoại của mày mà đòi hủy bỏ lễ thống nhất của tứ đại môn phiệt á. Không chỉ bọn họ, hơn trăm người ở đây cũng ôm bụng cười. Họ nhìn cả nhà Diệp Lâm Quân giống như nhìn một đám ngốc. Đây là lễ thống nhất của tứ đại môn phiệt đấy. Tôi cao bậc nhất của Lạc Việt. Đừng bảo chỉ một câu của anh, cho dù là người đứng đầu sau khi tứ đại môn phiệt thống nhất, Bắc An Vương cũng không được. Ông ta muốn hủy bỏ thì cũng phải tìm ba vị kia bàn bạc một chút. Diệp Lâm Quân đòi gọi một cuộc điện thoại mà đòi hủy. Đúng là nằm mơ bắt con tưởng bởi gia môn bất hạnh, mới nuôi ra cái thứ bại hoại này. Mọi người đừng chê cười. Được rồi, các vị cứ tiếp tục. Lý Hồng Thắng cười. Mọi người trong sân lại tiếp tục giao lưu. Họ coi cảnh tượng ban nãy là trò cười, nhanh chóng quên đi. Ngay lúc này, một nhóm người vội vàng chạy ra. Đều dừng lại hết cho tôi, chớ có vào. Người cầm đầu phân nộ quát. Sao vậy, đám người Lý Hồng Thắng đều hoang mang nhìn nhau. Người cầm đầu nói ra năm chữ, hủy bỏ lễ thống nhất. Lời này làm cho người ta kinh ngạc gần chết. Bầu không khí lập tức lặng ngắt như tờ. Trong ánh mắt của đám người đều là chấn kinh. Còn người còn lại, nuốt nước bọt, hít vào hơi lạnh. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy sợ đến choáng váng. Hủy bỏ lễ thống nhất, thật sự hủy bỏ. Một cuộc điện thoại của Diệp Lâm Quân khiến lễ thống nhất bị hủy thật rồi. Lý Hồng Thắng muốn điên rồi. Trương Phúc Long cũng tức phát điên. Trong mặt mọi người ở đây đều muốn rót ra ngoài. Chuyện này là thật, không thể tin nổi. Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa đi. Đoàn Anh Nguyệt và Trinh Quân Nga không thể tin nổi hỏi. Tôi nói hủy lễ thống nhất, nghe không hiểu tiếng người à. Vừa rồi Bắc An Vương tự mình hạ lệnh, hủy bỏ lễ thống nhất. Mọi người không cần vào bên trong nữa. Lúc này, đối với mấy người Lý Hồng Thắng mà nói hoàn toàn như tin sét đánh ngang tai. Lễ thống nhất đang yên đang lành, Bắc An Vương và đám người của Hoàng đế Tây Đường đều tới rồi. Sao nói hủy là hủy chứ? Cũng đâu xảy ra chuyện lớn gì, sao lại hủy? Vừa hay, Diệp Lâm Quân gọi một cuộc điện thoại liền hủy. Việc này nói không liên quan đến anh thì cũng không đúng. Lý Hồng Thái, Trương Phúc Long nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Tất cả đều có chung một ý tưởng, chẳng lẽ Diệp Lâm Quân vẫn ở đỉnh phong như cũ? Tuyệt đối phải. Cơ thể anh đã hồi phục. Thì thân phận chắc chắn cũng khôi phục. Nhưng cũng chỉ là một chiến thần côn luân, dường như không ra lệnh được cho tứ đại môn phiệt. Tứ đại môn phiệt có thể cho chiến thần côn luân mặt mũi, nhưng sẽ không nghe theo hiệu lệnh. Hẳn là chức vụ của Diệp Lâm Quân bây giờ còn cao hơn chiến thần côn luân. Muốn ra lệnh được cho tứ đại môn phiệt thì phải có thân phận gì chứ? Chẳng lẽ lại là... Ý nghĩ đáng sợ trong đầu vừa nảy ra. Đám người liền sợ đến cả người ướt sũng mồ hôi lạnh. Hai đùi đều run rẩy, răng cắn vào nhau cầm cập. Nếu quả thật như vậy thì cũng đáng sợ quá. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, hỏi xem tình hình thế nào. Rốt cuộc thì có liên quan đến Diệp Lâm Quân hay không? Làm tôi sợ muốn chết, phải nhanh chóng đi xác định. Mọi người đều bị dọa sợ. Khập khiễng chạy đi, cả người đều toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, Lý Tử Nhiệm nhận được một cuộc điện thoại.
Cái gì? Lễ thống nhất bị hủy? Thật sự bị hủy bỏ rồi? Lý Tử Nhiệm kinh ngạc lên tiếng, chậm rãi nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Chí Oáng và mấy người Chí Nam Yên cũng nhận được tin hủy bỏ. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Tất cả đều chờ một lời giải thích của Diệp Lâm Quân. Đây cũng khéo quái Diệp Lâm Quân vừa mới gọi điện thoại nói chuyện xong, lễ thống nhất liền bị hủy bỏ ngày sau đó. Chuyện này không thể không có quan hệ gì được. Ai cũng sẽ không tin y dù sao lễ thống nhất cấp bậc này sẽ không vô duyên vô cớ bị hủy bỏ. Sao anh làm cho lễ thống nhất hủy bỏ được vây? Cũng bởi vì một cuộc điện thoại, Lý Tử Nhiệm không thể tin hỏi. Những người khác cũng nhìn Diệp Lâm Quân, muốn biết đáp án ngay lập tức. Rất đơn giản, ngay cả nơi đó đều là của anh muốn nó không được tổ chức thì nó sẽ không được tổ chức, Diệp Lâm Quân nói. Anh nói không sai. Lễ thống nhất này là do anh đặt ra, ngay cả nơi tổ chức cũng là của anh. Anh muốn thế nào, chẳng phải cũng chỉ là một câu nói thôi hay sao? Lý Tử Nhiệm sững sờ. Lập tức cho người sang biệt thự thăm dò. Kết quả nhanh chóng được đưa tới. Khu biệt thự đó đúng là được sở hữu dưới tên Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh để hiếu ra. Sở dĩ Diệp Lâm Quân có thể hủy bỏ lễ thống nhất là vì anh không cho bọn họ sử dụng địa điểm. Có điều như vậy không sợ gặp nguy hiểm sao? Đây là tứ đại môn phiệt đó. Hạo Quân, anh nhất thời hòn rỗi có thể hiểu được, nhưng mà anh không sợ không cho tứ đại môn phiệt sử dụng địa điểm sẽ đắc tội với họ sao? Lý Tử Nhiệm lo lắng hỏi. Ngay cả bà nội bây giờ cũng không có quyền lên tiếng. Không sao, ai cũng không làm gì được anh cả, Diệp Lâm Quân cười. Lúc này anh nhận được điện thoại của đám người Bắc Hàn Vương. Bọn họ thương lượng một chút, vẫn cảm thấy lễ thống nhất nên tiếp tục tiến hành. Nếu không liên minh báo thù sẽ nghi ngờ. Diệp Lâm Quân nghĩ cũng đúng. Lỡ như để liên minh báo thù xin nghỉ, kế hoạch lần này coi như bỏ. Lễ thống nhất vẫn phải tổ chức. Được thôi, tổ chức thì có thể, nhưng chuyển nơi khác, lý do các người tự nghĩ. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Đã rõ, lập tức đổi địa điểm tổ chức lễ thống nhất. Ngoài ra tôi đô la é chọn người đi đón ngài. Bắc An Vương an bài tất cả. Diệp Lâm Quân cũng không từ chối. Người mà Bắc An Vương phái đi nhanh chóng tới đón cả nhà Diệp Lâm Quân tới địa điểm tổ chức lễ thống nhất mới. DLV và những người khác đều ngây ra, còn không hiểu việc này là sao. Làm sao cũng không ngờ tới, bọn họ được tham gia lễ thống nhất. Lúc này đám người Lý Hồng Thắng cuối cùng cũng hiểu được sự thật. Thì ra lễ thống nhất bị hủy bỏ là do đổi địa điểm. Thầy phong thủy mà tứ đại môn phiệt mời nói phong thủy của khu biệt thự này không tốt. Cần đổi chỗ khác. Cũng không có nguyên nhân khác, cũng không liên quan đến Diệp Lâm Quân. Chỉ là trùng hợp. Vẫn may không liên quan đến Diệp Lâm Quân. Không thì bị hù chết. Nếu như thật sự Diệp Lâm Quân đạt đến cấp bậc kia. Bọn họ sẽ không có quả ngọt để ăn. Mọi người chuẩn bị một chút, nhanh chóng chuyển tới địa điểm mới. Đám người Lý Hồng Thăng vội vàng rời đi. Mọi người hào hứng đi vào sân bãi mới. Xây dựng bảng tốc độ nhanh nhất. Sau đó để cho từng quan khách tham gia lễ thống nhất đi vào. Lý Hồng Thắng đi vào trong khu biệt thự mới. Lần nữa làm kiểm tra thiệp mời lúc này, đám người Lý Tử Nhiệm mới hiểu được, đây là địa điểm tổ chức mới. Thì ra Diệp Lâm Quân dẫn bọn họ tới nơi này. Lúc đang định hỏi thì đám người Lý Hồng Thắng đi tới. Vừa mới gặp bọn họ. Hả? Diệp Lâm Quân, Lý Tử Nhiệm, sao các người lại ở đây? Mấy người họ không thể tin nổi mà hỏi. Mọi người đều đật mình, sao mấy người kia lại tới rồi? Đương nhiên là tham gia lễ thống nhất. Diệp Lâm Quân nói. Sao có thể, các người có tư cách gì mà tham gia lễ thống nhất? Thư mời còn không có. Tất cả mọi người đều không tin. Chúng tôi đều tới rồi, còn cần thư mời gì chứ? Diệp Lâm Quân ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt trấn tĩnh. Nói bậy, sao mày có tư cách tham gia chứ? Lý Hồng Thắng giận đến đỏ mắt nói. Khóe môi Diệp Lâm Quân nở nụ cười, ngay cả lễ thống nhất tôi còn có thể quyết định hủy bỏ được hay không, chẳng phải là muốn tới thì tới, không muốn tới vẫn được mời tới hay sao? Mọi người ơi, có người không có thư mời mà vẫn đến, tham gia lễ thống nhất. Đột nhiên, Trịnh Quân Nga hô lớn. Mấy hộ vệ nhanh chóng tới đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ không có thư mời mà đòi vào.
Lý Hồng Thắng chỉ vào cả nhà Lý Tử Nhiệm. Hả, còn có chuyện này sao? Đúng là không coi tứ đại môn phiệt chúng ta ra gì. Đám bảo vệ nổi giận. Nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm và những người khác đều hoảng hốt. Có bà nội ở đây sẽ không bắt bọn họ. Nhưng nếu bị ném ra ngoài thì mất mặt cỡ nào. Bây giờ cũng có con rồi. Bé Quân cũng lớn như vậy. Đi theo ba mẹ lại bị mất mặt. Đây là điều cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô đang muốn chủ động rời đi. Như vậy vẫn còn chút mặt mũi. Tôi cứ ở đây, các người làm gì được tôi? Diệp Lâm Quân ôm bé Quân, cười lạnh nói. Dám khiêu khích tứ đại môn phiệt, vậy chỉ có thể ném anh dai. Mấy tên cao thủ liền ra tay với Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cũng không nương tay, mấy người đó nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Diệp Lâm Quân, mày điên rồi. Dám động vào tứ đại môn phiệt, chán sống rồi à? Thấy Diệp Lâm Quân ra tay, đám người Lý Hồng Thắng sốt ruột, lập tức hô to gọi nhỏ. Nhanh gọi viện binh tới, tôi không tin, anh mạnh nhưng có thể tới mức qua được toàn bộ tứ đại môn phiệt không? Tứ đại môn phiệt nhiều cao thủ như vậy, tôi xem anh chống đỡ kiểu gì? Thoáng chốc, toàn bộ sơn trang loạn cả lên. Rất nhiều cường giả cấp tông sư và cấp thần đều đang đuổi tới. Bao vây nơi này thành ba lớp trong ngoài. Người nào dám tới tứ đại môn phiệt khiêu khích, còn muốn làm loạn ở lễ thống nhất. Lúc này, đám người Lý Hồng Thắng liền nhao nhao. Cười cợt, tuyệt đối khiến cho Diệp Lâm Quân không chịu nổi. Đủ cho anh ta ăn một trận nhớ đời. Mấy người Lý Tử Nhiệm thì bắt đầu lo lắng. Lớn chuyện rồi. Diệp Lâm Quân vừa ra tay, tính chất vấn đề liền thay đổi hoàn toàn. Mấy người bên bà cụ cũng nhanh chóng tới trình diện. Chuyện tốt các người làm, ngày Euro à tôi cũng không khống chế được. Bà cụ thất vọng nhìn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân, lần này cậu chọc tới phiên toái rồi. Tứ đại môn phiệt là người mà cậu động vào được à? Đám người Ngô Thị Lan đều trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân. Dám khiêu khích tứ đại môn phiệt, phát hoại lễ thống nhất, bất kể là họ hàng nhà ai, chuyện này nhất định phải xử lý. Cường giả cấp tông sư đứng đầu lên tiếng, ánh mắt như rắn độc nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Khiến người ta cảm nhận được một tia rét lạnh. Cho các người 10 lá gan, các người có dám không? Diệp Lâm Quân cười. Hỗn láo. Ngông cuồng như vậy, không cho mày chút dậy bảo là không được. Đang lúc dương cung bạt kiếm, bên ngoài vòng vây vang lên tiếng quát đầy phẫn nộ. Sao vậy? Sao vậy? Là bốn người bên Bắc An Vương tới rồi. Nhanh nhanh, nhường đường, mau nhường đường. Đám người trở nên hoảng hốt, đứng sang một bên tạo thành đường. Sao lại đánh người một nhà vương của tứ đại một, phiệt cùng nhau xuất hiện. Tính cả chủ nhân thần bí nhất của môn phiệt Đông Thiên, Long Vương cũng tới. Chỉ có lễ thống nhất này mới có khả năng tập hợp bốn người họ lại. Thế gia phái ngước mặt trông lên. Sự tồn tại mà chiến thần cũng phải e ngại. Bốn người vừa tới. Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, ép khiến người ta không cách nào thở được. Mấy người Lý Hồng Thắng cũng bị dọa đến lập tức nhường chỗ. Diệp Lâm Quân, nhìn xem chuyện tốt mà anh làm chưa, kinh động đến cả bốn người rồi. Cứ đợi mà chờ chết đi. Lần này để tôi xem còn ai có thể cứu được anh. Mấy người Lý Hồng Thắng đứng qua một bên, trên mặt là vẻ cười trên nỗi đau của người khác nhìn Diệp Lâm Quân. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Lâm Quân tiêu rồi. Ngay cả bốn vị này cũng bị kinh động. Anh sẽ còn kết quả tốt gì? Có chuyện gì? Bốn người Bắc An Vương vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không ngờ tới lại là Diệp Lâm Quân. Mấy người vừa định hành động, Trương Phúc Long và Lý Hồng Thái lập tức nói, bẩm bốn vị đại nhân, người này, cũng chính là Diệp Lâm Quân, không có thư mời mà dám tới lễ thống nhất, anh ta tới là để khiêu khích, phá hỏng buổi lễ. Chính là anh ta. Anh ta chính là Diệp Lâm Quân, trước kia là chiến thần Côn Luân, ỷ có chút võ nghệ, mà đánh bị thương người của tứ đại môn phiệt. Vốn không coi tứ đại môn phiệt ra gì. Mấy người chỉ vào Diệp Lâm Quân hô lớn. Đám người Lý Tử Nhiệm thì vô cùng sốt ruột. Ngay cả cơ hội chen vào nói vài câu cũng không có. Bà nội, bọn họ nhìn về phía bà cụ cầu xin giúp đỡ. Chỉ thấy bà cụ quay đầu nhìn đi phía khác. Xem ra không định quản chuyện này. Vả miệng, giọng nói lạnh lùng của Bắc An Vương vang lên. Phong cách làm việc quyết đoán này của Bắc An Vương khiến cho đám người sững sờ. Có điều mấy người Lý Hồng Thắng thì cười vang.
Diệp Lâm Quân gặp phiền phức lớn rồi. Bắc An Vương cho người vả miệng. Lần này xem Diệp Lâm Quân có dám ra tay nữa không? Dám ra tay, chính là đối đầu với tứ đại môn phiệt. Cho nên, Diệp Lâm Quân đành phải ngoan ngoãn chịu một tát này. Mấy người Lý Tử Nhiệm đều lo lắng. Trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Lâm Quân bị vả miệng, là chuyện bị sỉ nhục cỡ nào? Không chỉ có thế, sẽ còn bị thương. Mấy người Lý Hồng Thắng đều cười trên nỗi đau của người khác, còn thiếu thúc giục thôi. Nghe được lệnh, một cường giả cấp tông sư bước nhanh lên. Một trận gió lớn gào thét đành vào toàn trường, khiến đám người theo bản năng lui về sau. Cường giả cấp tông sư vung một bàn tay lên, cuồng phong gào thét. Bốp, 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 liên tục bốn cái bạt tai, âm thanh chan chát vang vọng khắp toàn trường. Tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng. Mấy người Lý Tử Nhiệm thậm chí còn nhắm mắt lại. Ách ha! Một giây sau, một loạt tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Mọi người mở mắt ra nhìn, kinh ngạc trông thấy cảnh tượng trước mặt. Lý Hồng Thắng, Trương Phúc Long, Trịnh Quân Nga và Cao Văn Sinh, bốn người đều che lấy gương mặt toét máu, nằm trên đất gọi cha gọi mẹ. Bốn người mỗi người chịu một cái bạt tai, đau gần chết. Lại, nhìn Diệp Lâm Quân, vẫn ngồi yên ở vị trí đó. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chuyện gì vậy? Không phải vả miệng Diệp Lâm Quân sao? Sao lại thành đánh đám Lý Hồng Thắng rồi? Có phải nhầm rồi không? Việc này, không hợp lẽ thường. Thoáng chốc, ánh mắt của toàn bộ người ở đây đều nhìn về phía mấy người Bắc An Vương. Đều vì chuyện này mà nghi hoặc. Sao lại thế này? Người hoang mang nhất vẫn là đám người Lý Hồng Thắng. Việc này, ngay cả bà cụ cũng nhìn về phía đám người, chờ một lời giải thích. Vì sao lại đánh cháu trai, cháu gái của bà? Bắc An Vương, có phải ngài đánh nhầm người rồi không? Người gây chuyện là Diệp Lâm Quân mài thế nào lại đánh người một nhà rồi? Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Bắc An Vương. Đánh đúng rồi, đã sớm nên đánh các người. Người nói là Hoàng đế Tây Đường. Chúng tôi đã thấy Diệp Lâm Quân tiến vào biệt thự. Dù cho không có thư mời cậu ấy cũng có tư cách ở đây. Độc Phương Nam Hàn lạnh lùng nói. Mấy người kia liên nhao nhao gật đầu. Hả, tất cả mọi người đều nhao nhao sững sờ. Hả, thì ra Diệp Lâm Quân đến, mấy vị này đều biết. Đây là Diệp Long Vương, chủ nhân của môn phiệt Đông Thiên chưa từng thấy Diệp Lâm Quân, theo bản năng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao, mấy người Ngô Thị Lan muốn biết nguyên nhân. Vì sao Diệp Lâm Quân lại có tư cách ngồi ở đây? Các người đang chất vấn quyết định của chúng tôi à? Bắc An Vương sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm mấy người Ngô Thị Lan. Nháy mắt, bọn họ đều quỳ rạp xuống. Không dám, chúng tôi không dám. Kiểu này có ai dám chất vấn? Tùy cho cả nhà Diệp Lâm Quân tham gia lễ thống nhất. Có điều vẫn còn thấy tò mò. Rốt cuộc Diệp Lâm Quân đã làm gì, mới có tư cách tham gia buổi lễ? Chẳng lẽ anh thật sự có thân phận gì đáng sợ, khiến cho người đầu tàu của tứ đại môn phiệt phải e sợ? Nhưng rõ ràng Long Vương của môn phiệt Đông Thiên không biết anh. Đây cũng là sao, mấy người Lý Hồng Thái chỉ có thể ôm gương mặt máu me, nhìn một nhà Diệp Lâm Quân tham gia buổi lễ. Kế hoạch của bọn họ thất bại rồi. Nguyện vọng nhỏ của mấy người Lý Tử Nhiệm đã được thực hiện. Lễ thống nhất của tứ đại môn phiệt diễn ra thành công tốt đẹp. Mang ý nghĩa thống nhất tứ đại môn phiệt. Diệp Lâm Quân sẽ có thể cầm được nguồn lực mạnh mẽ này. Liên minh báo thù cũng theo đối sát sao tứ đại môn phiệt. Có thể nhìn ra điểm bất thường gì không? Tứ đại môn phiệt vậy mà cũng họp lại à? Thủ lĩnh Hắc Long hỏi. Nghe nói vệ binh Viêm Long tạo áp lực. Tứ đại môn phiệt vì muốn đối phó với vệ binh Viêm Long, cho nên mới cố ý hợp nhất. Tài liệu trong tay Hắc Phương Hoàng chính là nói như vậy. Loại giả thiết này không có bất kỳ tí vết gì. Vừa hay làm bọn chúng lơ là. Được, chỉ cần tứ đại môn phiệt, không tạo ra uy hiếp gì cho chúng ta là được. Lập tức, Hắc Long lộ ra vẻ hưng phấn, cô chuẩn bị xong ở Lạc Việt chưa? Sau đó sẽ là một món quà lớn của tôi. Hắc Phương Hoàng hiểu ý, cười một tiếng. Đây cũng là lần điên cuồng cuối cùng của bọn họ. Liên minh báo thù chuẩn bị làm cho Lạc Việt bị trọng thương lần cuối, sau đó rời đi hoàn toàn. Hắc Hổ, Hắc Lang và mấy người khác đều không hiểu, thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, rốt cuộc là món quà lớn gì? Hắc Long cười lạnh, thứ tôi chuẩn bị à, Hắc Phượng Hoàng,
cô nói cho bọn họ nghe đi. Có nghe qua về ngũ long của Lạc Việt chưa? Sau khi Hắc Long Di, Hắc Phương Hoàng cùng bọn họ nói rõ. Đương nhiên có nghe qua, ngũ long của Lạc Việt là năm kỳ tài đẹp đẽ đáng kinh ngạc nhất của Lạc Việt. Cũng là sức chiến đấu của Lạc Việt, là bọn họ đã nâng tầm giới võ đạo của Lạc Việt lên cao, bỏ xa các quốc gia khác. Đối với các thế lực lánh đời như tứ đại môn phiệt mà nói, cũng là truyền thuyết. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy, vốn không tìm được người nối nghiệp ngũ long. Đủ thấy bọn họ mạnh cỡ nào. Nói như vậy, có được ngũ long của Lạc Việt chính là nước lớn, nếu có 4-5 người như ngũ long của Lạc Việt, chính là nước lớn siêu cấp thế giới. Đây cũng là sự khủng khiếp của họ. Đối với truyền thuyết ngũ long của Lạc Việt, Hắc Hổ, Hắc Lạng quả thực là hạ hút thành văn. Nhưng các người có biết vì sao ngũ long biến mất không? Mấy chục năm chưa từng có sự tồn tại của bọn họ không? Hắc Phương Hoàng đột nhiên hỏi. Hắc Lang và những người khác nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Tôi nói cho các người biết vậy. Hắc Hổ và những người khác nhìn chằm chằm Hắc Phương Hoàng. Chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nào đó. Đó là vì ngũ long bị thương, bị giam trong ngục. Sau khi Hắc Phương Hoàng đưa ra câu trả lời, mấy người Hắc Hổ đều kinh ngạc. Sao có thể, ngũ long có chiến lực mạnh nhất, sao lại bị thương? Chứ đừng nói đến việc bị giam trong ngục. Đúng vậy, tứ đại môn phiệt đã được tôi luyện gần 100 năm, nhưng lại không luyện được một người kế thừa ngũ long. Tôi không tin có ai có thể làm họ bị thương. Chưa kể còn có nhà tù có thể giam giữ bọn họ. Mọi người đều tỏ vẻ ngờ vực. Hắc Phượng Hoàng cười nói, quả thực với sức chiến đấu như vậy, không ai có thể thương tổn bọn họ, ít nhất loại tồn tại như vậy chưa từng xuất hiện, nhưng nếu như ngũ long tự giết lẫn nhau thì sao? Hả, nghe vậy, đôi mắt của đám Hắc Hổ liền sáng lên. Ngũ long tự giết nhau. Có điều đây là lý do duy nhất giải thích cho việc ngũ long bị thương. Ngũ long của Lạc Việt theo thứ tự là Đông Yêu, Tây Phật, Nam Đế, Bắc Ma và Trung Quân. Đông Yêu, người ta đồn rằng gã đã từng nuốt một con rồng nhỏ và sở hữu dòng máu của rồng thân, sức mạnh rất đáng sợ. Tây Phật, là một nhà tu hành khổ hạnh, tu vi bất khả chiến bại. Đao thương bất nhập, đạn pháo không nát. Nam Đế, xuất thân trong một gia tộc đế vương cổ đại, võ công thần bí, sâu không lường được. Trung Quân, đã từng là quân thần trong giới quân đội của Lạc Việt. Là linh hồn của đội quân trong tâm trí của hàng nghìn binh lính. Đó là huyền thoại mạnh nhất trong quân đội. Bắc Ma, nguồn gốc thật bí ẩn, không có bất kỳ ai biết trước đó. Giống như biệt danh của gã, giống như một con quỷ, một cỗ máy giết người đáng sợ nhất. Theo truyền thuyết, ngũ long của Lạc Việt có sức mạnh ngang nhau, không phụ thuộc vào nhau, nhưng trên thực tế 4 người có chiến lực tương đương, chỉ có Bắc Ma là mạnh nhất. Mấy người Hắc Hổ không nói gì. Lắng lặng nghe Hắc Phương Hoàng kể chuyện. 5 người này tuy được xưng là ngũ long, nhưng bọn họ không có chút giao du với nhau. Cho đến một ngày, vợ của Bắc Ma bị Lạc Hạ giết chết một cách thê thảm. Đám người sững sờ. Bị dọa đến phát run. Bắc Ma bị ép phát điên, hóa thành cỗ máy giết người, gặp người giết người. Trở thành tai họa lớn của đất nước. Mặc dù Lạc Việt đã cử nhiều người đến để ngăn cản gã nhưng điều đó cũng không có ích gì. Gã quá mạnh, rơi vào đường cùng, Trung Quân đã được cử đến để ngăn chặn gã ta, nhưng Trung Quân cũng bị đánh bại. Cuối cùng, Lạc Việt đã yêu cầu Đông Quỷ, Tây Phật, Nam Đế và Trung Quân hợp lực. Với vòng vây dày đặc và nhiều thiết kế bẫy khác nhau, cuối cùng Lạc Việt đã bắt được Bắc Quỷ trong trận chiến kinh hoàng ở nước ngoài. Tuy nhiên 4 người còn lại trong ngũ long cũng phải trả một cái giá vô cùng đau đớn, 4 người đều biến thành phế vật, đến nay vẫn không tung tích. Nhưng điều kinh khủng nhất là Bắc Quỷ không bị thương chút nào, chỉ là bị bắt và nhốt vào ngục thôi. Đám Hắc Hổ hít vào một hơi lạnh. Điều này là quá đáng sợ rồi. Một người đấu với 4 người còn lại của ngũ long, 4 người đều bị đánh thành tàn phế, còn gã lại không có việc gì. Điều quan trọng nhất là Lạc Việt đã phái hàng 100.000 người đến hỗ trợ và đặt nhiều loại bẫy khác nhau, lại chỉ bắt được gã vào lúc gã yếu nhất. Quá mạnh rồi. Nghe đồn là vệ binh Viêm Long muốn lấy lòng Bắc Ma để sử dụng gã. Bắc Ma không chịu nên mới giết chết vợ của gã. Đó là lý do vì sao Bắc Ma hận Lạc Việt thấu xương. Đoàn chừng còn hận hơn các thành viên trong liên minh báo thù chúng ta. Hắc Hổ nuốt một ngụm nước bọt, vậy nếu như thả Bắc Ma khỏi ngục, thì chính là một tai họa khủng khiếp đối với Lạc Việt. Hắc Phương Hoàng gật đầu, thủ lĩnh sẽ phóng thích gã. Không thể tin được kêu lên.
sự điên cuồng cuối cùng mà thủ lĩnh nói à thả, Bắc Ma. Thế thì khủng khiếp quá, gã là cỗ máy giết người đáng sợ nhất trong lịch sử đó. Bây giờ một khi Bắc Ma ra ngoài, gã nhất định sẽ trả thù Lạc Việt, đến lúc đó ai trong Lạc Việt có thể khống chế gã chứ? Đúng vậy, bốn người còn lại trong Ngũ Long đều thành kẻ vô dụng, ai có thể ngăn cản gã? Bắc Ma bất khả chiến bại, không ai có thể khống chết. Ha ha ha, tôi đã tưởng tượng đến khi Lạc Việt bị rơi vào tình cảnh hoảng loạn. Thật sảng khoái. Vệ binh Viên Long, các người không ngờ Bắc Ma lại có thể được thả ra đúng không? Các thành viên của Liên minh báo thù đều trở nên hưng phấn, vẻ mặt điên cuồng. Đây chẳng phải chính xác những gì họ muốn sao? Trước khi đi, vứt cho Lạc Việt một tai họa không cách nào ngăn trở được. Sức mạnh của Bắc Ma. Ngay cả bản thân họ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắc Phương Hoàng mỉm cười, nếu như Nhất Phũ Kiên Vương vẫn còn, có lẽ còn có thể ngăn cản. Thật đáng tiếc. Vừa nhắc tới Nhất Phũ Kiên Vương, ánh mắt của mấy người Hắc Hổ cũng thay đổi. Vị kia đúng là người khủng khiếp. Có bao nhiêu người đã bị đánh bại trong trận chiến núi Cửu Long? Nếu anh ta còn sống, anh ta có thể ngăn chặn Bắc Ma. Đáng tiếc anh ta đã chết. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của thủ lĩnh. Mọi người hoảng sợ nói. Đúng vậy, mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của thủ lĩnh. Trước tiên diệt trừ Nhất Phũ Kiên Vương, làm Lạc Việt tổn thất. Sau đó thả Bắc Ma, để không ai có thể khống chế Bắc Mét đối với Bắc Ma, Lạc Việt sẽ không có biện pháp gì. Hắc Phương Hoàng cười. Phó thủ lĩnh, nhưng là Bắc Ma đang ở trong tù, sao Lạc Việt có thể thả ra chứ? Đây là nghi vấn của mọi người. Phải tốn không biết bao nhiêu sức lực mới bắt được, sao có thể tùy tiện thả ra? Đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà các người cũng không biết là Bắc Ma được hốt trong nhà tù nào ở Lạc Việt. Hả? Mọi người đều sửng sốt. Hắc Phương Hoàng giải thích, bởi vì với thực lực của Bắc Ma, rất khó để giết chết gã. Hơn nữa, rất có thể gã sẽ vượt ngục. Các nhà tù lớn ở Lạc Việt không tự tin rằng có thể giam giữ được Bắc Ma, vì vậy Bắc Ma đã bị nhốt trong nhà tù quỷ đáng sợ nhất ở Châu Đông Phương. Đó là nhà tù truyền thuyết mà chưa từng có tù nhân nào ra ngoài được. Hắc Hổ hít sâu một hơi. Ừ, đúng vậy. Nhà tù quỷ, bí ẩn nhất ở Châu Đông Phương là nơi giam giữ những tù nhân hung ác nhất của Châu Đông Phương và trên toàn thế giới. Một khi những tù nhân này bị đưa vào nhà tù này, họ sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Cho đến khi chết, các lính canh của ngục ác ma Châu Đông Phương cực kỳ nghiêm ngặt, hơn 300 năm nay chưa có ai trốn thoát thành công. Vậy nên giam giữ Bắc Ma trong ngục ác ma đó là an toàn nhất. Tương đương với việc Bắc Ma cả đời này không thể ra ngoài. Hắc Phương Hoàng gật đầu. Bây giờ, thủ lĩnh đang tốn một cái giá rất lớn để đạt được thỏa thuận với ngục ác ma, muốn thả Bắc Ma Red. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong lịch sử của ngục ác ma chưa từng có người nào ra ngoài được. Không biết, thủ lĩnh phải trả cái giá gì mới có thể khiến bọn họ đồng ý thả Bắc Ma ra ngoài. Hắc Phương Hoàng mỉm cười, đây là sức mạnh của thủ lĩnh. Thủ lĩnh có thể làm được những gì người khác không làm được. Bây giờ thủ lĩnh đã đến nhà tù ác ma để đón Bắc Mai chúng ta lẳng lặng chờ đợi là được. Đến lúc đó, hãy xem Lạc Việt có thể dùng gì để chặn Bắc Ma. Liên minh báo thù cực kỳ mong đợi chuyện này. Bắc Ma nhanh chóng xuất thế, tạo nên kiếp nạn nhân gian. Ở nơi sâu nhất vùng biến phía bắc của Châu Đông Phương, quanh năm lạnh giá. Có một cấm địa không tồn tại trên bản đồ. Nơi mà các nhà hành hải, nhà mạo hiểm có chết cũng không chịu tới. Bởi vì nơi này có một lồng giam kiên cố nhất ở Châu Đông Phương. Nhà tù mạnh nhất ở Châu Đông Phương trị giá 1 triệu tỷ và mất cả trăm năm để xây dựng. Nhà tù này được xây dựng ở độ sâu của biển băng, độ cao 1.000 mét so với mực nước biển. Nhà tù kín khí khổng lồ được làm bằng hợp kim cứng nhất trên thế giới, không có cách nào bị phá hủy. Khả năng phòng thủ của nhà tù đã đạt đến mức cấp 10. Có 100.000 vệ binh được vũ trang mạnh mẽ canh gác ở đây quanh năm. Thậm chí những vũ khí tối tân nhất trên thế giới cũng được lắp đặt. Còn có một tàu sân bay phía trên nhà tù. Không ai trốn thoát kể từ khi xây dựng cái lồng giam này trong hơn 300 năm này. Mỗi tù nhân trong đó đều là một sự tồn tại khiến Châu Đông Phương và cả thế giới khiếp sợ. Tội phạm cũng được chia thành nhiều cấp độ. Tù nhân hạng thường bị truy nã quốc tế. Tù nhân cấp SS có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thế giới. Tù nhân cấp SSS sẽ mang lại thảm họa cho thế giới.
Tù nhân cấp SSS là tù nhân có cấp bậc cao nhất trong các nhà tù ở nhiều quốc gia khác nhau và mỗi quốc gia ước tính có nhiều nhất một hoặc hai tù nhân. Điều đáng sợ là có trên 100 tù nhân cấp SSS ở trong nhà tù quỷ. Đây chắc chắn là nhà tù mạnh nhất ở châu Đông Phương. Điều kinh hãi nhất là có một tù nhân cấp SSSS trong nhà tù quỷ. Gã là điều cấm kỵ đối với thế giới. Nhà tù quỷ được mệnh danh là 18 tầng địa ngục. Tên như ý nghĩa, ngục giam bị chia thành 18 tầng địa ngục. Càng xuống thấp, tội phạm bị giam giữ càng khủng bố hơn. Chỉ có một tù nhân bị giam giữ ở tầng 18 của địa ngục, và đó là Bắc Ma. Tù nhân cấp SSSS duy nhất ở châu Đông Phương. Dược hàng nghìn tù nhân cấp SSS công nhận là đại ma vương cấp SSSS. Cũng chính thức được ngục quỷ thừa nhận là vua mạnh nhất trong hơn 300 năm nay. Có một câu nói trong nhà tù quỷ, trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng vào, một là mặt trời và hai là Bắc Ma. Bởi vì gã quá mạnh, hệ số nguy hiểm của gã vượt qua tất cả tội phạm, cho nên mới được định nghĩa là tù nhân cấp SSSS, nhốt ở tầng thứ 18. Hôm nay, nhà tù này chưa từng có ai đi ra ngoài, nhưng bởi vì một người đã phá vỡ quy tắc. Đó chính là Bắc Ma. Loảng xoảng. Tầng 18 của nhà tù, sau khi cánh cửa đặc biệt lạnh lẽo mở ra. Một người đàn ông mặc áo đen chậm rãi bước ra ngoài. Không có xiềng xích trên người gã. Vì trong ngục giam, không ai có thể vây được gã. Trong những năm qua, gã đều tự do ra vào nhà tù hàng ngày, thậm chí thỉnh thoảng ra khỏi nhà tù để có không khí. Đối với tầng thứ 18 của nhà tù, nó trở thành một trò cười đối với gã ta. Hắc Long, thủ lĩnh của Liên minh báo thù tới đón gã. Hôm nay là ngày mà gã rời khỏi ngục quỷ. Cung tiễn Bắc Meo. Cung tiễn Bắc Meo. Giờ phút này, người trong 18 tầng địa ngục đều thành kính làm tư thế vái chào, trong miệng hô to danh xưng. Trong nhà tù lạnh lẽo, những tên tội phạm này đã nhìn vị thần trong lòng họ bằng ánh mắt điên cuồng và kinh hãi. Đưa tiễn vua của các vị vua trong nhà tù quỷ với lễ nghỉ đưa tiễn cao nhất của họ. Sau khi đến tầng 1, người quản giáo của nhà tù quỷ, biệt danh là Diêm Vương Địa Ngục, đã chờ sẵn với hơn 100 người. Euro ó hàng chục tên tội phạm mặc đồng phục lao động gần đó, họ là đại diện của hàng trăm tên tội phạm SSS và hàng ngàn tên tội phạm bên dưới SSS. Bắc Ma, sau này tổ chức sát thủ mạnh nhất châu Đông Phương sẽ vì ngài phục vụ. Bắc Ma, sau này tổ chức sát thủ mạnh nhất châu Đông Phương sẽ vì ngài phục vụ. Trước khi bước vào, nhà tù ma quỷ, những người này hoặc là vua giết người hoặc hoàng đế đánh thuê, họ mời Bắc Ma tiếp quản tổ chức của họ. Người cuối cùng là một ông già, tóc bạc, tuổi xế chiều. Ông ta hưng phấn nắm tay Bắc Ma, chỉ cần ngài nhận tấm thẻ này, một phần mười của cải của châu Đông Phương sẽ về tay ngài. Trước khi lão già này vào tù, được mệnh danh là Bill Gates của thế giới ngầm châu Đông Phương. Sự giàu có của ông ta không thể tả nổi. Bắc Ma nhận lấy từng cái. Những thứ này không có ích gì trong nhà tù quỷ, nhưng lại có công dụng lớn đối với thế giới bên ngoài nhà tù. Đặc biệt là Hắc Long đã nói với gã ta về kế hoạch. Trả thù Lạc Việt một cách điên cuồng. Những người này, còn cả của cải vật chất sẽ là sự giúp đỡ lớn nhất đối với gã. Gã không cần phải phiền muộn về việc Lạc Việt sẽ bắt anh ta một lần nữa. Đây là sự thật gã đã nhận ra trong tù. Gã ta mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc gã ta cũng chỉ có một mình. Đơn thương độc mã, cuối cùng bị hãm hại. Trong tay gã nắm giữ những lực lượng khác, chuyện cần làm sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Gã có thể là bất khả chiến bại. Quản giáo Diêm Vương nhìn Bắc Ma với vẻ mặt phức tạp. Nhà tù quỷ của anh ta có thể giam được mọi thứ trên đời Rie, nhưng không thể chứa ô ố máy giết người trước mặt. Bởi vì anh ta biết, những năm này trong ngục giam, thực lực của Bắc Ma không ngừng tiến bộ. Nếu gã ta muốn rời đi, gã thực sự có thể rời khỏi nhà tù ma quỷ từ lâu rồi. Chỉ là gã đang chờ cơ hội. Giờ đã đến lúc, gã sẽ ra đi. Số hiệu 0000, ngục quỷ, phê chuẩn rời ngục. Diêm Vương tuyên bố, lần này Bắc Ma ra ngoài, thanh danh của ngục quỷ sẽ bị tổn hại rất lớn. Nhưng anh ta có thể làm gì? Anh ta đã đạt được một thỏa thuận với Hắc Long. Sở dĩ anh ta đồng ý cho Bắc Ma rời đi. Đó là bởi vì anh ta biết rằng nhà tù quỷ không thể giam giữ được gã ta. Còn không bắt thuận tay đẩy thuyền, làm giao dịch với Hắc Long. Rầm rầm,
cánh cửa địa ngục trong nhà tù quỷ có thể chứa vũ khí hạt nhân từ từ mở ra. Kể từ thời điểm Bác Ma bước ra khỏi cổng, huyền thoại chưa từng có ai ra khỏi ngục quỷ đã tan tành. Trên biển, mấy chiếc tàu chiến hạm đang trôi lơ lửng. Bác Ma hít thở sâu một hơi. Đi nhanh về phía đám người Hắc Long ở đối diện. Đại nhân Bác Ma, chúc mừng ngài đã đi ra. Hắc Long mỉm cười. Ừ. Bác Ma lên tiếng. Khi Hắc Long biết được rằng Bác Ma đang sở hữu của cải dồi dào và cả tổ chức sát thủ đánh thuê hùng mạnh nhất. Đây quả thực như hổ mọc thêm cánh. Lần này, Lạc Việt lấy gì ngăn cản gấp? Đại nhân Bác Ma, nếu như cần, liên minh báo thủ tùy thời chờ lệnh lơ. Và con đường phía trước đã được trải xong, ngài cứ việc đi làm. Hắc Long ở một bên nói. Bác Ma nhìn về phía xa xăm, tôi đã biết. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với bốn người còn lại trong ngũ long? Bác Ma hỏi. Sau cuộc chiến với ngài năm đó, bốn người bọn họ đều trở nên vô dụng, từ đó biến mất không thấy tăm hơi. Đến bây giờ cũng không có tin tức. Sau này cho dù khôi phục lại, thực lực của bọn họ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Bác Ma phất tay, không sao cả. Cho dù bốn người họ có đỉnh phong thế nào tôi cũng không sợ, trong mấy năm này ở nhà giam, tôi đều mạnh lên từng giờ từng phút. Bây giờ, tối thiểu tôi cũng phải mạnh gấp 3 lần trở nên. Hắc Long và những người còn lại đều hít vào hơi lạnh. Hồi đó, bốn người trong ngũ long liên hợp lại mới bắt được Bác Ma. Bây giờ còn mạnh gấp 3 so với khi đó. Vậy còn ai có thể chống đỡ được? Ha 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 ha. Hắc Long điên cuồng cười. Tình hình tốt hơn nhiều so với dự kiến. Mọi bước đều vượt ra ngoài kế hoạch của ông ta. Ngay cả ông trời cũng đang giúp ông ta. Vốn dĩ, Hắc Long chỉ muốn dùng sự điên cuồng cuối cùng để lại cho Lạc Việt một rắc rối lớn. Nhưng bây giờ có vẻ như đây không chỉ là rắc rối. Việc này có thể khiến vệ binh Viêm Long phải đi tới con đường diệt vong. Bởi vì không ai có thể ngăn cản Bác Ma, nhưng chúng ta vẫn phải thận trọng, đề phòng vệ binh Viêm Long ẩn chứa siêu năng lực nào đó, chẳng hạn như đột nhiên xuất hiện Nhất Vũ Kiên Vương. Hắc Long ở bên cạnh nhắc nhở. Bác Ma tỏ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, không sao đâu. Bốn người bọn họ đều không phải kẻ thù của tôi, còn ai ở Lạc Việt này có thể làm gì được tôi chứ? Bác Ma đang khiêu khích, không để Lạc Việt vào trong mắt. Tất nhiên là gã ta có vốn liếng này, năm đó gã đã có, chứ đừng nói đến hiện tại. Hắc Long nói, đại nhân Bác Ma, tôi đã thu xếp mọi chuyện thay ngài. Vậy nên sau đây, ngài chỉ cần hành động theo kế hoạch của tôi. Tôi cam đoan là Lạc Việt sẽ phải trả một cái giá đau đớn. Đôi mắt lạnh lùng của Bác Ma đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hắc Long. Ban đầu ở sâu trong biển băng, nhiệt độ rất thấp. Nhưng vào lúc này, Hắc Long cảm thấy cực kỳ lạnh lão. Như thể rơi xuống biển cả vạn mét. Đừng tưởng rằng tôi không biết ông đang suy nghĩ gì trong đầu. Ông hao phí tâm sức trả một cái giá đắt như vậy chính là muốn lợi dụng tôi để đối phó Lạc Việt. Tôi muốn báo thù Lạc Việt, không sai. Nhưng tôi không bao giờ nghe lời người khác, ai dám ra lệnh cho tôi giết kẻ đó. Lời cảnh cáo của Bác Ma khiến Hắc Long toàn thân lạnh lẽo. Gã quá mạnh, chiến tướng đứng sau lưng Hắc Long, đeo mặt nạ sư tử đen. Thực lực của anh ta có thể đứng trong top 5 của liên minh báo thù. Anh ta khinh thường nhìn Bác Ma, cảnh cáo, xin hãy chú ý đến giọng điệu trong lời nói của mình. Đây là thủ lĩnh của liên minh báo thù, tưởng mình là cái gì rồi? Trong liên minh báo thù, không có nhiều người hiểu rõ về Bác Ma. Cảm thấy rằng sự nổi tiếng của anh ấy lớn hơn sức mạnh của anh ấy. Người không phục cũng nhiều. Người đeo mặt nạ sư tử đen chính là một trong số đó. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Bác Ma, anh ta nhịn đã lâu rồi. Anh không phục tôi. Bác Ma bỗng nhiên để mắt tới mặt nạ sư tử đen. Đương nhiên không phục. Mặt nạ sư tử đen cũng phẫn nộ nhìn Bác Ma. Dâm. Đột nhiên, trong mắt Bác Ma tỏa ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Vẫy tay một cái. Một luồng lực lượng hấp thụ kinh khủng phát ra, mặt nạ sư tử đen lập tức bị hút ở trước mặt gã. Ngay cả khi mặt nạ sư tử đen rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hút này một chút nào. Nó giống như một lỗ đen, nuốt chửng mọi thứ. Mà mặt nạ sư tử đen hét lên thảm thiết. Nhiều lỗ máu xuất hiện khắp cơ thể anh ta, máu bắn tung tóe. Máu thịt của anh dần biến mất, để lộ xương. Bị anh hút tươi. Cuối cùng mặt nạ sư tử đen chỉ còn lại hài cốt, mặt nạ và quần áo.
nhìn thấy mà giật mình. Được chứng kiến trực tiếp, thành viên của Liên minh báo thì đều sợ đến choáng váng. Bao gồm cả Hắc Long. Sức chiến đấu của Bắc Ma đơn giản là đáng sợ, mặt nạ sư tử đen là chiến tướng trong top 5 của toàn bộ liên minh. Vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Tình cảnh thê thảm như vậy. Những người khác nhao nhao cúi đầu. Không dám nhìn vào Bắc Ma. Danh tiếng của Bắc Ma quả nhiên xứng với thực. Là đại ma vương tuyệt đối không thể chọc vào. Còn có ai không phục không? Bắc Ma nhìn về phía đám người. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi người. Tất cả mọi người đều không có bất cứ gì nghị, đại nhân Bắc Ma, vừa rồi tôi lỡ lời, thật xin lỗi. Tôi nguyện ý tuân theo sự an bài của ngài, chỉ cần ngài có chỉ thị, bất cứ lúc, hào tôi cũng có mặt. Hắc, Long cũng nhận sai, ừ, vậy nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nhìn Bắc Ma lên chiến hạm. Tất cả mọi người đều được thở phào một cái. Ha ha, tôi thích. Hắc Long lại lộ ra một nụ cười. Bắc Ma càng mạnh càng tốt. Lạc Việt càng không thể chống đỡ được. Bắc Ma cũng không tiến về Lạc Việt ngay, mà là ở các vùng khác nhau của Đông Phương Châu. Gã muốn tích hợp các nguồn lực do bọn tội phạm trong nhà tù cung cấp cho mình. Bắc Ma là một kẻ khôn ngoan. Biết đám người của Liên minh báo thù không đáng tin cậy. Nhất định phải dựa vào chính mình. Chỉ có nắm quyền trong tay, gã mới không phải lo lắng. Sau khi ra khỏi nhà tù, Bắc Ma như thể đã biến mất. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, sóng yên biển lặng. Bởi vì ngục quỷ và liên minh báo thù đã niêm phong tin tức nghiêm ngặt, Lạc Việt hay thậm chí cả thế giới đều không biết về việc Bắc Ma được thả ra khỏi nhà tù. Diệp Lâm Quân bên này vận dụng hết tài nguyên tra ra tin tức về các thành viên trong liên minh báo thù. Lực lượng của tứ đại môn phiệt vừa gia nhập, rõ ràng hiệu suất cao lên không ít. Gần đây, không có tin tức gì từ liên minh báo thù sao? Diệp Lâm Quân phát hiện gần đây liên minh báo thù có vẻ quá im ắng. Theo lý mà nói, sau khi diệt trừ Nhất Phú Kiên Vương xong, sẽ phải tiếp tục lầm ra một loạt hành động công kích Lạc Việt. Không có khả năng yên tĩnh như vậy được. Tạm thời không có động tĩnh, thậm chí có thể nói bọn họ đang giấu, đoán chừng đang ấp ủ âm mưu gì đó. Tây Thiên Vương nói, Diệp Lâm Quân xoa xoa Thái Dương, yên tĩnh trước cơn bão, bọn chúng nhất định là đang chuẩn bị ra hành động lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn chúng chuẩn bị bỏ chạy, đây là lần điên cuồng cuối cùng của bọn chúng. Tây Thiên Vương gật đầu, đúng là như vậy. Hoàng tử Vincent đã trao cho họ 18 hòn đảo và một mảnh đất thuộc địa. Bọn chúng hẳn nên chạy trốn khỏi Lạc Việt. Chính là như vậy, bọn họ muốn chạy trốn. Ước chừng trước khi rời đi, bọn họ sẽ ra tay lớn nhất. Vừa tấn công Lạc Việt, để bọn họ thoát khỏi Lạc Việt một cách êm thấm. Toàn bộ đám người nhìn Diệp Lâm Quân. Điện chủ, hành động điên cuồng sau cùng của bọn chúng sẽ làm gì? Ước chừng lần này bọn chúng sẽ trực tiếp tấn công Lạc Việt. Tiêu diệt Lạc Việt đến mức lớn nhất. Đúng vậy, lần trước đối phó với ngài là vì muốn làm suy giảm sinh lực và nhuệ khí của Lạc Việt. Lãn công kích lần này sẽ triển khai đúng tính hủy diệt với Lạc Việt. Mọi người đều đồng ý với tuyên bố của Diệp Lâm Quân. Trong mắt Diệp Lâm Quân lộ vẻ sắc bén, nếu đã như vậy, có nghĩa là Lạc Việt đã gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi. Thậm chí có khi còn phải chủ động xuất kích. Tuy nhiên, điện chủ, chúng tôi mới chỉ xác nhận được một nửa số thành viên của liên minh báo thù, còn những người khác vẫn đang được xác định. Đặc biệt là danh tính của boss lớn thì hoàn toàn không thể xác định được. Nếu như tự tiện hành động, nói không chừng sẽ đánh rắn động cỏ. Đã quá muộn, một khi liên minh báo thù tấn công, chúng ta sẽ phải chịu một tổn thất to lớn. Truyền lệnh của tôi, các bộ tập kết chờ lệnh, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Tứ đại môn phiệt xuất ra tất cả chủ lực tùy thời nghe lệnh. Đêm đó, Diệp Lâm Quân đã tập hợp tất cả lực lượng có thể tập hợp được. Chỉ còn chờ đợt phản công cuối cùng của Liên minh huyền thoại. Nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng không yên. Bởi vì không biết hành động của Liên minh báo thù là gì. Nhất là khi biết đây là hành động điên cuồng sau cùng. Liên minh báo thù chắc chắn đã sẵn sàng cho một làn sóng lớn. Việc này khiến người ta càng thêm đau đầu. Trong trường hợp dự đoán sai, hoặc kiểm soát không tốt. Vậy thì Lạc Việt sẽ nguy. Dân chúng cũng sẽ gặp nạn theo. Diệp Lâm Quân sẽ chết vì áy náy, không đúng. Liên minh báo thù sẽ không bao giờ ngừng hoạt động. Diệp Lâm Quân vội vàng, gọi mọi người lại. Không thể nào,
bọn chúng nhất định đã có hành động. Trước mắt những người kia chúng ta không khống chế được sao? Diệp Lâm Quân hỏi. Nhân vật quan trọng nhất chính là thủ lĩnh của Liên minh báo thù, Hắc Long. Mặc dù trong lúc theo đối sát sao SPS, chúng ta đã phát hiện tung tích của ông ta, nhưng bóng dáng của ông ta thoát ấn thoát hiện, vốn không bắt giữ được. Hầu như chúng tôi có thể kiểm soát những người khác, nhưng ông ta là người duy nhất không thể Tây Thiên Vương trả lời. Đó là vấn đề. Chúng ta không thể nắm bắt được tung tích của thủ lĩnh Liên minh báo thù. Ông ta mới là bộ não thực sự của Liên minh báo thù. Chúng tôi chưa nắm bắt được thông tin là nhân vật nào thực sự khống chế tình hình. Diệp Lâm Quân hít sâu một hơi. Tuy rằng chúng ta có chuẩn bị, nhưng không biết đối phương sẽ tấn công như thế nào. Đây chính là lớn tai họa ngầm lớn nhất, và tôi lờ mò cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một đêm này, Diệp Lâm Quân mất ngủ. Anh cảm nhận được áp lực. Cứ như trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Ở một nơi nào đó trong kinh thành, trong trụ sở tạm thời của Liên minh báo thù. Hắc Long và SPS đang chờ thủ lĩnh tập trung một chỗ. Bên Hắc Ma còn chưa có hành động sao? SPS hỏi. Sẽ có ngay, trong khoảng thời gian này, gã đang tập hợp lực lượng. Đồng thời, gã yêu cầu bọn chúng đi đầu hành động, để chúng ta di chuyển lực chú ý, gã sẽ bất ngờ tái xuất tấn công, hoàn toàn đánh tan Lạc Việt. Hắc Long cười nói. Hả, thế mà Bắc Ma lại sử dụng chiến thuật. Mọi người đều là sững sờ. Năm đó Bắc Ma một thân một mình, giết tới giết lui ở Lạc Việt. Bên cạnh chưa từng có người đi theo chứ nói chỉ là dùng mưu kế. Mấy năm nay, gã phải hiểu được một mình chống đỡ là không được. Hắc Long cười nói. Chính xác thì chúng ta cần làm gì? SPS các thành viên trong liên minh báo thù đều không thể chờ đợi thêm nữa. Nghe lệnh tôi. Rạng sáng bắt đầu hành động. Rạng sáng là lúc mà người ta mệt nhọc nhất. Đột nhiên trên khắp Lạc Việt, liên minh báo thù bắt đầu hành động. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Các cuộc tấn công hủy diệt đã được phát động vào một số căn cứ và phòng thí nghiệm quan trọng. May mắn thay, Diệp Lâm Quân đã đề phòng trước. Lần đầu ngăn cản, giảm được tổn thất lớn. Ở Giang Bắc, Dưỡng Hạo Quân cũng nhận được tin tức. Cảnh Nam có địch. Cảnh Đồng có địch. Bộ của tôi đã ngăn cản. Toàn lực truy đuổi. Bộ của tôi cũng vậy. Đây cũng là sớm làm công tác chuẩn bị. Gần như mỗi lần đều nhận tổn thất lớn. Chiến quả một ngày này đơn giản là lớn liên minh báo thù tổn thất nặng nề. Nhưng về cơ bản tất cả những người do Diệp Lâm Quân bố trí đều bị lộ. Bởi vì tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào liên minh báo thù. Bọn họ vừa xuất hiện, vậy mà lại bị bại lộ hoàn toàn. Ngoại trừ Trấn Thiên Điện và Tứ Đại Môn Phiệt những người khác đều bị nhìn ra, điện chủ, cuối cùng bọn chúng không nhìn được hành động rồi. Mọi người nhao nhao lộ ra ý cười. Điều cốt yếu là họ đã chuẩn bị trước. Để kẻ địch không có kẽ hở mà chen vào. Diệp Lâm Quân lại cau mày, không đúng. Không thích hợp. Vì sao lại không thích hợp? Mọi người nhao nhao nhìn lại. Đây không phải là phong cách của liên minh báo thù. Nếu đây là sự điên rồ cuối cùng của liên minh báo thù, chúng sẽ dùng mọi thứ để tiêu diệt chứ sẽ không bao giờ là một mớ hỗn độn nhỏ như vậy. Diệp Lâm Quân phân tích. Cũng đúng, cuối cùng vẫn không có đợt sóng lớn, đâu không phải phong cách của bọn họ. Nhưng động thái lớn thực sự là gì? Mọi người đều khó hiểu. Tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Diệp Lâm Quân vò đầu. Nhưng ngay sau đó, có người chạy vào hét lớn, không ổn, việc lớn không tốt. Diệp Lâm Quân và những người khác đều cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Một linh cảm xấu nổi lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Lâm Quân và những người khác lập tức đứng dậy. Địch bất ngờ tấn công đồng thời các căn cứ số 3, số 4, số 7, số 11, số 15 và số 19, thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, cửa của bốn nước lớn cũng gặp phải khiêu chiến. Bốn người bảo vệ biên giới lần lượt bị thương. Phòng tuyến thứ nhất đã bị đánh bại. Ngoài ra, các điệp viên và cao thủ của chúng ta bị lộ do hoạt động của liên minh báo thù đã phải chịu một đòn nặng nề từ phía bên kia. Tổn thất thật nặng nề. Kinh hãi nhất là phòng thí nghiệm ngự long và phòng thí nghiệm ngự hổ đã bị phá hủy. Công kích của đối phương quá ác liệt. Không thể ngăn cản, bây giờ trận thế hoàn toàn bị phá vỡ. Người tới nói lại từng việc đã xảy ra cho đám người Diệp Lâm Quân nghe. Ngạc nhiên. Ai cũng giật mình. Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta vẫn đang theo dõi sát sao liên minh báo thù à?
làm sao bọn chúng có thể đột ngột tấn công? Diệp Lâm Quân liền nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Có vẻ như không phải đến từ liên minh báo thù, họ đến từ nước ngoài, hầu hết họ là lính đánh thuê và tổ chức sát thủ. Nhưng cường giả của họ như mây, thế không thể đỡ. Thủ lĩnh của bọn họ quá mạnh, một mình đánh dụng ba tuyến phòng ngự. Quả nhiên, cuộc tấn công của liên minh báo thù là một chiêu bài. Chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta, để nhóm người này có thể bất ngờ thực hiện các động tác giết người. Sự điên cuồng cuối cùng của liên minh báo thù quả nhiên nhờ viện trợ bên ngoài. Chúng không phải là nhân vật chính thực sự là những người này. Sự điên cuồng sau cùng đã tới rồi. Diệp Lâm Quân vò đầu bứt tai. Cuối cùng vẫn là không bảo vệ tốt. Tiếp theo, chúng ta chỉ có thể giảm tổn thất càng nhiều càng tốt, sau đó tiêu diệt kẻ thù. Mau tìm ra đây là ai, sau đó huy động toàn bộ sức mạnh có thể huy động để ngăn cản bọn họ. Ngoài ra, cử người theo dõi liên minh báo thù. Vào lúc này, chúng sẽ chạy trốn. Chúng ta không được để chúng sống sót thoát khỏi Lạc Việt. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Lần này, bất kể đối thủ là ai, anh đều sẽ bị nhổ tận gốc. Anh đang tức giận. Hiện tại, nhóm người này đã tiến vào Lạc Việt, nhưng dấu vết vẫn không truy cứu được. Không ai biết được bọn họ sẽ tấn công ở đâu trong đợt tiếp theo. Tây Thiên Vương đã kích hoạt Skynet để kiểm tra dấu vết của những người này. Ngay khi có tin tức, hãy thông báo ngay cho. Tôi sẽ tự mình ra tay. Các cao thủ của Trấn Thiên Điện và Tứ Đại Môn Phiệt chờ lệnh, đây là con át chủ bài của chúng tết. Tinh, thần chiến đấu của Diệp Lâm Quân đang sục sôi. Vừa hay, gặp tổn thất. Thứ hai, đối phương rất mạnh. Điều này khiến thần kinh của anh căng cứng. Lúc này, Lạc Việt, thậm chí là cả thế giới đều sôi trào. Bởi vì tin tức rằng các căn cứ và phòng thí nghiệm chính bị ảnh hưởng nặng nề đã lan truyền. Không ai dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Hải ngoại sôi trào, chưa bao giờ thấy Lạc Việt lại lâm vào cảnh khốn cùng thế này. Đầu tiên là Nhất Phũ Kiên Vương ngã xuống. Ngay sau đó xảy ra chuyện lớn như vậy. Đúng là sảng khoái. Nhưng đối với Lạc Việt, chính là tai kiếp nặng nhóm người này quá mạnh. Căn bản ngăn không được. Bốn khu bảo vệ biên giới đều bị thương. Bọn chúng đã tiến vào Lạc Việt. Ai biết được loại động thái lớn nào sẽ có trong bước tiếp theo. Điều quan trọng nhất là bây giờ thậm chí không biết kẻ thù là ai. Đây là điều khủng khiếp nhất. Vệ binh Viêm Long cũng sử dụng nguồn lực và sức mạnh để điều tra. Nhưng đều không có kết quả. Hiện tại quá căng thẳng, lòng người hoảng loạn. Mọi người đều căng như một cái lò xo nén. Đột nhiên vào lúc này, một đoạn video được phát hành. Nội dung của video cũng rất đơn giản. Lạc Việt, Bắc Ma ta đã trở lại rồi đây. Bắc Ma, một từ ngữ xa xôi mà xa lạ. Thậm chí đương thời không có mấy ai biết. Cũng chỉ có những thế lực lánh đời trong tứ đại môn phiệt là có thể biết một chút. Đó là Bắc Ma của Ngũ Long Lạc Việt. Ngũ Long của Lạc Việt giống như bệnh đậu mùa, sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng Bắc Ma là kẻ mạnh nhất trong số đó. Năm đó bốn người còn lại của Ngũ Long phải hợp tác, khó khăn lắm mới bắt được gã ta. Tất nhiên vẫn phải sử dụng nhiều bẫy và chiến thuật khác nhau cộng với hàng trăm nghìn người hỗ trợ. Trên thực tế, sức chiến đấu của Bắc Ma ít nhất cũng ngang tay với bốn người còn lại của Ngũ Long. Thậm chí có thể nói rằng Bắc Ma ở trên bốn người còn lại. Ngũ Long của Lạc Việt là căn bệnh. Nhưng người này còn mạnh hơn cả bốn vị kia hợp lại. Điều này đơn giản là khủng khiếp. Người cũng như tên. Gã ta giống như một cơn ác mét. Sự xuất hiện của gã ta là một thảm họa. Khi từ Bắc Ma xuất hiện, nhiều thế lực tiềm ẩn khác nhau của Lạc Việt và các tổ chức vệ binh Viêm Long hoàn toàn sôi sục. Người người đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao hít vào một hơi lạnh, áp lực chưa từng có dâng lên đầu. Mọi người đều biết rằng Bắc Ma hồi đó mạnh cỡ nào, giết thiên hủy địa, không ai ngăn nổi. Từ biên giới phía nam của Lạc Việt, tất cả các con đường về phía đông, và sau đó đến châu Đông Phương. Tình thế hoàn toàn không ai ngăn được. Gã ta là hiện thân của thảm họa ô, phải mất bao nhiêu nhân lực và vật lực mới bắt được gã ta. Điều khủng khiếp là thậm chí Lạc Việt còn không có một nhà tù nào có thể giam giữ gã ta. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể bị gửi đến ngục quỷ. Để gã vĩnh viễn không thể ra ngoài. Nhưng gã lại ra rồi. Hiện tại đã khẳng định,
Bắc Ma quả thực đã từ ngục quỷ địa rồ mới mấy ngày trước. Những hành động trong hai ngày này, cũng là do Bắc Ma làm. Vệ binh Viêm Long đã nhận được tin tức chính xác. Mọi người nhao nhao hít vào một hơi lạnh. Vị đại ma đầu này xuất thế rồi. Ai còn có thể kiềm chế được gã? Điều đáng sợ nhất là bốn người còn lại của Ngũ Long đã sớm thân tàn lui về ở ẩn, về cơ bản họ đã bị phế trong trận chiến đó. Đây là tin tức đã được vệ binh Long Viêm xác thực. Ngũ Long của Lạc Việt không thể tham gia vào cuộc chiến. Điều này có nghĩa là không ai có thể ngăn cản Bắc Ma. Năm đó biện pháp duy nhất có thể nghĩ tới chính là bọn họ. Bây giờ Bắc Ma đã trở lại, xung quanh còn dẫn theo một đám cao thủ. Lại thêm việc hợp tác với liên minh báo thù, như vậy để đối phó với Bắc Ma lại càng thêm khó khăn hơn. Đây là ngày tận thế của Lạc Việt sao? Gã quá mạnh, ai còn có thể ngăn cản gã chứ? Đột nhiên tất cả mọi người đều khựng lại. Nghĩ tới một người, Diệp Lâm Quân. Một trận chiến trên núi Cửu Long, đẩy anh lên một tầm cao chưa từng có. Tìm tới tìm lui, xem ra cũng chỉ có Diệp Lâm Quân mới đánh được với Bắc Ma một trận. Euro ó điều cho dù Diệp Lâm Quân có biểu hiện vô địch, đáng kinh ngạc. Nhưng mọi người vẫn không coi trọng anh. Dù sao, Bắc Ma mang cho người ta cảm giác sợ hãi xâm nhập lòng người. Đây chính là kết cục cả cơn bạo bệnh. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm bốn vị còn lại trong Ngũ Long kia để hỏi thăm, không chừng bọn họ lại có diệu kế gì. Đúng là có thể, mặc dù họ lui về ở ẩn, nhưng cũng hiểu rõ nhất về Bắc Mai. Vệ binh Viêm Long phái mấy người đi tìm bốn vị còn lại trong Ngũ Long. Sau khi video của Bắc Ma vừa xuất hiện, lúc bắt đầu mọi người còn hoang mang. Nhưng dần dà, sự tích của Bắc Ma truyền khắp. Mọi người đều biết Bắc Ma đáng sợ như thế nào. Toàn Lạc Việt, không có ai để ngăn cản gã. Nếu như Nhất Phú Kiên Vương còn sống thì tốt. Đúng, nếu Nhất Phú Kiên Vương, tôi tin ngài ấy có thể đánh bại ác ma. Dân chúng bắt đầu hoài niệm về Nhất Phú Kiên Vương. Nhưng điều mà ai cũng không ngờ tới là Nhất Phú Kiên Vương vẫn còn sống. Đừng nhắc tới, tôi nghe nói. Dù Nhất Phú Kiên Vương có sống thì cũng vô dụng. Ngài ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Bắc Meo, nhưng nếu Nhất Phú Kiên Vương còn sống thì vẫn còn hy vọng. Hiện tại có thể tìm người thứ hai đối phó Bắc Ma sao? Im lặng, các gia tộc đều không ai lên tiếng. Trong thời đại này, không có ai có thể chiến đấu với Bắc Ma cả. Điều kinh khủng nhất là sau khi nghe tin Bắc Ma ra tù, vệ binh Long Viêm và những người chủ của các tổ chức lớn ở Lạc Việt đều sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn. Chỉ cần nghe tên thôi là đã thấy sợ hãi rồi. Đây là chỗ khủng khiếp của Bắc Mai, có ai nguyện ý xuất chiến không? Đội Long, đội Phượng, đội Lang, và các tổ chức khác dưới trướng Viêm Long. Muốn thành lập một đội cảm tử, đi đối kháng với Bắc Ma. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều trầm mặc. Không ai nguyện ý xuất chiến. Đối mặt với Bắc Ma, lòng tự tin cũng mất. Tất cả mọi người đều bị sa vào sự sợ hãi do Bắc Ma chỉ phối. Ngay cả vệ binh Viêm Long cũng thế. Chứ đừng nói đến những người khác. Vừa nghe đến cái tên Bắc Ma này, tất cả mọi người đều bị dọa đến chân như mềm nhũn ra. Chứ đừng nói chỉ đến việc đối đầu với gã. Bây giờ Bắc Ma đã nằm trong tay tổ chức sát thủ và lính đánh thuê mạnh nhất châu Đông Phương, lại có liên minh báo thù hiệp trợ. Mang lại sự sợ hãi to lớn cho mọi người. Không chỉ riêng bọn họ. Dù là SSB, Bắc An Vương, những người này vừa nghe đến tên Bắc Ma ra ngục cũng đều kinh sợ. Bọn họ đều coi Ngũ Long Lạc Việt là thần. Chứ nói chỉ đến việc Bắc Ma là người mạnh nhất trong số đó. Bọn họ hao tốn hết tài nguyên đến bồi dưỡng người nối nghiệp Ngũ Long, nhưng không ai hiểu rõ Bắc Ma mạnh cỡ nào so với bọn họ. Người nối nghiệp gã căn bản không đào tạo ra nổi. Sự mạnh mẽ của gã không cách nào phục chế. Bên trong một sa mạc lớn ở cảnh Bắc, có một căn cứ Thiên Sơn. Đội quân Tu La do Chân Hữu Đạo dẫn đầu đang cảm trại tại đây. Vừa rồi họ đã bị công kích mãnh liệt và bị tổn thất nặng nề. Có điều may mà vẫn giữ được chỗ này. Đại ca, trước mắt chỉ bên đội quân Côn Luân là còn tốt. Những chỗ khác đều bị thương rồi. Nhất là bên chiến thần Phản Thắng Nam. Không khá hơn chúng ta chút nào. Thất Sát thống kê tình hình thương vong và tình hình chiến đấy của các căn cứ khác. Nhất định phải giữ vững cho tôi, nếu không Trần Hữu Đạo tôi, thân là chiến thần Côn Luân không chống nổi người này. Trần Hữu Đạo hô lớn. Căn cứ Thiên Sơn, địa thế hiểm trở,
bọn họ dựa vào địa thế còn có thể thủ. Có tung tích của Bắc Ma không? Trần Hữu Đạo hỏi. Bởi vì sau khi Bắc Ma tuyên bố trở về, cuối cùng không có xuất hiện nữa. Ngược lại là thủ hạ của gã xuất hiện ở rất nhiều nơi. Tạm thời các nơi đều chưa có tung tích của Bắc Ma. Có người đoán Bắc Ma sẽ tới kinh thành. Sẽ không xuất hiện ở cảnh Bắc. Phá Quân nói rất chắc chắn. Hy vọng bọn họ sớm tìm được cách đối phó với Bắc Ma. Gã là ma, chúng ta là người, căn bản không ứng phó được. Thân là một thành viên của môn phiệt Bắc An, Trần Hữu Đạo cũng cực kỳ sợ hãi Bắc Ma. Gã vượt quá xa người bình thường. Rầm rầm. Đúng lúc này, chim muông tan tác, tiếng gào thét chọc trời. Một luồng áp lực khủng khiếp xông tới, tất cả mọi người đều cả thấy ngột ngạt, hô hấp dồn dập, đặc biệt không thoải mái, cả người không được tự nhiên. Khiến cho tâm tình tiêu cực xông lên đầu. Thậm chí có xúc động muốn tự sát. Dường như cả thế giới đều hóa thành hai màu đen trắng. Sự xuất hiện của Bắc Ma khiến đất trời như biến sắc, để thế giới này giống như trở thành một đống đổ nát. Đó chính là điều mà trong lòng mọi người đều rõ. Gã giống như một thiên thần nắm quyền sát phạt. Gã xuất hiện, mọi người trong mắt gã đều bé nhỏ, chẳng khác gì một con kiến. Bao gồm cả các chiến thần thân kinh bách chiến như Trần Hữu Đạo. Trước căn cứ Thiên Son, một bóng người màu đen chậm rãi bước tới, sau lưng còn dẫn theo một đám người. Bắc Ma tới rồi. Am, khi nhìn thấy bóng dáng cô độc đó, đầu Trần Hữu Đạo như muốn nổ tung. Gã thực sự xuất hiện ở cảnh Bắc, mà không phải kinh thành. Dự đoán của mọi người đều siêu Bắc Ma vốn không có ý định tấn công kinh thành. Tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi. Là thành viên trong môn phiệt, Trần Hữu Đạo hiểu rõ Bắc Ma đáng sợ như thế nào hơn bất kỳ ai khác. Nhưng Thất Sát và mấy người phá quân phía sau đều không hề sợ hãi. Lão đại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ căn cứ Thiên Son. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ vang danh khắp Lạc Việt và cả thế giới. Đúng vậy, trấn giữ căn cứ Thiên Sơn trong tay Bắc Ma, truyền ra ngoài uy phong biết nhường nào. Ba người Thất Sát còn đang mơ mộng, thì sắc mặt của Trần Hữu Đạo đã tối sầm lại. Vẫn muốn giữ, vấn đề bây giờ là có giữ được không? Vấn đề bây giờ là đội quân Tu La có mấy ai có thể sống sót trở về. Nhưng đội quân Tu La không thể lùi bước, anh không thể lùi, đội quân Tu La đâu? Trần Hữu Đạo hét lên. Cót đội quân Tu La cùng nhau hô lên. Thề chết cũng phải canh giữ nơi này. Trần Hữu Đạo giơ tay và hô lên. Chúng ta chiếm cứ khu đất cao, địa hình, muốn xuyên thủng phòng tuyến cũng không dễ dàng như vậy. Khóe miệng Trần Hữu Đạo nhếch lên một nụ hung hãn. Chỉ trong giây tiếp theo, giữa đám đông đột nhiên vang lên một trận kinh hô. Người đâu? Không thấy người đâu nữa. Mọi người lần lượt nhìn về phía trước. Bắc Ma rõ ràng khi nấy vừa mới đơn thương độc mã xuất hiện ở đây, bây giờ lại không nhìn thấy nữa. Gã ta biến mất trước mắt hàng nghìn người. Không hay rồi, Trần Hữu Đạo kinh hãi. Lát sau anh có cảm giác giống như bị con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào mình. Da đầu tê dại, mồ hôi lạnh túa ra. Bắc Ma xuất hiện trong số họ. Đột nhiên có một tiếng hét thất thanh vang lên, xoay lại nhìn, đội quân Tu La thương vong nặng nề, Một mình Bắc Ma dễ dàng xuyên thủng hàng phòng thủ. Thuộc hạ của Bắc Ma ào ào kéo đến như sóng trào. Bắt lấy gấp, cơ hội tốt để lập công. Ba người Thất Sát giống như mãnh hổ sổng chuồng lao tới. Chỉ là ba người bị đánh bay ra ngoài, ngay cả một chiêu của Bắc Ma cũng không tiếp được. Ánh mắt Trần Hữu Đạo toát ra một luồng khí lạnh, tuyệt đối không thể rút lui. Thà chết cũng phải trấn giữ nơi này. Đám nhãi danh, các người trấn giữ nổi không? Bắc Ma xuất hiện trước mặt Trần Hữu Đạo, tấn công anh ta. Trần Hữu Đạo nôn ra máu, bay ngược ra ngoài. Chiến thần Côn Luân, chẳng qua cũng chỉ có như thế. Trần Hữu Đạo ngã lăn ra đất lại tiếp tục đứng dậy. Nào, tiếp tục đi. Mặc dù anh ta kém cỏi nhưng dù có chết, cũng phải chết trong trận chiến xung phong. Đừng ngốc nghếch nữa, mau lui ra đi. Lúc này, Phan Thắng Nam bất ngờ dẫn người đến kéo Trần Hữu Đạo rút lui. Không, Trần Hữu Đạo, tôi chưa từng thất bại. Tôi chính là chiến thần Côn Luân. Trần Hữu Đạo vẫn cứ cố chấp. Chưa nói tới anh có xứng làm chiến thần Côn Luân hay không, chỉ nói Bắc Ma, chúng ta làm sao đối phó đây. Tôi đã nhận được mệnh lệnh của vệ binh Viêm Long, bảo chúng ta rút lui. Đừng làm mấy chuyện hy sinh vô ích nữa.
Phan Thắng Nam hét lên. À, rút lui, Trần Hữu Đạo ra lệnh rút lui. Chẳng bao lâu, Bắc Ma đã chiếm cứ điểm Thiên Sơn. Một số căn cứ xung quanh toàn bộ đều bị thất thủ. Cảnh Bắc hoàn toàn sụp đổ. Bắc Ma đứng ở nơi cao nhất, nhìn về phía xa, gã mỉm cười, nói, Lạc Việt, có thể cản ta được sao? Bắc Ma đại nhân thật oai phong. Mọi người đều cất giọng tung hô. Những người này bây giờ ai nấy cũng đều phấn khích. Đi theo Bắc Ma, vậy mà lại có thể vùi dập Lạc Việt thành như thế. Sau khi Bắc Ma xuất hiện ở cảnh Bắc thì bắt đầu đại sát tứ phương. Phá hủy nhiều phòng tuyến và căn cứ. Toàn bộ cảnh Bắc đều sợ hãi Bắc Ma. Mọi người đều rút lui. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lạc Việt rút lui. Bắc Ma mạnh quá, đánh cho toàn bộ cảnh Bắc phải rút lui. Không ai có thể địch lại, Lạc Việt lấy cái gì mà ngăn được gã. Cũng may, Bắc Ma đứng về phe đối lập của Lạc Việt, nếu như đứng về phía Lạc Việt, đối với những người khác mà nói, tuyệt đối là họ ồ. Sau khi Bắc Ma ra tay, hải ngoại vô cùng xôn xao. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Lạc Việt bị đánh thành như thế này. Sớm biết đã cho Bắc Ma xuất ngục giết Nhất Phú Kiên Vương rồi, như thế không cần phải hy sinh nhiều người nữa. Bắc Ma chính là khắc tinh của Lạc Việt. Hiệu quả tuyệt quá, vượt quá sự mong đợi của liên minh báo thù. Hắc Long cười đến mức hai mắt gần như nheo lại. Lúc đầu tôi vốn định cho Bắc Ma ra tay, sẽ lập tức trốn khỏi Lạc Việt. Bây giờ xem, ra không cần nữa, chúng ta có dư thời gian rời đi, bây giờ xem kịch hay là được rồi, Hắc Long mỉm cười nói. Hắc Phụng Hoàng gật đầu, đúng vậy, hiện tại bọn họ không rảnh để tâm đến chúng ta. Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào mình muốn. Thủ lĩnh, ông nghĩ kết quả cuối cùng sẽ như, thế nào? Bắc Ma hiện tại là bất khả chiến bại. Năm đó hắn mạnh hơn gấp 3 lần, dưới tay còn có bao nhiêu chiến sĩ tinh nhuệ? Hắc Hổ hỏi. Hắc Long suy nghĩ một hồi rồi nói, tình huống cuối cùng là Lạc Việt tìm Bắc Ma đàm phán hòa bình, nhượng bộ rất lớn, đưa ra điều kiện cho Bắc Mai. Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài điều này, chính xác. Sức mạnh và thế lực, bây giờ của Bắc Ma là hoàn toàn không thể ngăn cản. Lạc Việt đành bó tay, chỉ có thể đàm phán hòa bình. Không phải chứ, Lạc Việt sẽ không bao giờ đàm phán. Bọn họ thà chết đứng, cũng không chịu sống quỳ. Tôi cũng nghĩ rằng Lạc Việt sẽ không thương lượng. Một số người của Hắc Phụng Hoàng đã nói lên suy nghĩ của họ. Đúng là như thế. Những kẻ ngụy quân tử như Lạc Việt, nói cái gì sẽ không chịu nhún nhường hay đàm phán hòa bình. Nhưng khi đối diện với Bắc Ma bọn họ, có cách nào sao? Nếu không chủ động thương lượng thì phải chống lại Bắc Ma. Hy sinh càng lúc càng nhiều. Căn bản không thể khống chế được, đền cùng, chẳng phải cũng sẽ đi thương lượng với Bắc Ma sao? Đây là... Sau khi nghe những gì Hắc Long nói, mọi người đều phản ứng lại. Là Bắc Ma quá mạnh rồi, muốn dồn Lạc Việt vào con đường cùng. Nếu không muốn bị tiêu diệt, thì phải chủ động đàm phán. Muốn sinh tồn, thì phải vứt bỏ tôn nghiêm. Như thế, Lạc Việt chẳng khác gì bị người ta giẫm đạp trên đất. Nhưng tình thế cấp bách, cũng hết cách rồi. Dẫu sao thì Bắc Ma cũng chính là bất khả chiến bại. Đau đầu thật. Vệ binh Viêm Long vô cùng đau đầu. Bắc Ma bất ngờ xuất hiện ở cảnh Bắc, đó là chuyện mà họ không ngờ tới. Quan trọng hơn là sức chiến đấu của Bắc Ma lại vô cùng tuyệt vời, gã có thể công phá được hàng loạt tuyến phòng thủ. Thời gian tới, ước tính ba biên giới Đông, Tây, Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay cả kinh thành cũng gặp nguy hiểm. Cái này làm sao mới tốt đây? Bắc Ma quá mạnh mẽ, chung quanh ta không ai ngăn cản được hắn. Cho dù có Nhất Phú Kinh Vương ở đây, tôi cũng không an tâm. Tôi cho rằng ngài ấy và Bắc Ma không phải cùng một đẳng cấp. Đúng vậy, không cùng đẳng cấp, giữ ngài ấy lại cuối cùng, tuy không nắm chắc. Nhưng vào lúc này, tin tức từ bốn người trong Ngũ Long Lạc Việt truyền đến. Bọn họ có một cách, đây là một tin tuyệt vời đối với vệ binh Viêm Long và Lạc Việt. Giờ phút quan trọng này vậy mà lại có thông tin truyền tới. Lẽ nào Ngũ Long của Lạc Việt sắp xuất hiện lại sao? Là bốn người Đông Yêu sắp trở lại, mọi người đều vô cùng kích động. Không đúng. Thể chất của bốn người bọn họ vẫn như trước đây, hoàn toàn không thể xuất chiến. Cái đó, đệ tử của bọn họ có thể xuống núi. Đệ tử của bọn họ đáng sợ không? Bốn người Đông Yêu đều khẳng định bốn người đệ tử của bọn họ đều học được chân chuyên từ họ.
là những người kế vị mà bọn họ phí tâm sức mấy mươi năm để đào tạo. Hơn nữa, mấy mươi năm đây, bốn vị tiền bối Đông Yêu vẫn đang nghiên cứu Bắc Mai đem kỹ năng chiến đấu võ học của gã nghiên cứu một cách cặn kẽ. Vì thế, bọn họ vẫn đang sáng tạo ra kỹ thuật tấn công kết hợp đặc biệt để nhắm vào Bắc Mai. Bây giờ bốn đệ tử của họ đã thực hành kỹ thuật tấn công kết hợp này chống lại những Bắc Ma đến mức hoàn hảo. Bốn vị tiền bối từng nói, Bắc Ma mà gặp phải bốn đệ tử của họ chắc chắn sẽ thua. Nghe đến đây, trên dưới vệ binh Viêm Long đều hò reo. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, hóa ra bốn vị tiền bối Đông Yêu vẫn còn giữ lại chiêu cuối cùng, giúp Lạc Việt đào tạo ra một ngũ long mới. Thật là đáng khâm phục, thật lợi hại, có được kỹ thuật tấn công kết hợp đặc biệt nhằm vào Bắc Mai đúng là vi diệu. Mọi người đều đã cảm thấy mùi vị của chiến thắng. Hoặc là nói, chiến thẳng trong tâm tay. Trước đêm nay, bốn vị đệ tử sẽ đến nhắm vào Bắc Ma. Để nâng cao tỷ lệ chiến thắng, vệ binh Viêm Long quyết định thành lập một đội cảm tử. Tập hợp những cao thủ tổ chức thành đội quân cảm tử, đưa mọi người lên chiến trường. Đặc biệt là các thế lực ẩn thân lớn nhất định phải phái người tham gia đội quân cảm tử. Tôi tin rằng đệ tử của Ngũ Long Lạc Việt công với đội cảm tử nhất định có thể chiến thắng Bắc Mai. Vệ binh Viêm Long đã xây dựng một kế hoạch chiến lược. Còn Diệp Lâm Quân thì sao? Anh ta gia nhập há chẳng phải nắm chắc hơn sao? Có người đặt câu hỏi. Diệp Lâm Quân phụ trách diệt trừ liên minh báo thù. Anh ta không cần đối phó với Bắc Mai hiện tại, chỉ cần bốn đệ tử của Ngũ Long Lạc Việt và đội cảm tử cũng đủ rồi. Vệ binh Viêm Long ban đầu dự định để Diệp Lâm Quân lãnh đạo đội chống lại Bắc Ma vào thời điểm cuối cùng, đây là biện pháp bất đắc dĩ. Không ngờ, Ngũ Long của Lạc Việt lại để lại hậu chiêu, cho bốn đệ tử xuất trận. Vậy thì sẽ không cần đến Diệp Lâm Quân nữa. Quả thật là như vậy, bởi vì mọi người đều cho rằng bốn vị đệ tử này mạnh hơn Diệp Lâm Quân, sự tự tin để đối phó với Bắc Ma cũng lớn hơn. Dẫu sao cũng có Ngũ Long Lạc Việt liên hợp chống lại, vì vậy không cần dùng tới Diệp Lâm Quân. Anh chỉ cần đi xử lý liên minh báo thù là được. Không sai, kỹ thuật tấn công kết hợp mà bốn người Đông Yêu nghiên cứu dùng để đối phó Bắc Ma, có thể chiến thẳng Bắc Ma nhưng đồ chỉ là Bắc Ma của năm xưa. Bốn người Đông Yêu không tài nào ngờ được rằng Bắc Ma của ngày hôm nay đã mạnh hơn gấp 3 lần. Kỹ thuật tấn công kết hợp của bọn họ chỉ có thể thắng Bắc Ma của năm đó, chứ không thể chiến thắng Bắc Ma đã mạnh hơn gấp 3 lần được. Đây là điều mà không ai ngờ đến. Trong lúc họ đang nghiên cứu về gã, thì gã đã tiến bộ rất nhanh rồi. Khi Diệp Lâm Quân nhận được mệnh lệnh này, anh cũng cảm thấy sững sờ. Anh vì chuyện này mà bận tới bận lui, dường như tất cả đều dưới sự chỉ huy của anh mà làm. Kết quả đến lúc quan trọng, anh đã sẵn sàng để xuất chiến. Rốt cuộc anh lại không thể tham gia, lại được phái đi đối phó với liên minh báo thù. Chỉ vì bốn đệ tử của Ngũ Long Lạc Việt xuất hiện mà không cần đến anh nữa, quăng anh sang một bên. Anh không phục, nhưng không phục thì biết làm sao, nghĩa vụ của một người lính là phải tuân theo mệnh lệnh. Anh chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được rồi. Diệp Lâm Quân nhận lệnh, Diệp Lâm Quân trông bất lực. Nhất Phú Kiên Vương nói một câu cậu không thích nghe, bốn đệ tử của bốn người Đông Yêu xuống núi rồi. Một mình trong số họ vốn không yếu hơn cậu, bốn người liên hợp lại còn mạnh hơn cậu rất nhiều. Họ cũng có kỹ thuật tấn công kết hợp đặc biệt nhằm vào Bắc Mai, đó là lý do tại sao họ được cử đến để đối phó với Bắc Mai, cậu chỉ cần xử lý liên minh báo thù là được. Diệp Lâm Quân gật đầu, tôi hiểu rồi, Diệp Lâm Quân xin nghe theo sự điều phái. Nếu như bên đó cần tôi đối phó Bắc Ma, tôi sẵn sàng đến bất cứ lúc nào. Mặc dù cảm thấy hơi uất ức, nhưng vì Lạc Việt, bản thân không được có cảm xúc. Miễn là Lạc Việt được tốt, Diệp Lâm Quân có thể làm bất cứ điều gì. Có lẽ bốn đệ tử Ngũ Long của Lạc Việt thích hợp đối phó với Bắc Ma hơn chính anh ta. Bên cạnh Diệp Lâm Quân ngoại trừ bí mật của Trấn Thiên Điện, những người khác đều bị điều đi. Đặc biệt là người của đội quân Côn Luân đều bị điều đi ra cảnh Bắc hết rồi. Mặt khác, trong một căn cứ bí mật ở đâu đó trong kinh thành. Đột nhiên có mấy chi ức chiến xa chạy tới. Bốn người đàn ông trung niên bước xuống xe. Họ là đệ tử của bốn người Đông Yêu. Đông Thú, Tây Tăng, Nam Tướng, Trung Binh, bốn người đều có biệt danh riêng của họ. Tất cả đều dựa trên tên của sư phụ để thể hiện sự tôn trọng đối với sư phụ của họ. Vào Bắc Mai, để nâng cao tỷ lệ chiến thắng, vệ binh Viêm Long quyết định thành lập một đội cảm tử. Tập hợp những cao thủ tổ chức thành đội quân cảm tử, đưa mọi người lên chiến trường.
Đặc biệt là các thế lực ẩn thân lớn nhất định phải phái người tham gia đội quân cảm tử. Tôi tin rằng đệ tử của Ngũ Long Lạc Việt cộng với đội cảm tử nhất định có thể chiến thắng Bắc Mai vệ binh Viêm Long đã xây dựng một kế hoạch chiến lược. Còn Diệp Lâm Quân thì sao? Anh ta gia nhập há chẳng phải nắm chắc hơn sao? Có người đặt câu hỏi. Diệp Lâm Quân phụ trách diệt trừ Liên Chính là niềm tự hào của Lạc Việt. Sự tích của các vị sẽ được lưu danh ngàn đời. Mấy người trong vệ binh Viêm Long nói. Yên tâm đi, mấy sư phụ của chúng tôi sợ có một ngày Bắc Ma sẽ trở lại, cho nên đã nghiên cứu ra kỹ thuật tấn công kết hợp này để đối phó gấp. Chúng tôi đã luyện đến cảnh giới cao nhạt. Bắc Ma có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Cả bốn có vẻ vô cùng tự tin. Họ hoàn toàn nắm chắc trong tay. Nếu không, Ngũ Long cũng sẽ không phái họ ra. Thật tuyệt, các người đúng là Tứ Long của Lạc Việt. Mọi người đều rất phấn khích. Tứ Long không dám nhận, là nhờ sư phụ. Có thể gọi chúng tôi là Tứ Tiểu Long của Lạc Việt cũng được. Chức danh này do bốn người tự xưng. Đúng rồi, khi nào chúng tôi xuất phát? Tiểu quân thần trung binh hỏi. Khoan gấp, chúng tôi vẫn đang thành lập một đội cảm tử. Muốn tiêu diệt hoàn toàn Bắc Ma và đám lâu la của gã. Đội cảm tử vẫn đang được huy động, chắc là tới trưa mai sẽ tập hợp đủ, đến lúc đó có thể xuất phát. Mấy người gật đầu, được, chúng tôi cũng cần một số bia đỡ đạn. Cả bốn đều vô cùng tự tin, ngang nhiên gọi đội cảm tử là bia đỡ đạn. Đúng rồi, Diệp Lâm Quân đâu? Thằng nhóc đó là người nhậm chức chiến thần Côn Luân đầu tiên, nghe nói còn mạnh hơn cả Trần Hữu Đạo. Tiểu quân thần trung binh hỏi. Bởi vì ông ta là trung quân, tức là hạt giống mạnh nhất được thần quân Lạc Việt lựa chọn từ hàng triệu chiến sĩ của Lạc Việt. Nhưng ông ta đã ẩn trốn nhiều năm, rất quan tâm đến mấy vụ chiến thần vấn lang này. Ông ta thậm chí còn muốn gặp Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân không tham gia trận chiến đánh Bắc Ma này, anh ta không có tư cách đó. Đúng vậy, nếu tiểu thần quân ra tay sớm, có chiến thần Côn Luân, chiến thần Tu La còn cần làm gì nữa? Bọn họ ngay cả đi theo sách nép cho tiểu quân thân cũng không xứng. Người còn lại trong số đó nói. Tiểu quân thần có chút tiếc nuối nói, tôi vẫn muốn xem thử. Sư phụ đánh giá cao cậu ta như vậy. Nói nếu như được bồi dưỡng từ nhỏ, cậu ta chắc chắn rất có tiên đô. Không cần phải quan tâm đến cậu ta, các ngài mới là nhân vật quan trọng đối phó Bắc Mai. Những người khác bắt đầu nịnh nọt. Mau chóng thành lập đội cảm tử. Chúng ta lên đường đi tìm Bắc Ma. Bốn người họ đã rất sốt ruột. Vào lúc này, các nơi ở Lạc Việt vì chuyện thành lập đội cảm tử mà bận tối mày tôi mặt. Các thế lực ẩn thế cũng cực kỳ đau đầu. Biệt đội cảm tử có ý nghĩa gì? Đến đứa con nít cũng biết, đi chỉ có nước cửu tử nhất sinh, cho nên rất ít người chủ động tình nguyện tham gia vào đội cảm tử. Đặc biệt lần này tuyển chọn vào đội cảm tử đều là cường giả siêu cấp trong các thế lực lớn. Đi để nạp mạng là một đả kích rất nặng nề cho gia tộc. Không ai muốn chịu một tổn thất lớn như vậy. Nhưng mọi người đều phải tuân theo mệnh lệnh của vệ binh Viêm Long. Các thế lực lớn cảm thấy nó giống như đang cắt mất một miếng thịt trên người mình vậy. Tứ đại môn phiệt cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng phải chọn ra 100 người tham gia vào đội cảm tử, yêu cầu đều phải là cấp tông sư. Mỗi môn phiệt cần 25 người. Sau khi chuẩn bị xong, môn phiệt Tây Đường chọn ra được 20 người. Bởi vì mọi người đều biết gia nhập đội cảm tử chỉ có nước chết, không có đường sống. Cho nên đã chọn ra những tông sư kém cỏi nhất, hoặc là nói, không có tiềm năng. Cố gắng không chọn ra những mầm giống tương lai của môn phiệt. Nhưng mà 20 vị tông sư cũng đã là giới hạn rồi. 5 người còn lại rất khó chọn ra. Cuối cùng quyết định bốc thăm chọn người. Cho các tông sư bốc thăm, bóc chúng ai thì chọn người đó. Hôm nay, môn phiệt Tây Đường vô cùng náo nhiệt. Đừng chọn con trai tôi đi. Nó còn nhỏ đã là cấp tông sư, nó là hy vọng tương lai. Hóa ra con trai của Hoàng Vạn Sinh của môn phiệt Tây Đường bị bóc chúng, phải tham gia vào đội cảm tử. Hoàng Vạn Sinh có quyền hạn rất cao, là em trai thứ 8 của Hoàng Mạnh Hùng. Con trai của ông ta lại càng là thiên tài. Thế hệ trẻ trong môn phiệt Tây Đường đều xếp trong top 3. Ông ta đương nhiên không nhãn tâm để con trai mình đi, nhưng đã rút phiếu rồi, biết phải làm sao. Ông Hoàng Vạn Sinh, ông muốn ngăn cản con trai mình gia nhập đội cảm tử. Ngô Thị Lan nghiêng người hỏi. Lẽ nào các người có cách sao? Hai mắt Hoàng Vạn Sinh sáng lên. Chúng tôi có một cách, Ngô Thị Lan nói.
Hoàng Vạn Sinh sốt ruột nói, nhanh, mau nói. Nếu như các người thật sự có cách, Hoàng Vạn Sinh tôi nợ các người một ân tình. Các người có chuyện gì cứ tìm tôi sẽ bảo vệ các người cả đời. Hoàng Vạn Sinh kích động. Mấy người Ngô Thị Lan nhìn nhau, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Bọn họ chính là đang đợi câu nói này của ông ta. Tuy bọn họ cũng là thành viên của Môn phái Tây Đường, nhưng dựa vào Lão Thái Thái, địa vị vẫn quá thấp. Nếu Hoàng Vạn Sinh bảo vệ họ, địa vị của họ chắc chắn sẽ tăng vọt. Gón cho người thay quý công tử đi nạp mạng. Lý Văn Chấn mỉm cười. Hả, quy tắc anh cả đã đặt ra từ đầu, không thể cho người đi thay, bóc chúng ai thì người đó đi. Hoàng Vạn Sinh nói. Ngô Thị Lan mỉm cười, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không cho. Nhưng người mà chúng tôi nhắc tới đây tuyệt đối có thể. Là ai? Mau nói đi. Diệp Lâm Quân. Thứ nhất, anh ta đủ mạnh, là cường giả cấp tông sư. Thứ hai, những chuyện đi nạp mạng này phải cho những loại người này tham gia. Nghe thấy cái tên này, Hoàng Vạn Sinh gật đầu lia lịa. Sao tôi lại không nghĩ đến cậu ta chứ? Hoàng Vạn Sinh siết chặt tay. Không thể tìm được người thay thế, chủ yếu là do hạn chế cường giả cấp tông sư. Ngoài ra Hoàng Mạnh Hùng quy định không thể thay thế những người trong cùng một tộc. Nhưng Diệp Lâm Quân không phải là thành viên của Môn phái Tây Đường. Chỉ có thể nói là có quan hệ thôi. Để Diệp Lâm Quân thay thế đi, mọi người đều nói. Vậy thì gọi Diệp Lâm Quân tới. Có điều, ông Sinh, chuyện này cần phải thương lượng với Lão Thái Thái. Mọi người cùng nhắc nhở. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với chị hai của tôi chẳng mấy chốc, mọi người đã tụ tập lại chỗ của Lão Thái Thái. Để Diệp Lâm Quân đi thay Mộ Phong. Đứa nhỏ Mộ Phong này ta vẫn luôn xem trọng nó, để nó gia nhập đội cảm tử, ta cũng không đành lòng. Lão Thái Thái rất xem trọng con trai Hoàng Vạn Sinh, giữa hai người, đương nhiên chọn Diệp Lâm Quân tôi. Lão Thái Thái phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như đi tham gia đội cảm tử rồi, sẽ không trở về được nữa. Như thế Lê Nguyên sẽ không có chồng, bé Quân sẽ mất cha có người bên cạnh nhắc nhở. Lão Thái Thái đã quyết tâm, cứ chọn Diệp Lâm Quân đi. Mẹ con bọn họ ta sẽ bảo vệ, căn bản không sợ Diệp Lâm Quân. Người đâu, mau đi gọi Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân vừa chuẩn bị đi đối phó với liên minh báo thù thì bị người ta gọi lại. Anh cảm thấy tò mò đi đến nhà họ Lý. Cái gì, muốn tôi gia nhập đội cảm tử xông lên tiền tuyến đấu với Bắc Ma? Nghe đến đây, Diệp Lâm Quân rất ngạc nhiên. Anh rất muốn đi diệt trừ Bắc Ma, nhưng không có cơ hội. Không ngờ Môn phái Tây Đường lại tạo cho anh cơ hội dễ dàng như vậy. Đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao? Bởi vì anh có một linh cảm mạnh mẽ, Bắc Ma rất mạnh, đệ tử của Ngũ Long Lạc Việt cũng không dễ xử. Chỉ khi anh đích thân tự mình đi mới có thể yên tâm được một chút. Chỉ là không có cớ để đi. Bây giờ thì có rồi. Còn về xử lý liên minh báo thù hiện tại cũng không phải là quan trọng lắm, Bắc Ma mới là. Diệp Lâm Quân. Chỉ cần cậu thay Mộ Phong tham gia đội quân cảm tử, vợ con cậu và còn mẹ cậu nữa, tôi bảo đảm sẽ chăm lo cho họ cả đời. Nếu không thì, kết cục cậu cũng hiểu đấy. Lão Thái Thái ham dọa. Được rồi, tôi đồng ý. Diệp Lâm Quân đồng ý mà không chút do dự. Điều này khiến Lão Thái Thái và những người khác vô cùng ngạc nhiên. Diệp Lâm Quân đồng ý dễ dàng như vậy sao? Nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Không lâu sau... Môn phái Tây Đường đã gom đủ thành viên vào đội cảm tử, tiễn bọn họ lên đường. Hoàng Mạnh Hùng điểm danh 25 người tham gia đội cảm tử. Hoàng Mộ Phong. Người đâu? Hoàng Mộ Phong bị gọi tên, nhưng không ai trả lời. Cậu ta vốn không có ở hiện trường M8, người đâu? Ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Mạnh Hùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Vạn Sinh. Anh cả, Diệp Lâm Quân muốn đi thay Mộ Phong, Lão Thái Thái nói. Lời vừa thốt ra, cả hiện trường đều kinh ngạc. Hoàng Mạnh Hùng, Hoàng An Nhiên và những người biết thân phận của Diệp Lâm Quân đều chết lặng. Bảo người này đi tham gia đội quân cảm tử. Không phải đang đùa đó chứ. Ngoài ra, mấy người Lý Tử Nhiệm cũng sững sờ. Chuyện này từ khi nào chứ? Sao cô lại không biết? Đội cảm tử chẳng khác gì bia đỡ đạn cả. Diệp Lâm Quân đi rồi tuyệt đối không thể sống sót trở về. Bà nội! Các người đang làm gì thế? Sao có thể để Hạo Quân đi thay người? Hoàng Mộ Phong tự mình rút được, không thể trách người khác. Lý Tử Nhiệm lo lắng. Hoàng Vạn Sinh lập tức nói,
là Diệp Lâm Quân tự đồng ý đi thay Mộ Phong. Lão Thái Thái cũng gật đầu, ừ, đúng là thế. Ngay lập tức, ánh mắt của Lý Tử Nhiệm và những người khác rơi vào Diệp Lâm Quân. Hạo Quân, anh đồng ý sao? Diệp Lâm Quân ánh mắt phức tạp Lý Tử Nhiệm rồi gật đầu. Huých, cả người Lý Tử Nhiệm run lên. Cô liền cảm thấy Diệp Lâm Quân đồng ý đi nạp mạng chắc chắn là vì cô và bé Quân. Nếu không anh sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Anh cả, anh thấy rồi chứ? Là bản thân cậu ta tự đồng ý. Lão Thái Thái và Hoàng Vạn Sinh vội vàng thúc giục. Không được, tôi không đồng ý. Hạo Quân anh không thể đi nạp mang được. Lý Tử Nhiệm vội vàng cản lại. Ở đây không có chỗ cho con nói chuyện. Lý Tử Nhiệm bị Lão Thái Thái kéo sang một bên. Cái này. Hoàng Mạnh Hùng do dự, ánh mắt bất giác nhìn sang Diệp Lâm Quân là tôi muốn tự mình đi. Nhanh lên, nghe Diệp Lâm Quân nói thế, Hoàng Mạnh Hùng không thể từ chối được nữa. Được rồi, do cậu đi thay Mộ Phong vậy? Không, dựa vào đâu bản thân cậu ta không tự đi, mà bắt chồng tôi đi chứ? Lý Tử Nhiệm hét lên. Thật không công bằng, tại sao Diệp Lâm Quân phải đi chết? Những người khác cũng hét lên. Diệp Lâm Quân cũng là con rể của môn phiệt Tây Đường, chúng ta muốn cậu ấy đi thì làm sao? Lão Thái Thái quát. Lúc này, mấy người Lý Hồng Thắng đã đứng lên. Lẽ nào mày quên rồi? Trước đây Diệp Lâm Quân là chiến sĩ Lạc Việt, chiến thần Vân Lan. Thời khắc nguy hiểm như thế này, nó nên là người đầu tiên đi mới phải. Đúng vậy, chiến sĩ Lạc Việt nên bảo vệ chúng tết. Diệp Lâm Quân là người nên tham gia vào đội cảm tử nhất. Không phải cậu ta luôn miệng nói muốn vì Lạc Việt mà nhảy vào đầu sôi lửa bỏng sao? Lúc này không nên trốn chứ? Lý Tử Nhiệm lập luận, các người đúng là những kẻ đạo đức giả. Tham gia hay không đều do tự nguyện cả, thấy hai bên định cãi nhau. Diệp Lâm Quân an ủi, Lê Nguyên, đừng lo, anh sẽ về. Nhưng cái này là anh đang đi nạp mạng. Làm sao về được chứ? Bây giờ ở Lạc Việt ai mà không biết Bắc Ma mạnh cỡ nào? Nhanh lên, thời gian đến rồi. Cuối cùng đội cảm tử của môn phiệt Tây Đường cũng được lập xong, sau khi quy tụ với những người khác thì có thể tiến đến cảnh Bắc. Như thế Diệp Lâm Quân đã có thể lấy danh nghĩa Hoàng Mộ Phong mà chiến đấu với Bắc Ma một cách đàng hoàng. Còn về liên minh báo thù, Diệp Lâm Quân đã bảo Trấn Thiên Điện và lực lượng của tứ đại môn phiệt để mắt tới. Tạm thời cứ án binh bất động, chờ mệnh lệnh của anh. Trong một căn cứ bí mật ở Kinh Thành, 1.000 đội cảm tử được tập hợp lại. Tất cả mọi người trong đội cảm tử đều đeo mặt nạ và mặc áo giáp. Cho nên vệ binh Viêm Long không hề nhận ra có sự hiện diện của Diệp Lâm Quân ở đây. Tất cả mọi người trong đội cảm tử phải phục tùng vô điều kiện. Có hiểu không? Vệ binh Viêm Long đã giao quyền chỉ huy tuyệt đối cho 4 người đông thú. Bao gồm cả việc họ kêu gọi mọi người phải đi chết, cũng phải tuân theo một cách vô điều kiện. Hiểu, mọi người hô lên. 4 người tiểu quân thần kiểm tra qua một lần rồi gật đầu hài lòng, không tệ. Thế thì xuất phát. 4 người dẫn theo 1.000 đội cảm tử và lên đường về phía Bắc. Có tin tức gì từ Diệp Lâm Quân không? Họ vẫn chưa động thủ sao? Vệ binh Viêm Long bắt đầu hỏi về hành động bên này của Diệp Lâm Quân. Không có, án binh bất động. Diệp Lâm Quân có chuyện gì vậy? Không tuân theo mệnh lệnh chỉ huy. Có phải Diệp Lâm Quân khó chịu vì chúng ta mời đệ tử của Ngũ Long đi đối phó với Bắc Ma không? Chúng ta thừa nhận Nhất Phú Kiên Vương rất manh, nhưng 4 vị đệ tử của Ngũ Long càng mạnh hơn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Truyền lệnh xuống, bảo Diệp Lâm Quân lập. Tức tiêu diệt liên minh báo thù. Nếu vi phạm xử theo pháp lệnh. Mệnh lệnh được truyền ra. Chỉ là Diệp Lâm Quân đang ở trong đội cảm tử. Căn bản không thèm để tâm. Nơi cao nhất của căn cứ Thiên Sơn ở phía Bắc, Bắc Ma đứng ở đây, nhìn về phía xa. Dường như non nước của Lạc Việt đều bị gã ta thu vào trong tâm mắt. Đại nhân Bắc Ma, theo tin tức từ liên minh báo thù, đệ tử của Ngũ Long của Lạc Việt dẫn theo 1.000 quân cảm tử đang tiến về phía này. Nghe nói 4 người Đông Yêu đã dành mấy mươi năm nghiên cứu kỹ thuật tấn công kết hợp để đối phó ngài, 4 đệ tử đều đã tinh thông. Bọn họ muốn dù chiêu này để giết ngài. Bắc Ma nghe xong liền mỉm cười. 4 người Đông Yêu bọn họ còn tưởng ta đang ở cảnh giới giống năm xưa sao? Bây giờ ta đã mạnh hơn trước gấp 3 lần, kỹ thuật tấn công kết hợp đó có tác dụng gì với ta? Họ đã nghiên cứu ta mấy mươi năm qua, lẽ nào ta không đi tìm hiểu về họ sao? Nói như vậy, những chiêu thức chiến đấu của bọn họ ta đều nghiên cứu qua hết rồi.
cũng giống như việc ta quá hiểu rõ đệ tử của bọn họ. Về cơ bản ta đã đoán được kỹ thuật tấn công kết hợp của bọn họ là gì, nực cười. Chỉ dựa vào nó mà muốn đánh bại ta. Đó là điều mà không ai ngờ đến. Bắc Ma vậy mà cũng nghiên cứu bốn người Đông Yêu, ngay cả chiến thuật tấn công kết hợp của bọn họ cũng đoán ra được. Hiệu quả chiến đấu của bốn người tiểu quân thần trước mặt Bắc Ma, có lẽ không cao hơn nhiều so với mấy người, Trần Hữu Đạo. Cái gọi là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Vệ binh Viêm Long và Tứ Tiểu Long của Lạc Việt cho rằng mình đã biết nhiều về Bắc Ma, nhưng thật ra, họ chẳng biết gì cả. Việc Tứ Tiểu Long của Lạc Việt này dẫn theo một đội quân cảm tử tiến về cảnh Bắc đã nhanh chóng lan truyền khắp Lạc Việt. Bởi vì Tứ Tiểu Long đã thực hành kỹ thuật tấn công kết hợp chống lại Bắc Ma, cho nên mọi người đều nghĩ 100% bọn họ có thể chiến thắng Bắc Ma. Cho nên cả nước đều reo mừng. Bắc Ma vẫn chưa bị đánh bại, Tứ Tiểu Long đã được tung hô như anh hùng của đất nước, tung hô càng lúc càng nhiều. Thậm chí còn hơn cả Nhất Vũ Kiên Vương. Không ít nơi đã định xây khắc tượng để tưởng niệm cho bọn họ nữa. Đám mây mù bao phủ những ngày nay của Lạc Việt giống như bị quét sạch. Đâu đâu cũng có cảnh ăn mừng. Trong tổ trạch nhà họ Lý ở Giang Bắc, mọi người bắt đầu thuyết phục Lý Tử Nhiệm, Lê Nguyên nhìn thấy chưa? Diệp Lâm Quân có lẽ sẽ trở về mà. Tứ Tiểu Long của Đại Hạ là chuyên môn đối phó Bắc Ma. Bọn họ nhất định có thể đánh bại Bắc Mai, đến lúc đó đội cảm tử sẽ không phải chết. Diệp Lâm Quân cũng sẽ trở lại. Nghe vậy, Lý Tử Nhiệm nắm chặt tay và cầu nguyện, tất cả hy vọng được đặt vào Tứ Tiểu Long của Lạc Việt. Các người nhất định phải đánh bại Bắc Mèo. Các người là anh hùng của Lạc Việt, nhất định phải thắng. Tôi, Lý Tử Nhiệm, sẵn sàng xây tượng cho các người. Lý Tử Nhiệm cầu nguyện cả nửa ngày, chỉ vì muốn Diệp Lâm Quân có thể an toàn trở về. Họ không biết rằng Diệp Lâm Quân mới là người mạnh nhất trong đội này. Nếu nói có thể đánh bại Bắc Ma, đó phải là Diệp Lâm Quân. Quân, các người hãy làm tiêu hao sức lực của Bắc Ma trước, đợi khi các người bị đánh bại hết, sau đó chúng tôi sẽ lên, như thế sẽ nắm chắc phần thắng hơn một chút. Tiểu thần quân ra lệnh. Nghe xong mệnh lệnh này, những người trong đội cảm tử đều chết lặng. Không ai đáp lại. Mặc dù mọi thành viên của đội cảm tử đều biết rằng mình không thể sống sót trở về. Nhưng cũng phải chết một cách có tôn nghiêm. Chuyện này chẳng khác nào bảo bọn họ làm bia đỡ đạn, đương nhiên trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu. Họ cũng là những người đang sống sờ sờ. Không phải là công cụ bị lợi dụng. Cho dù bảo bọn họ tự do xung phong cũng được, làm bia đỡ đạn để tiêu hao năng lượng địch, không ai chịu đồng ý. Nhưng chẳng có ai dám nói ra, dẫu sao quyền chỉ huy cũng đang nằm trong tay người khác. Hơn nữa Tứ Tiểu Long cũng có sức mạnh tuyệt đối. Bọn họ sắp xếp như thế nào? Đội cảm tử cứ chấp hành như thế đó. Mọi người nghe hiểu cả rồi, chứ? Nếu như không có ai phản đối, thì xuất phát thôi. Các thành viên đội cảm tử bên dưới khẽ mấp. Máy, nhưng cuối cùng cũng không ai dám đứng ra phản bác. Tiểu thần quân thấy bên dưới không có ai phản đối, nở nụ cười hài lòng. Bốn người họ tận hưởng cảm giác nắm quyền khống chế này, tôi có dị nghị. Đột nhiên, có người hô lên. Hả? Trong phút chốc. Hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía người đó. Chính là Diệp Lâm Quân, chỉ là đang trong thân phận của Đường Mộ Phong trong đội cảm tử. Bốn người tiểu quân thần nhìn Diệp Lâm Quân, lạnh lùng nói, gậu, có phản đối à? Vâng đúng vậy. Chúng tôi là đội quân cảm tử, chứ không phải đội quân đi nạp mạng. Khi vẫn chưa biết bố trí và sức mạnh của đối phương thế nào mà đi làm tiêu hao sức lực của địch, thế chẳng phải đi chết sao? Dù chết chúng tôi cũng phải chết một cách có giá trị. Không thể chết một cách vô nghĩa như thế được. Diệp Lâm Quân vẫn luôn là thống soái, bố trí đánh trận vẫn luôn hiểu biết hơn người khác. Muốn đi đánh địch, thì phải biết địch biết ta. Bây giờ tình hình bệnh Bắc Ma thế nào đều không hiểu, vậy mà lao vào đánh, không phải đi chết thì là gì. Nói hay lắm, cũng tôi là đội đảm tử, chứ không phải đi liều chết. Lời nói của Diệp Lâm Quân đã thu hút sự tán thưởng của mọi người. Sau cùng, Diệp Lâm Quân cũng đã nói ra nguyện vọng của họ. Nghe vậy, tiểu thần quân bật cười, chúng ta không hiểu đối phương. Thật nực cười, trên đời này còn có người nào hiểu rõ Bắc Ma so với sư phụ của bọn ta không? Không có. Đòn tấn công kết hợp mà bốn người chúng tôi luyện tập đặc biệt để đối phó với Bắc Ma. Các người bảo chúng tôi không hiểu đối phương sao? Nghe đến đây,
mọi người đều cảm thấy rất có tứ tiểu LDNG mới là người hiểu FTS Bắc Ma nhất. Có vẻ như theo họ là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi cảm thấy các ông vẫn chưa chuẩn bị đến nơi đến chốn. Bắc Ma thật sự chỉ có sư phụ các người từng tiếp xúc qua, còn các người thì không, hơn nữa bên cạnh Bắc Ma có bao. Nhiều người, cao thủ như thế nào, các người có biết không? Diệp Lâm Quân hỏi. Vài câu hỏi này đã chặn cứng họng Tứ Tiểu Long. Cút, cút ngay cho tôi. Cậu muốn đào binh đúng không? Tôi cho phép, cậu mau cút đi. Sau đó điều tra thử cậu là của thế lực nào. Bốn người Tiểu Tê Nhân Quân đã tức giận. Diệp Lâm Quân chế nhạo, tôi sẽ không đào binh. Tôi đã chọn đến đây, Bắc Ma chưa bị diệt, tôi không thể xoay về. Quy nhưng tôi không xem trọng cách làm của mấy người, tôi muốn dùng cách của mình để giết Bắc Mai. Ha 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 ha, nghe vậy, tất cả mọi người trong Tứ Tiểu Long đều bật cười. Đó là nụ cười chế giễu. Cậu muốn dùng cách của mình để giết Bắc Ma. Được được được, tôi đồng ý. Tiểu Quân Thần cười nói. Theo họ, hành vi của Diệp Lâm Quân chỉ đơn giản là ngu ngốc. Chỉ dựa vào anh mà đòi giết Bắc Ma. Kẻ điên nằm mơ giữa bạn ngày. Diệp Lâm Quân nhìn sang những người khác hô lớn, còn có anh em nào đi cùng tôi không? Đi theo tôi nếu không muốn chết. Chỉ là tất cả mọi người đều rơi vào im lặng và do dự. So với một Hoàng Mộ Phong, không tên không tuổi, mọi người đều nguyện ý đi theo Tứ Tiểu Long hơn. Lỡ như được sống sót, sẽ là cơ hội tuyệt vời để trở nên nổi tiếng. Sau cùng, đi theo Tứ Tiểu Long chiến thắng Bắc Ma, sẽ tuyệt đối có được vinh quang. Tương lai sau này chẳng phải lo gì nữa. Dù là Lạc Việt hay là gia tộc đều không dám khinh thường bản thân. Dù có chết cũng có thể trở thành liệt sĩ và đạt được những quyền lợi nhất định cho gia đình, dòng họ. Mặt khác, đi theo Diệp Lâm Quân thì chỉ có ngõ cụt, không biết chết như thế nào. Thậm chí còn mang tiếng là một kẻ đào ngũ. Dù nghĩ thế nào, đi theo Diệp Lâm Quân cũng không phải là cách hay. Yên lặng hồi lâu. Ngay khi mấy người tiểu thần quân đang định cười, thì đột nhiên có mấy người hô lên, nếu đều chết, vậy tại sao không chết một cách vẻ vang? Tự do một chút không tốt sao? Chúng ta tự mình làm. Người anh em, tôi đi cùng cậu. Chúng tôi cũng đi cùng cậu. Một vài người lác đác đến bên Diệp Lâm Quân. Nhưng hết người này đến người khác vẫn đến. Mọi người nén hơi thở. Cuối cùng, 38 người cùng đi với Diệp Lâm Quân. Đối với một đội quân cảm tử hàng ngàn người, con số này chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Một lũ nhát gan, các người chết như thế nào cũng không biết. Đi theo cậu ta, các người có mà hối hận. Mấy người tiểu thần quân hét lên tức giận. Diệp Lâm Quân và 39 người khác rời đi không chút do dự và đi đến căn cứ Thiên Sơn từ một hướng khác. Sau khi bọn họ rời đi, bốn người tiểu thần quân thảo luận. Nói với những người bên dưới, chúng tôi đã quyết định thay đổi chiến lược của mình. Không để các người đi phí sức, chúng ta cũng nhau xuất phát, các người đi theo bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình giúp các bạn sống sót trở về. Tôi muốn để cho những người khi nãy phải hối hận, từ bây giờ không còn là đội cảm tử nữa, chỉ có những người chiến thắng. Chúng ta nhất định thắng. Nghe đến đây, hơn 900 người thuộc đội cảm tử đã vỡ òa trong tiếng reo hò. Họ không cần phải chết. Họ cũng phải được vinh danh. Hơn 1 tỷ người ở Lạc Việt sẽ chào đón sự trở lại của họ. Mặt khác, nhóm người vừa đi chính là một đám ngu xuẩn, ngốc nghếch. Lát thôi, bọn họ sẽ hối hận. Những người này nắm chặt tay, cảm thấy có chút may mắn. Vừa rồi HP xém chút không thể kìm lại được nữa, và đi theo Diệp Lâm Quân. Đúng thật là may mắn. Vẫn chưa tuyệt mạng. Ha 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 ha. Được rồi, thu dọn rồi xuất phát thôi. Mọi người bắt đầu thảo luận. Mấy người vừa rồi đều là não tàn. Sao phải đi theo người khác? Mấy chục người các người có thể giết được Bắc Ma sao? Những người này tưởng bản thân dũng cảm lắm, cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Nếu để bọn họ biết bây giờ chúng ta không cần phải chết, chắc là sẽ hối hận lắm. Các thành viên trong đội cảm tử đều vui mừng, nhưng họ thậm chí còn không biết những gì họ sắp phải đối mặt. Vốn tưởng nhiều người chọn thì sẽ đúng, bọn họ mới là may mắn nhất, nhưng nào ngờ, 38 người kia mới đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Được rồi xuất phát. Cuối cùng, Tứ Tiểu Long dẫn đầu đội cảm tử và tiến về căn cứ Thiên Sơn một cách dũng mãnh. Tại nơi cao nhất của căn cứ Thiên Sơn, Bắc Ma có cái nhìn toàn cảnh về mọi hành tung của cả đội.
Bác Ma chắp tay ra sau lưng, cười khinh bỉ, Lạc Việt tưởng rằng đây là kết thúc, đây rõ ràng chỉ là mới bắt đầu. Đợi lát thôi, thì sẽ có một trận đồ sát cảnh cáo mọi người trên thế giới. Bác Ma ta mới là vô địch. Câu nói ngông cuồng này của gã, không ai dám có nửa lời chất vấn. Nhưng Tứ Tiểu Long và đội quân Cảm Tử lại không hay biết gì về chuyện này. Với thân phận là chiến thần Côn Luân, Diệp Lâm Quân đối với mỗi tất đất của Lạc Việt đều dành như chỉ tay. Đặc biệt là những căn cứ và mặt trận lón anh đều biết đến. Anh đưa mọi người đến phía tây của căn cứ Thiên Sơn. Trước mặt là một vách đá dốc gần 90 độ. Đây là con đường gần nhất đến căn cứ Thiên Sơn, và đương nhiên là nguy hiểm nhất. Ở đây những đội quân có quy mô lớn không cách nào thông qua được, cho nên ở căn cứ không cần phòng ngự. Diệp Lâm Quân giải thích. Nghĩa là chúng ta có thể lặng lẽ lẻn vào căn cứ Thiên Sơn. Những người khác nói. Đúng, không sai, nếu như xông vào đánh chính diện, thương tổn rất nặng, lại bị đối phương tập kích, dễ dàng bị tiêu diệt toàn bộ đội quân. Sau khi lẻn vào, chúng ta tìm cơ hội giết địch Diệp Lâm Quân sắp xếp trận tuyến. Còn kẻ địch mà anh nói tới, đương nhiên là Bắc Ma. Được, thế chúng ta hành động thôi. Ngay lập tức, 39 người lặng lẽ leo lên vách đá. Nơi này quả nhiên không có phòng bị. Bởi vì nó là một rào cản tự nhiên, căn bản không cần dùng đến thứ khác. 39 người âm thầm mai phục trong căn cứ Thiên Sơn. Diệp Lâm Quân chuẩn bị hành động, nhưng nhân được tin rằng thủ lĩnh của Liên minh báo thù, Hắc Long, đã trốn thoát khỏi Lạc Việt. Trấn Thiên Điện xin chỉ thị có nên ngăn chặn. Diệp Lâm Quân suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng lại thôi. Đằng sau Liên minh báo thù vẫn còn chưa rõ. Nếu Trấn Thiên Điện miễn cưỡng đánh chặn, Trấn Thiên Điện bị bại lộ không nói, thậm chí sẽ còn tổn thất rất nặng nề. Nếu có anh ở đó có thể hành động, nhưng bây giờ anh đang bận đối phó với Bắc Ma. Dẫu sao gì bây giờ Bắc Ma cũng là mối đe dọa lớn với Lạc Việt. Giữa hai chuyện này, đương nhiên Diệp Lâm Quân lựa chọn Bắc Ma. Bọn Hắc Long sau này cũng có thể bắt lại được. Trước mắt mối uy hiếp của bọn chúng vẫn còn khá ít. Thế là bọn Hắc Long để giàng trốn khỏi Lạc Việt chẳng bao lâu sau, vệ binh Viêm Long biết về điều này. Diệp Lâm Quân đang làm gì vậy? Để thủ lĩnh của Liên minh báo thù bỏ chạy như thế sao? Anh ta bị gì thế? Anh ta muốn làm gì? Sự việc này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta không liên hệ được với Nhất Phú Kiên Vương. Cậu ấy giống như đang cố ý vậy. Làm sao như thế được? Diệp Lâm Quân dám xem thường mệnh lệnh sao? Cảm thấy thăng được trận chiến ở núi Cửu Long thì có thể làm được gì thì làm sao? Không ai quản được cậu à? Thả thủ lĩnh của Liên minh báo thù chạy mất, là Diệp Lâm Quân thất trách. Nên xóa bỏ vị trí Nhất Phú Kiên Vương của cậu ấy đi. Tôi đồng ý, đây là quá thất trách, sao có thể làm Nhất Phú Kiên Vương được chứ? Hừm, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Đợi sau khi dẹp yên Bắc Ma, mới quyết định cụ thể. Đến lúc đó cũng lựa chọn được người thay thế Nhất Phú Kiên Vương. Bọn họ đang định đề cử Tiểu Tứ Long lên đấy. Tước quyền Nhất Phú Kiên Vương của Diệp Lâm Quân, sau đó chọn ra một trong số 4 người họ. Bởi vì bọn họ sắp dẹp yên Bắc Ma, nên có tư cách đó, không một ai có thể nói gì được. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Nó không chỉ trừng phạt việc Diệp Lâm Quân vi phạm nghĩa vụ mà còn thưởng cho chiến tích của Tứ Tiểu Long. Bên này, Tử Tiểu Long dẫn theo một đội quân ảo ạt tiến vào dưới căn cứ Thiên Sơn. Họ không có lấy bất kỳ dụng cụ che chắn nào, cứ xông vào trực diện. Nghe lệnh của chúng tôi, tấn công. Tứ Tiểu Long dẫn đầu quân đội và trực tiếp tấn công căn cứ Thiên Sơn. Giết! Đội cảm tử theo sau 4 người họ. Bắc Ma nhìn một cái rồi nói, chờ bọn chúng vào đây rồi giết. Tứ Tiểu Long dẫn đầu đội cảm tử tiến vào lối vào của căn cứ Thiên Sơn mà suốt chặng đường không hề bị cản trở. Hả, tại sao không có ai? Mọi người đều ngạc nhiên. Có lẽ Bắc Ma đã bị Tứ Tiểu Long làm cho sợ hãi, dù sao bọn chúng sẽ nhắm vào đòn tấn công kết hợp của họ. Đó chính là lý do mà mọi người có thể nghĩ ra. Bắc Ma vừa nghe Tứ Tiểu Long xuất hiện thì đã bị dọa sợ. 4 người tiểu quân thần ngẩng đầu tự cao, ánh mắt tỏ vẻ cao ngạo. Bắc Ma không trốn được đâu, bọn ta là khắc tinh của ông. Ông có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát được. Tứ Tiểu Long kiêu ngạo đến mức họ thực sự nghĩ rằng Bắc Ma sợ họ. Chính ngay lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên.
Mọi người quay đầu lại thì thấy một tảng đá siêu lớn chắn ngang lối vào nhỏ hẹp của căn cứ. Trong khoảng thời gian ngắn như thế mọi người đừng hòng rời khỏi. Ầm ầm. Đồng thời hai bên đỉnh núi, xuất hiện một toán người đang phục kích. Đội cảm tử bắt đầu hoảng loạn, trong lòng mỗi người đều có linh cảm không tốt, nụ cười trên gương mặt đều đông cứng lại. Euro ó vẻ như việc theo chân Tứ Tiểu Long không được suôn sẻ cho lắm. Nhìn thấy bị bao vây, Tứ Tiểu Long vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tiểu quân thần giễu cợt, tôi nghe sư phụ nói rằng Bắc Ma trước đây đơn thương độc mã giết trong giết ngoài châu Đông Phương, bây giờ xem ra là bị đánh sợ rồi, nên mới dùng mấy thủ đoạn hạ lưu như thế này. Đúng vậy, sợ đến nỗi mai phục đánh lén, còn gọi là Bắc Ma sao? Đông thú hét lên, Bắc Ma, mau cút ra đây chịu chết, đừng trốn trốn nấp nấp nữa. Nam tướng cũng hô lên, đúng, sớm ra đây chịu chết đi. Hừ, một tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên. Thân hình phàm trần của Bắc Ma xuất hiện ở nơi cao, dửng dưng nhìn mọi người. Không biết tại sao, giây phút Bắc Ma xuất hiện, trong lòng mọi người đều cảm thấy bất an, như thế đang bị một áp lực nào đó đè nén xuống vậy. Nỗi sợ hãi trong lòng như được khơi dậy. Bốn người tiểu quân thần cũng cảm thấy như thế, chẳng qua họ không thèm để tâm. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bắc Ma trong lời đồn cũng chẳng ra làm sao cả. Nam tướng bật cười, bốn lão già Đông Yêu kia ẩn trốn không xuất hiện, để các người đến đây chịu chết à? Bắc Ma hỏi. Hỗn xược. Bắc Ma, ông chỉ là đối thủ bại trận của sư phụ chúng tôi. Còn có tư cách gì nói bọn họ? Bắc Ma mỉm cười, năm đó các người làm sao bắt được ta, trong lòng các người rõ nhất. Dùng đủ loại mưu kế gài bẫy, còn dùng thêm mấy trăm ngàn người. Bản thân bọn họ là đối thủ của ta sao? Mọi người chỉ là bị che mắt mà thôi. Tiểu quân thần lập tức phản bác, chúng tôi chỉ nhìn thấy kết quả, ông quả thật đã bị bắt. Hơn nữa mấy mươi năm trước sư phụ của chúng tôi có thể bắt được ông, hôm nay, bốn người chúng tôi cũng có thể bắt ông giống y như vậy. Đúng vậy, Bắc Ma ông chuẩn bị xong rồi sao? Còn dám đến Lạc Việt. Lần này không chỉ là bắt ông, mà còn khiến ông chết không có chỗ chôn thân. Bốn người đông thú nhìn chằm chằm vào Bắc Ma. Chỉ dựa vào các người. Ha ha ha, Bắc Ma giống như đang nghe kể chuyện cười mà cười lớn. Thật sự không biết trời cao đất dày. Đúng, chỉ dựa vào chúng tôi. Bắc Ma, hiện giờ ông đang nằm trong sự khống chế của chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi còn hiểu ông hơn cả bản thân ông. Đây chính là những lời mà sư phụ bọn họ từng nói. Dẫu sao thì, Ngũ Long của Lạc Việt đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu về Bắc Ma. Quả thật đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Bắc Ma mỉm cười gật đầu. Bắc Ma nhớ rõ đây là nơi chôn thây của ông. Chúng tôi cũng sẽ vì thành tích giết ông mà một bước lên mây. Bốn người tiểu thần quân không thể kìm nén được nữa. Bắc Ma thấy thế, mỉm cười, các người dựa vào đâu mà muốn giết ta? Lẽ nào dựa vào cái chiêu hợp kích đó sao? Không sai, chính là đặc biệt dành cho ông đấy. Ha ha ha. Đột nhiên thủ hạ của Bắc Ma bật cười, khiến mấy người tiểu quân thần đều bối rối. Đột nhiên bốn phía đều vang lên tiếng cười giòn giã. Hơn nữa những người đó đều nhìn bọn họ giống như nhìn mấy tên ngốc vậy. Bốn người tiểu quân thần lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cụ thể là chỗ nào vẫn chưa biết được. Tóm lại, tiếng cười của bọn chúng khiến bốn người họ cảm thấy rất hoang mang, chứ đừng nói đến các thành viên của đội quân cảm tử, người nào người nấy đều run như cầy sấy. Muốn chết, giết cho ta. Tiểu quân thần không thể nhịn được nữa, trực tiếp xông ra ngoài. Những người khác cũng theo sát phía sau. Trong lòng mọi người đều có một dự cảm không lành. Giết một tên cũng không tha. Bắc Ma đứng trên đỉnh cao, lạnh lùng ra lệnh. Bỗng chốc, vô số cao thủ tràn xuống bao vây các đội cảm tử. Vào lúc này, mọi người đều có một suy nghĩ, dường như theo Tứ Tiểu Long thì sẽ chết nhanh hơn. Á á, một trận chiến tay đôi ác liệt bắt đầu. Không bên nào nhường bên nào. Suy cho cùng thì thành viên của đội cảm tử đều là những cao thủ của các thế lực ẩn thế tuyển chọn ta. Cả hai bên đều bị thương vong nặng nề. Ngay cả dưới sự lãnh đạo của Tứ Tiểu Long, đội cảm tử đã có một động lực tuy khá mò nhạt nhưng cũng giúp họ có thêm niềm tin để đánh bại kẻ địch Tứ Tiểu Long rất mạnh. Họ chắc chắn có thể sống sót rời khỏi đây. Tứ Tiểu Long quả thật đã thừa hưởng bản lĩnh Ngũ Long của Lạc Việt. Ngang nhiên xông vào đám địch, giống như trốn không người.
Bốn người chém giết mỏ đường máu trực tiếp lao thẳng đến chỗ Bắc Ma. Đội cảm tử theo sau, càng chiến càng hăng. Dường như sắp đánh bại khí thế đại quân của Bắc Ma. Lạc Việt và cả thế giới đều đang theo dõi trận chiến này. Mấy người trong nhà họ Lý cũng đều quan tâm đến trận chiến. Thông qua nhiều kênh khác nhau để tìm hiểu tình trạng thực tế của cuộc chiến. Đặc biệt là Lý Tử Nhiệm, người luôn quan tâm đến vấn đề này nhất. Cô siết chặt tay. Khi nghe đến tình hình ở trận chiến, Lý Tử Nhiệm mới thả lỏng. Diệp Lâm Quân thật may mắn, là thành viên của đội cảm tử vậy mà lại không cần phải chịu chết. Hơn nữa, xem tình trạng này nói không chừng khi trở về lại được vinh quang. Thằng nhóc đó cũng may mắn quá nhỉ. Lý Hồng Thăng và những người khác khen tỉ. Sắc mặt Ngô Thị Lan thì u ám. Tất cả đều tự hỏi liệu việc để Diệp Lâm Quân đi chết thay có phải là một quyết định sai lầm hay không. Nếu Diệp Lâm Quân sống sót trở về, vinh quang hiển hách, thay đổi một đời. Đó không phải là những gì bọn họ muốn thấy. Tuyệt đối không thể để Diệp Lâm Quân gặp họa được phúc. Lúc này Hoàng Vạn Sinh và Hoàng Mộ Phong chạy vào. Các người đưa ra chủ ý tồi gì thế? Bao nhiêu lợi ích bây giờ đều bị Diệp Lâm Quân lấy đi hết rồi. Hoàng Vạn Sinh hét lên. Lý Tử Nhiệm ngạc nhiên nhìn hai người. Euro ó thấy loại người nào không biết xấu hổ không? Lúc đầu khi nghe tin đội quân cảm tử đi nạp mạng, ông ta không dám để cho con trai mình đi mà bảo Diệp Lâm Quân đi thay. Bây giờ nhìn thấy đội quân cảm tử không chết, lại chạy ra đây than trách. Sao lúc đầu không chịu đĩ? Hoàng Mộ Phong, người trước giờ chưa thấy xuất hiện lúc này đột nhiên hét lên, ba, như thế không được, vốn dĩ là vinh dự thuộc về con mà. Có liên quan gì đến Diệp Lâm Quân? Hoàng Vạn Sinh suy nghĩ, nói, con trai yên tâm, công lao là của con. Cho dù là Diệp Lâm Quân đi, nhưng là đi với danh nghĩa của con. Có công lao gì, cũng đều sẽ tính cho con hết. Đúng vậy, nếu Diệp Lâm Quân về đây, tất cả vinh quang và công lao đều thuộc về cậu Mộ Phong. Mọi người đều hùa theo nói nghe vậy, Hoàng Mộ Phong gật đầu, vậy thì còn được. Cảm giác này đúng là sướng thật. Ngồi không cũng có lời. Vô sỉ, đúng là cực kỳ vô sỉ. Lý Tử Nhiệm như sắp phát điên. Diệp Lâm Quân đã ở trên chiến tuyến thay cậu ta đi nạp mạng, nhưng kết quả thì sao, toàn bộ công lao đều thuộc về cậu ta hết. Thậm chí còn bị bọn họ chế giễu khinh thường. Cả nhà Hoàng Mộ Phong chỉ toàn là những kẻ không biết liêm sỉ. Vẫn còn người như thế sao? Mấy người Hoàng Vạn Sinh bật cười. Đây giống như một giao dịch tạo ra lợi nhuận mà không mất tiền. Bản thân không cần phải làm gì cả. Giữ được mạng sống của con trai, lại còn gặt hái được công lao to lớn. Hoàng Mộ Phong sau này sẽ trở thành anh hùng của Lạc Việt. Bọn họ đúng thật là giỏi tính toán. Tiếp theo đây, chúng ta chỉ cần chờ tin chiến thắng thôi. Ai ai cũng tỏ vẻ đắc chí. Lý Hồng Thắng và những người khác cũng mỉm cười. Vừa nãy còn sợ Diệp Lâm Quân sẽ vì thế mà được trở mình. Nhưng cũng may, Diệp Lâm Quân liều mạng đổ máu, nhưng công lao lại được tính cho Hoàng Mộ Phong. Lý Tử Nhiệm siết chặt tay, cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng cô chỉ hy vọng Diệp Lâm Quân có thể bình an trở về là được rồi, có vinh quang hay không cũng không quan trọng. Đặc biệt khi nhìn thấy Tứ Tiểu Long dẫn dắt cả đội quân cảm tử trong tư thế bất khả chiến bại, cô lại càng cảm thấy yên tâm hơn. Tứ Tiểu Long, cố lên, nhất định phải thắng, đưa chồng của tôi còn sống trở về, Lý Tử Nhiệm thâm cầu nguyện. Trong căn cứ Thiên Sơn, Tứ Tiểu Long dẫn dắt cả đội quân cảm tử càng chiến càng hăng. Quét sạch kẻ địch đễ như bẻ cành khô. Chẳng bao lâu, đại quân Bắc Ma cũng không cản được bọn họ. Khoảng cách với Bắc Ma càng lúc càng gần. Bắc Ma ôm chạy đâu cho thoát, Tứ Tiểu Long nhìn Bắc Ma bằng ánh mắt khinh thường, hống hách. Mấy cao thủ của liên minh báo thủ đâu? Bọn họ đâu rồi? Ta bảo bọn họ mai phục ở bên phải mà, sao không thấy người đâu? Bắc Ma tức giận hỏi. Theo sắp xếp của gã, bên phải còn có một toán cao thủ liên minh báo thủ mai phục. Nếu như hợp tác với thủ hạ của gã bao vây lấy đội quân cảm tử, e rằng bọn họ bây giờ chẳng còn ai có thể sống sót. Thế nhưng đám người này lại đột nhiên biến mất. Chúng tôi cũng không biết, đám người liên minh báo thủ này không đáng tin. Bắc Ma gật đầu, ta biết bọn họ không đáng tin. Chúng đâu biết rằng bây giờ liên minh báo thủ đang bận giao chiến với đám người của Diệp Lâm Quân. Bọn họ đang giữ chân kìm hãm liên minh báo thủ lại. Nói cách khác, bọn họ là đang cứu đám người của đội quân cảm tử.
Bắc Ma nhìn tình cảnh như sắp bại trận, hừ lạnh một tiếng, một lũ ăn hại. Tuy thủ hạ của gã có không ít người, nhưng đều là những đám ô hợp. Đồng thú hừ lạnh một tiếng, đừng nói người khác, ông cũng là phế vật. Nghe ý ấy, Bắc Mã bật cười thay vì tức giận. Những kẻ ngu xuẩn vô tri thật nực cười. Hôm nay, bọn ta sẽ phanh thây ông tại đây. Nói cho mọi người trên thế giới biết, Bắc Mã chẳng là cái thá gì. Bốn người tiểu thần quân di chuyển. Công thủ xông về phía Bắc Mã. Mỗi người làm ầm vang một trận, khiến trời đất rung chuyển, đỉnh núi sụp lở. Bọn họ mới thể hiện ra sức mạnh thật sự của mình. Cả bốn người họ đều là truyền nhân thực sự của Ngũ Long của Lạc Việt. Nhưng Bắc Ma đều chống đỡ được hết. Quả nhiên rất mạnh. Nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta không có ai là đối thủ của ông ta. Nhưng chúng ta liên thủ lại, còn có đòn hợp kích nữa. Bốn người tiểu quân thần mỉm cười. Bắc Ma, ngày tàn của ông đến rồi. Cả bốn liên thủ lại tấn công Bắc Ma. Cường giả giao thủ với cường giả, đánh đến long trời lở đất, sông núi ngược dòng. Tuy nhiên, cho dù kỹ năng chiến đấu của bốn người có bá đạo cỡ nào, lực lượng có hùng hậu cỡ nào, Bắc Ma cũng có thể dễ dàng tiếp chiêu. Thậm chí còn dự đoán được từng bước đi của họ. Điều này khiến bốn người họ vô cùng kinh ngạc. Họ không biết rằng, Bắc Ma đã hiểu rõ từng người bọn họ từ lâu rồi. Hiểu còn hơn chính bản thân bọn họ. Không xong rồi, khởi động kỹ năng chiến đấu chu mèo.